Hello, xin chào anh em. Hôm nay mạng kém quá, không biết là có trụ được đến cuối giờ không. Vâng, xin chào mọi người. Vâng, vừa lên vài phút thôi đã gần 300 anh em rồi đúng không ạ? Mạng hôm nay trời mưa, không biết được có liệu có ổn không. Hôm nay ngoài em đang mưa rất là to và đường truyền sợ là không ổn định. Đó, chúng ta cứ làm việc thôi, còn trời tiếp thế nào thì kệ thôi nhỉ. Vâng, chào anh Duy. Vâng, chào mọi người. Vâng, hôm nay mưa, hôm qua xem đá bóng hay không ạ? Qua em có chút việc không không thể livestream được nên là phải hoãn lại. Cũng chưa được xem bóng đá. Vâng, chào anh Phát nhé. Vâng. Đó, ok thì ngày hôm nay sẽ chia sẻ anh em phần nội dung một đoạn về phần đọc hiểu sơ đồ đó. Vâng. Hôm trước em đưa một số bài tập cơ bản về những cái câu hỏi cơ bản cho anh em trả lời thì cũng có khoảng gần 300 anh em đã trả lời những cái câu hỏi và tỷ lệ trả lời đúng cũng khá là cao, hoặc chỉ có một số cái câu hỏi liên quan đến đọc sơ đồ và đọc điện trở là một số anh em bị sai thôi. Còn cái tên gọi và các cái từ viết tắt hay những cái phần, nói chung là chỉ có một số câu hỏi thôi. Ví dụ câu hỏi số mấy em hôm nay cũng chưa nhìn kỹ, nhưng mà đại loại là cái phần câu hỏi về tra sơ đồ ấy, một số cái chân câu hỏi về cái chân số bơm xăng hay sao ấy nhỉ, em không đọc lại câu hỏi. Thì một số anh em là trả lời là 5V đấy, không hiểu lấy 5V ở đâu ra đúng không? Chỉ có 12V là 0V khi nó hoạt động và không hoạt động thôi đúng không ạ? Rồi thì đấy là một số câu hỏi em chia sẻ mọi người để kiểm tra xem cái một số vài vài buổi mình chia sẻ anh em đã hiểu được nhiều chưa, và có vấn đề gì không, để đấy là cái phần chia sẻ với mọi người đúng không ạ? Cái tinh thần ở đây là làm bài tập là tinh thần tự giác, không có cái gì o ép mọi người cả, và những câu hỏi đấy là rất cơ bản, không có cái gì chuyên sâu hay là quá cao siêu cả. Thì hôm nay mấy bài đầu thôi, mấy buổi vừa rồi chưa học gì đến xe cả đúng không ạ? Bắt đầu từ ngày hôm nay thì bắt đầu đi vào xe này. Đó, ngày hôm nay những buổi ngày hôm nay thì nó dễ chịu hơn vì nó dễ hình dung hơn. Mấy buổi hôm trước nó họp toàn điện trở, mấy điện với màu dây với tiếng Anh đúng không ạ, rất là khó chịu. Thì những cái buổi ngày hôm nay thì bắt đầu nó sẽ đi vào xe thì mọi người sẽ thấy nó hiệu quả hơn và dễ hình dung hơn. Đó. Và buổi ngày hôm nay mọi người sẽ làm quen với một số cảm biến, ví dụ hai cái cảm biến nhiệt độ. Hôm nay ngày chúng ta sẽ tìm hiểu về hai cảm biến nhiệt độ. Thì sau buổi ngày hôm nay mọi người sẽ thấy được là cũng không cần phải nhớ nó làm gì cả. Đúng không ạ? Rất nhiều anh em đang làm sử dụng phương pháp là nhớ cái mã lỗi này. Thì tí nữa sẽ giải thích cho mọi người mã lỗi, khi nào xảy ra mã lỗi đúng không ạ? Và cái sửa xe của mình là sửa những cái xe nó không báo lỗi cơ, chứ không phải sửa mấy cái xe báo lỗi đúng không ạ? Thì ngày hôm nay sẽ giải thích cho mọi người về cái vấn đề là hai cảm biến nhiệt độ. Rồi, hôm nay những cái phương pháp nó cũng khá là mới, chia sẻ là nhiều anh em. Rồi ok mọi người. Ok, em thấy hôm nay mạng vẫn khỏe đúng không ạ? Trên 300 anh em rồi, vẫn gần 400 anh em rồi, vẫn thấy ổn định. Rồi ok, em vừa live stream bằng cá nhân, cái nó khóa luôn rồi, bắt buộc phải like qua fanpage, nên là mọi người cố gắng like cái fanpage của em để khi mà live stream thì nó sẽ có cái thông báo cho mọi người đúng không? Và ok mọi người hãy chia sẻ những cái live stream, vì những cái buổi này bắt đầu đi vào công nghệ, bắt đầu đi vào xe rồi, bắt đầu anh em gọi là vào điện FI đúng không ạ? Thì bắt đầu những buổi này vào hệ thống điện FI. Và mọi người lưu ý là chúng ta không cần phải quá vội vàng nhé, cứ bình tĩnh mà học những cái buổi này cơ bản, nhưng mà sau này nó ứng dụng vào trong những bài học sau này rất là nhiều, những cái phần hệ thống sau này rất là nhiều. Vì sau này chúng ta sẽ đi vào những từng hệ thống, như hệ thống đánh lửa, hệ thống khởi động, hệ thống cung cấp nhiên liệu như là bơm xăng, kim phun ấy đúng không ạ, hệ thống cung cấp khí nạp, tức là về van IACV, van ISC hay là van cầm chừng nhanh, đó là những cái phần hệ thống. Còn bây giờ chúng ta đang đi tìm những cái mảnh nhỏ, ví dụ chúng ta đang học chữ chữ A, chữ B, chữ C, sau này chúng ta sẽ học vào cách là đóng vợ đánh vần, gồm những chữ nào ghép với nào đúng không ạ? Đấy là những cái sau này chúng ta sẽ học. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến buổi ngày hôm nay, thì hôm nay sẽ là liên quan đến cái phần đó là chút nữa về đọc hiểu sơ đồ. Thì hôm trước đã giải thích qua cho mọi người chút về cái cách đọc hiểu sơ đồ rồi đúng không ạ? Ngày hôm nay sẽ làm rõ hơn một chút nữa. Và cái phần điện áp thì hiện tại em sẽ không chia sẻ ở phần này. Mục đích là để mọi người biết cách chúng ta tra cứu đọc được sơ đồ. Đúng không ạ? Còn cái để nhìn sơ đồ hiểu điện áp thì tạm thời cái phần này em sẽ không chia sẻ ở đây. Đúng không ạ? Rồi mong mọi người thông cảm. Phần này em sẽ giới thiệu tiếp tục về cái cách đọc sơ đồ. Đúng không ạ? Rồi, xin chào gần 400 anh em rồi.
Và mọi người sẽ tiếp tục đến cái phần đầu tiên ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến đó là cái phần đọc vị trí chân. Còn trong những buổi ngày hôm trước thì đến buổi ngày hôm nay thì em hỏi lại là một số anh em có anh em nào chưa đọc được cái vị trí chân trên ESM không, và chưa nhìn sơ bộ được cái phần sơ đồ mạch điện không ạ? Và hiện tại ngày hôm nay và một ngày hôm qua ngày hôm nay có rất nhiều anh em là liên hệ bên em đã đặt tranh sơ đồ, đúng không ạ? Mọi người sẽ biết được cái giá trị của chúng ta đọc sơ đồ. Và mọi người lên chúng ta học thì chúng ta lên học những bức tranh sơ đồ đen trắng để chúng ta hiểu được cái bản chất. Sau này chúng ta sử dụng những sơ đồ gì thì đấy là cái quyền của mọi người. Còn em khuyên mọi người lên đọc những sơ đồ đen trắng trước, vì sau này những cái chiếc xe đời mới ra thì nó cũng đều đen trắng, nó không có màu, nên là chúng ta sẽ phải làm những cái xe đấy trước, đúng không ạ? Học đúng nguyên lý. Và ok, mọi người comment giúp em là chúng ta hôm những buổi chia sẻ ngày hôm trước thì mọi người đã đọc sơ bộ được cái phần đó là vị trí chân trên ESM, trên sơ đồ chưa ạ? Hoặc là những cái sơ bộ, đọc được sơ bộ của sơ đồ chưa ạ? Vâng. Và mọi người chia sẻ những cái live stream này lên, chia sẻ lên cho nhiều anh em trong lúc dịch khó khăn không có công việc thì tạm thời chúng ta cập nhật thêm kiến thức, đúng không ạ? Và mọi người comment đi ạ, comment đi ạ, comment đi ạ. Ở đây hiện tại em đang xem điện thoại thì nó đang bị chậm hơn so với thực tế, mất khoảng 1 phút đấy. Đây là nó rất chậm. Vâng, ok. Vâng, ok. Em khuyên mọi người lên là chúng ta lên treo những bức tranh ở trước mặt. Một là có thể treo bức tranh to, hai là chúng ta có thể in những bức tranh nhỏ chúng ta dán ở ngay chỗ người ta ngồi uống nước ấy. Ngày nào chúng ta cũng nhìn vào thì tự nhiên ngày nào chúng ta cũng học. Được. Ngày nào cũng học. Đó là cách chia sẻ của em. Vâng. Và hôm trước em đã chia sẻ cho mọi người cách chúng ta tìm kiếm sơ đồ và chân sơ đồ chân của ESM ở trên cái phần đó là phần mềm Omoto, đúng không ạ? Phần mềm Omoto có rất nhiều thông tin thì đấy, mọi quan trọng là mọi người nên lên khai thác ra. Khiến khai thác nên vào trong đấy lục lọi tất cả các phần mềm đấy ra để khai thác trong đấy, nó rất nhiều thông tin nhá. Hiện tại em cũng chưa tìm hết được các thông tin trong đấy. Hôm nay thầy Nam Đạt trong Sài Gòn đang vừa tìm được một cái thông tin rất là hay liên quan đến cái sơ đồ của hệ thống ấy, hệ thống điện, đúng không ạ? Rất là hay, em cũng chưa tìm được cái phần đấy. Thì mọi người cứ khai thác cái phần mềm ra, rất nhiều cái phần mềm ở bên trong, rất nhiều cái hay nhá. Rồi ok, mọi người đã thấy em thấy được mọi người đều ok hết rồi, đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục rồi chúng ta tiếp tục chúng ta tìm hiểu về cái cách đọc sơ đồ nhá. Thì mọi người lưu ý ở trên cái sơ đồ hôm trước em giải thích cho mọi người rồi, chúng ta nhìn vào trên sơ đồ ở phần dưới, phía dưới của mỗi một sơ đồ đều có bảng chú thích, thì mọi người hãy đọc cho em bằng cách đó là tra cứu ở phía dưới. Chúng ta đừng quan niệm là từ trái qua phải hay từ phải qua trái, mà hãy tôn trọng người viết sơ đồ, tức là người ta vẽ sơ đồ ở đâu người ta sẽ chú thích ở đấy. Thì mọi người cố gắng chúng ta đọc ở phần phía dưới để chúng ta biết được chân trái, chân nào là chân số 1, chân nào là chân số 2, để chúng ta xác định được cái vị trí và cái hướng đọc của chúng ta, đúng không ạ? Và cái hướng đọc hôm trước em đã giải thích cho mọi người đó là cái việc là cái chọn cái hướng đọc, và cái hướng rất là quan trọng trong cái vấn đề là đọc sơ đồ. Nếu chúng ta chọn nhầm hướng và sai vị trí chân số 1 là chúng ta sai hoàn toàn, đúng không ạ? Và cái em chia sẻ cho mọi người đó là chúng ta quan tâm đến cái số chân nhiều là nó sẽ chính xác hơn so với màu dây. Màu dây chỉ là hiển thị cho chúng ta biết được từ điểm này đến điểm kia thôi, còn cái chính xác nhất đó là số chân, đúng không ạ? Rồi ok mọi người, thì đây là cái phần chia sẻ cho mọi người, đó là cái phần góc mà mọi người sẽ thấy được ở trên cái sơ đồ của chúng ta. Nó có những cái bức tranh là những cái đời lít 110, những cái đời ESM nhỏ như trên màn hình mọi người đang xem ấy, thì nó sẽ không chú thích là dạng A1, A2, B1, B2, đó, nó không ghi vậy, nó chỉ ghi số 1, số 2, số 3, tức là cái ESM loại này là chỉ ESM một dắt, và cái hướng nhìn của chúng ta là hướng nhìn thẳng vào. Và cái sơ đồ này đang vẽ cho chúng ta nó giống hệt như cái cách mà chúng ta đang nhìn thẳng vào cái ESM. Mọi người đang nhìn cái chuyện bên tay trái mà của cái sơ đồ của màn hình mọi người đang nhìn, đúng không ạ? Con chuột của em chỉ đó là cái phần ở trên sơ đồ chúng ta vẽ đúng cái số chân này, nên là chúng ta chỉ việc xác định là tra cứu thôi, chúng ta đừng có phải nhớ quá nhiều, mà chúng ta chỉ việc tra cứu ở đây là gì, chúng ta nhìn xem nó đâu là số 1 thì chúng ta áp dụng nó là số 1, đúng không ạ? Mọi người đúng không ạ? Đó là tra cứu, không phải là nhớ nhá, không thuộc mà nhớ, hôm nay chỉ việc tra cứu thôi. Đó là cách chia sẻ cho mọi người. Ok không ạ? Vâng, đã gần 500 anh em rồi, đúng không ạ? Mới vài phút đồng hồ thôi. Ok mọi người, hãy cái đoạn này nó chưa có liên quan đến bình luận, chưa đến câu hỏi, thì một chút nữa sẽ liên quan đến bài học thì em sẽ có câu hỏi. Và hôm nay em đã chuẩn bị xe ở đây, cái phòng hiện tại phòng đào tạo của em thì hiện tại đang sửa chữa nên là không chưa lên trên phòng được, thì hôm nay em chuyển tạm một chiếc xe xuống này, thì những buổi ngày sau thì em sẽ lên tại phòng đào tạo ở phòng mới sâu luôn cho mọi người xem cái phòng học, đúng không ạ? Thì hôm nay sẽ chuyển tạm một chiếc xe xuống dưới phòng văn phòng rồi. Ở đây thì chút nữa chúng ta sẽ vừa học vừa thực hành trên xe luôn, đúng không ạ? Cho mọi người trực quan chúng ta nhìn được luôn ở trên cái xe đấy.
Và xong hôm nay mà chia sẻ với mọi người cách chúng ta làm nhìn các cái cảm biến trên xe ấy, mà không cần phải nhớ, không cần phải nhớ một chút gì cả, mà kiểm tra rất là nhanh. Đó, thực tế luôn. Đó, ok, bây giờ mọi người đã phần xong cái phần số chân của ECM chưa? Số hướng nhìn này, số thứ tự chân của ECM chưa? Và chút nữa sẽ học về cũng liên quan đến phần điện áp nhá. Điện áp tức là một số cái điện áp chúng ta cần quan tâm. À, được chưa? Một số cái điện áp trên ECM. Có một số anh em nói là gì ạ? Có lúc em vừa thấy một anh em nào comment là có được quẹt dây ra mát hay gì không, đúng không ạ? Thì chút nữa sẽ giải thích cho mọi người những cái tín hiệu hay là những điện áp tín hiệu là gì, thì sẽ giải thích cho mọi người để mọi người có thể vô có thể quẹt ra mát, không sợ nhá, không ảnh hưởng gì đến ECM nhá. Một chút nữa sẽ giải thích cho mọi người phần này, đúng không ạ? Ok, ở đây em vẫn thấy mạng rất là tốt, gần 500 anh em rồi vẫn không sao. Đó, ok, tiếp tục nhé, chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Đấy là cái phần mọi người vừa rồi là chia sẻ cho mọi người, đó là cái phần ECM nhỏ, loại ECM một rắc. Còn ở đây đó là loại ECM nhôm đấy, đúng không ạ? ECM đời từ. Rồi đấy gọi là ECM đời từ. ECM này nó sẽ có 3 rắc, rắc A, rắc B và rắc C. Rắc A là cái rắc 33 chân, còn rắc B là cái rắc ở bên đằng sau, đúng không ạ? Là cái hệ thống gọi mọi người hay chia ra là gọi là hệ thống sạc và hệ thống ECM, em chỉ gọi là chia đôi ra. Đó như vậy. Rồi thì rắc A, rắc B thì mọi người sẽ thấy được cái đời ECM đời 3 rắc này thì nó sẽ chia ra là A1, A2, A3, còn B1, B2, B3, đúng không ạ? Còn cái đời mà đời chỉ có một rắc ECM 33 chân thì nó sẽ không chú thích cho chúng ta là A1, A2, mà nó ghi số 1, số 2, số 3, số 4. Còn đời này nó sẽ phải vẽ là gì ạ? A1, A2, tức là người ta sẽ vẽ cho mọi người biết được cái khoanh vùng nó nằm ở khu vực nào. Khu vực A, khu vực B, khu vực A nó nằm ở dạng rắc nào, rắc 33 chân hay là rắc 5 chân hay là rắc 3 chân, đúng không ạ? Hồi dung ạ, cái rắc vào đây đang chia sẻ cho mọi người ấy, đang nhìn nữa. Rồi, ok không ạ? Cái hướng nhìn thì rất là rõ ràng rồi. Cái số này, số 1, số 2, số 3 thì chúng ta tra ở trong cái phần sơ đồ nguyên lý. Nó sẽ có là số 1, A1, A2, A3, A4. Thì chúng ta chỉ việc tra vào nó thôi, đúng không ạ? Ok không ạ? Rồi, xin chào. Rồi mọi người sẽ thấy được đây là cái vị trí chân. Ví dụ như ở đây mọi người sẽ thấy là rắc 33 chân này, người ta đang biểu thị cho mình biết được cái rắc 33 chân ở trên ECM, tức là rắc chức năng cơ cấu chấp hành ở đây. Đó là rắc A, đúng không ạ? Rắc A1, A2, A3. Đây là rắc A. Còn tiếp theo là chúng ta sẽ thấy được cái hai cái hộp rắc, là rắc B và rắc C. Rắc B và rắc C này sẽ biểu tượng cho cái việc là cái cuộn phát 3 pha của chúng ta, dây mát và dây dương để tín hiệu là để khởi động. Đúng không ạ? Đó là cái phần rắc A, rắc B. Rắc A nó là sẽ biểu thị cho cái phần tín hiệu đầu vào và điều khiển cơ cấu chấp hành, đó là bơm xăng kim phun mô bin. Đấy là phần rắc A. Rắc B là cái phần liên quan đến khởi động và sạc, đúng không ạ? Rắc B, rắc C. Đúng không ạ? Đây là rắc 33 chân thì chúng ta đều đọc như vậy. Rồi, ok, có rất nhiều anh em ok rồi thì chúng ta tiếp tục chuyển sang. Đúng không ạ? Cái hướng đọc là rất quan trọng nên mọi người cố gắng chúng ta đọc cái phương pháp đọc, đúng không ạ? Số 1, số 2, số 3 người ta vẽ rất rõ rồi, chúng ta chỉ việc đi tra cứu thôi, không phải nhớ nhá. Đây là việc áp dụng thôi, đúng không ạ? Rồi, đã gần đến 500 anh em rồi, 409 rồi, đúng không ạ? 408, 409 rồi. Rồi, xin chào, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái phần này nha. Một chút nữa chúng ta sẽ qua cái phần là nó liên quan đến cái đọc sơ đồ. Anh nào chưa đọc được thì em sẽ giải thích cho một chút, cho mọi người sâu hơn một chút. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái mạch đường đi của trên sơ đồ, đúng không ạ? Rồi, cái phần slide này em đã vẽ rất là rõ ràng. Ở trong những phần slide này nó sẽ khác hoàn toàn so với những lần trước mọi người xem. Và một số anh em đã học viên cũng sẽ thấy nó khác hơn so với những lần trước. Vì cái việc ở đây em sẽ thay đổi liên tục và cập nhật liên tục. Cái mỗi lần cái gì mình nghiên cứu thấy phát triển nên mình sẽ phải sửa đổi lại cái phần giáo án đây, đúng không ạ? Rồi, ok. Anh nào chưa hiểu thì cứ hỏi lại nhá. Rồi, chào mọi người. Rồi, tiếp tục ở đây chúng ta để chúng ta đọc được sơ đồ thì ở trên sơ đồ chúng ta đều có rất nhiều các cái hình vẽ, các cái hình ký tự. Thì em đã mô phỏng ở đây rồi, chúng ta sẽ có những cái phần nó là ký hiệu về trên sơ đồ thì ký hiệu như thế nào và chúng ta hình ảnh thực tế nó là cái gì, đúng không ạ? Thì mọi người thấy được ở trên đầu tiên em nó là vẽ cái ký hiệu nguồn điện, thì bao giờ chúng ta cần quan tâm nó cũng phải quan tâm đến nguồn điện, đúng không ạ? Nguồn dương, nguồn âm. Thì ở đây đã vẽ cho mô phỏng cho mọi người rồi, thì mọi người đã thấy được là ở đây những cái ký hiệu là một gạch dài, một gạch ngắn, đúng không ạ? Nếu anh em nào học ở trong cái phần điện, kỹ thuật điện thì sẽ có các cái phần ký hiệu này, nó là ký hiệu điện, là ký hiệu này là ký hiệu của nguồn điện, điện một chiều nhá, ký hiệu nguồn điện một chiều mắc nối tiếp với nhau. Thì các cái ngăn này nó sẽ chia ra làm vài ngăn, đúng không ạ? Một cái bình ắc quy chúng ta ở bên trong nó sẽ chia ra nhiều ngăn, vì mỗi ngăn nó khoảng hơn 2V thôi, nối tiếp với nhau tạo ra 12V, đúng không ạ? Thì đấy là cái vẽ người ta đang mô phỏng cho đúng cái theo kiểu hình vẽ kỹ thuật điện, kỹ thuật đấy, đúng không ạ? Nguồn điện mắc nối tiếp với nhau, nguồn điện một chiều lắp nối tiếp với nhau. Thì đây là vẽ biểu tượng cho nguồn điện, thì ở trên xe của chúng ta đều là nguồn điện ắc quy,
điện áp một chiều 12V DC một chiều, đúng không ạ? Rồi thì mọi người sẽ thấy được ở đây nó có một cái hình vẽ bên tay phải mọi người đang nhìn đấy, nó là cái hình vẽ có chữ G này và có ba cái gạch liền này. Mọi người sẽ thấy ba gạch này người ta gọi là gì ạ? Người ta gọi là nối đất hay gọi là tiếp địa hay là gì ạ? Mắt khung, ở trên xe mình hay gọi là mắt khung, đúng không ạ? Còn mình giờ bình thường trong ký hiệu kỹ thuật điện kỹ thuật thì người ta sẽ gọi là nối đất đúng không ạ? Hay gọi là mắt. Thì mọi người sẽ thấy được là ở đây trên xe chúng ta sẽ gọi là mắt khung, anh em hay gọi mắt khung. Thì cái mắt này mọi người thấy ở trên sơ đồ của mọi người sẽ thấy những cái mắt này, cái mắt nó vẽ như này thì mọi người có thể nối bất kỳ mắt chỗ nào cũng được nha, nối bất kỳ mắt ở nơi nào cũng được, miễn làm sao cái mắt đấy thật tốt để nó có thể là lấy được làm dạng để lấy được cái âm dương tốt thì là được, tiếp diện tốt và cái phần tiếp điểm nó tốt, không bị mô ve thì là tốt, là ok, được không? Đối với những cái dòng cái tải lớn thì chúng ta phải sử dụng những cái mát nó thật tốt, mát cũng như dương, nếu mát chúng ta kém thì chúng ta cũng không hoạt động được, đúng không? Mát kém cũng không hoạt động, cũng như là dương thiếu nguồn, đúng không? Gọi là nguồn. Rồi thì đây là cái mát, thì mọi người trên sơ đồ mọi người thấy được những cái mát dạng như này thì mọi người thể lối bất kỳ nơi đâu cũng được, bất kỳ nơi nào trên xe cũng đều được nha. Và mọi người thấy được là biểu tượng ở đây là sẽ là thấy là mát khung nối chập với nhau như này, được không ạ? Rồi ok, bây giờ mọi người sẽ thấy được ở đây là những cái hình vẽ em đã mô phỏng rất rõ ràng, nó là gì ạ? Hình ký hiệu của gì ạ? Của Zele này, người ta vẽ rất rõ ràng, đây là ký hiệu Zele thì vẽ ở dưới ở đây là ký hiệu Zele. Rồi ký hiệu của CKB, cái này thì nó đây là mô phỏng điện áp tín hiệu nên là em sẽ không điện áp tín hiệu dạng xung nên là em không vẽ cái cảm biến CKB ở đây. Đúng không ạ? Rồi tiếp theo là những cái hình ảnh mà liên quan đến là đèn báo mã lỗi này, đúng không ạ? Đèn check thì em đã vẽ đây. Ví dụ như là ở trên sơ đồ chúng ta thấy được là rất nhiều anh em là in những cái bảng sơ đồ mã lỗi hoặc là phải thuộc nhớ mã lỗi quá nhiều ấy thì ở trên sơ đồ nguyên lý nó cũng có hết rồi. Thì chúng ta chỉ việc đọc nó ra thôi. Ví dụ đây là cái đèn check, đèn chính là cái đèn ở trên đồng hồ tắp lô của chúng ta, đèn nháy bao nhiêu nháy, đúng không ạ? Biểu thị bên cạnh nó là 11 nháy là cảm biến VS, báo lỗi VS. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được là cái cảm biến cái đèn check này cũng đang báo lỗi là VS, đèn sáng lên, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo ở trên cái phần này mọi người sẽ thấy được là ở cái hình ảnh ở đây không biết là mọi người có nhìn được không, vì em đang hôm nay em không cắt được cái nền, vì vội quá không cắt được cái nền nên là che mất một đoạn hình khung hình ở đây. Thì mọi người không biết là nhìn được không? Rồi đây hình cái cầu chì này, hình cái cầu chì. Thì mọi người lưu ý cái cầu chì này chúng ta sẽ có cái chỉ số nó là bao nhiêu A nhé, cường độ dòng điện. Ví dụ như đây này là 10A, 25A thì chúng ta lên lắp đúng chỉ số nhé, lên lắp đúng chỉ số. Ví dụ như là 10A chúng ta lên lắp đúng 10A, đừng có lấy 25A trong đây nhé. Sau là gì ạ? Đường dây thì cháy rụi còn cầu chì chúng ta vẫn còn tốt đấy, đúng không? Thì nên là mọi người lưu ý ở đây là những cái từ liên quan cái phần liên quan đến kỹ thuật nên là chúng ta phải lắp đúng. Ví dụ đây là cái ký hiệu 10A thì chúng ta nên chọn kiểu chì 10A cắm vào, đúng không ạ? Rồi ở đây hiện tại thì mạng của em ổn định nhá, anh em kiểm tra lại mạng của mình được, mạng ổn định luôn. Rồi mọi người thông cảm vì hôm nay thì nếu có mạng lag thì cũng phải chấp nhận nó, vì ở ngoài Hà Nội mưa rất là to, mưa cả ngày hôm nay rồi, mưa rất to nên là cái tỷ lệ mà đường truyền nó sẽ kém hơn. Được, em tưởng hôm nay không like được cơ sao nó giật tung lên. Rồi tiếp theo mọi người sẽ thấy được là lưu ý ở đây có cầu chì có hai đời, một đời cầu chì ống thủy tinh, đúng không ạ? Một đời cầu chì mới của chúng ta bằng nhựa như này rồi thì chúng ta đều vẽ mô phỏng như này, đúng không? Đều mô phỏng như này. Mọi người hình dung trên cái đường sensor mạch điện của chúng ta đều có cái hình cầu chì như này thì chúng ta biết đây là đây là cái cầu chì, đúng không ạ? Rồi tiếp theo ở đây chúng ta sẽ thấy được cái khóa điện của chúng ta ấy thì cũng bản chất cũng chỉ là một cái công tắc mà thôi. Một chút nữa sẽ giải thích cho mọi người cái mạch điện nó đi như nào, đúng không ạ? Đường đi ra làm sao, đúng không ạ? Rồi mọi người sẽ thấy được là cái bản chất cái khóa điện của chúng ta cũng là một cái công tắc, dạng như cái công tắc mà chúng ta bật pha cốt chẳng hạn như vậy. Thì cái khóa điện chúng ta cũng vậy, nó ở bằng sau đuôi cái khóa điện nó chỉ là một công tắc tiếp điểm thôi. Tức là khi chúng ta mở, thay vì chúng ta mở bình thường, thay vì chúng ta bật như cái công tắc tự do thì bây giờ nó sẽ phải yêu cầu chúng ta phải bảo mật bằng cách là răng cơ khí. Hai là nếu mà sử dụng khóa smart key thì nó liên quan đến cái van điện từ điều khiển cái chốt để chúng ta để xoay cái đúng ổ khóa. Đó là cái vấn đề là cái công tắc này thì cái khóa điện bản chất mọi người hình dung là khóa điện cũng chỉ là một cái công tắc thôi nha. Cái đuôi gọi là đuôi khóa điện ấy thì nó chỉ là một cái công tắc, nó là hai cái tiếp điểm mà nhau. Mà thôi. Đúng không ạ? Thì mọi người thấy được những cái hình slide em vẽ rất là chi tiết như này thì có dễ hiểu không ạ? Dễ hiểu không ạ? Và trong cái phần slide và những cái bài giảng này rất là cái phần nội dung em thay sửa đổi rất là nhiều nhá. Nó đang mô phỏng thực tế hơn rất nhiều với xe. Đó, thực tế và bám sát với xe cái thực tế hơn rất nhiều. Đúng không ạ? Rồi ok. Một chút nữa chúng ta sẽ thực hành trên xe nhá. Thực hành trên xe. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái phần nữa. Ở đây em đã bóc ở bên hình tay trái mọi người đang nhìn ấy, trên góc trái ấy, mọi người đang nhìn nó là gì ạ? Liên quan đến cái vấn đề nó là cái một em bóc một đoạn ở trên sơ đồ thôi. Một đoạn trên sơ đồ mọi người sẽ thấy được ở đây là gì? Rất nhiều thông tin ở đây. Ví dụ như là chữ ING, hôm trước em gửi cho mọi người cái bảng viết tắt
những từ tiếng Anh viết tắt ở trong 33 chân của ESM ấy, những của ESM, thì mọi người hãy đọc qua cái bảng đấy một chút để chúng ta biết được cái chân, ví dụ chân đấy nó làm chức năng là gì, nó viết tắt là cái gì. Cái đấy chúng ta chỉ đọc qua thôi, và chúng ta chỉ nhìn qua những cái phần nào nó quan trọng, ví dụ như là kim phun, bơm xăng, hay là những cái phần nào đánh lửa chẳng hạn, hay nguồn, mát, là những cái từ mà chúng ta cần thuộc, chúng ta cần nhớ để chúng ta tra cái sơ đồ nó nhanh hơn. Còn không thì chúng ta có thể nhìn tra cứu, nhìn nhiều nó thành quen thôi, hoặc là chúng ta lên treo ở những cái bờ tường mà mọi người đang đang xem ấy, mọi người đang mọi người hay ngồi ở cạnh nhà, cạnh bàn uống nước chúng ta xem ấy, được không ạ? Vâng, mọi người có ổn định không ạ? Em thấy mạng ở đây vẫn chạy tốt lắm, mạng là chỗ khu vực em vẫn ổn lắm, xem vẫn tốt, không biết là mọi người thế nào. Rồi, mọi người sẽ thấy được em vẽ mô phỏng ở đây, ví dụ như cái công tắc pha cốt ở trên cái sơ đồ mạch điện, chúng ta cũng có cái vẽ cái hình ký hiệu và ba chân đúng không ạ? Công tắc pha cốt của chúng ta chính là hai cái chế độ pha cốt ở đây, đúng là em vẽ luôn cho mọi người thấy được là chúng ta hình dung ra đây là công tắc pha cốt. Rồi cuộn phát ba pha ở trên sơ đồ mạch điện, chúng ta cũng có cái cuộn dây này, hình dây đó là ba pha, thì chúng ta cũng em đã vẽ cho mọi mô phỏng cho mọi người hình dung ra được cái dây ba pha rồi, đúng không ạ? Đó như vậy. Rồi tiếp theo ở đây chúng ta có những cái bảng chú thích, mỗi một mọi người hình dung là mỗi một cái sơ đồ nó sẽ có một bảng chú thích riêng. Một bảng chú thích riêng này để mục đích là gì? Để mô phỏng cho mọi người những cái hình vẽ ở trên cái sơ đồ mọi người chưa nhìn được nó, thì ở phần phía dưới chưa hiểu được cái ký hiệu đấy là cái gì, thì chúng ta tra phía dưới, ở phần phía dưới nó sẽ có cái phần chú thích để giải thích cho chúng ta biết được cái hình đấy là cái gì. Thì đó là cái phần vẽ sơ đồ mạch kỹ thuật, hoặc anh em đi xem những cái bảng đồ biểu đồ quy hoạch của đất chẳng hạn, ở cái phần quy hoạch đất ấy, hay là những cái phần quy hoạch dự án ấy, mọi người sẽ thấy được ở những cái hình vẽ bên cạnh nó sẽ có một bảng nó gọi là bảng chú thích, thì mọi người sẽ phải đọc ở đấy là bảng chú thích xem cái hình đấy là hình gì, nó ký hiệu ra là cái gì, đúng không ạ? Thì đó là cái phần bảng chú thích rất quan trọng nha. Thì mọi người lưu ý ở trên sơ đồ mạch điện chúng ta sẽ có những cái điểm nối dây điện ấy, chúng ta có nối, có những điểm nối, những điểm giao nhau không nối và những cái điểm giao nhau bằng nối. Rồi mọi người sẽ nhìn ở đây trên sơ đồ, ở trên sơ đồ chúng ta đều có nha. Cái này thì hiện tại dạy online nên là cái phần chia sẻ cho mọi người cái cách mà chúng ta đọc và tra cứu trên sơ đồ nó không được tương tác cao, nên là nhiều lúc là nhiều anh em có thể là đã biết rồi thì nó dễ, còn nhiều anh em là chưa tiếp cận nhìn đọc sơ đồ nó sẽ khó hình dung. Nên là mọi anh em cố gắng làm sao mà bám sát được, hoặc là có thể xem lại video nhá, video để hiểu. Còn bây giờ mà em chạy giảng kỹ quá thì nó sẽ bị kéo dài thời gian. Đúng không? Mọi người hình dung ở trên sơ đồ mạch điện chúng ta sẽ có những điểm giao nhau. Giao nhau nhá, mọi người hình dung là giao nhau chứ không, nó đi qua nhau. Tức là nó cái dây trên dây dưới giống như mọi người gọi là một cái cầu vượt, đi qua nhau chứ nó không được nối với nhau. giao nhau là điểm là không nối nhau. Còn những cái điểm mà mọi người thấy được là cái điểm chấm tròn này, ở cái hình mà cạnh sát người em này, là có những điểm chấm tròn là những cái điểm mà được nối với nhau nhá, được nối với nhau thì người ta sẽ gọi là điểm giao nhau, được là những cái điểm nối. Còn những cái điểm mà mọi người thấy nó vắt chéo qua nhau như này, nó không gì ạ, không có dấu chấm, thì tức là ở đây nó chỉ là giao nhau, đi qua nhau, gọi giống như một cầu vượt, một đường đi dưới, một đường đi trên, không liên quan đến nhau cả. Đó là như vậy, đúng không ạ? Rồi, ok mọi người. Ở đây mọi người em giải thích lại một lần nữa ở cái phần góc này nhá, góc bên tay trái của màn hình mọi người đang nhìn này. Không biết là cái phần chữ trực tiếp và cái số người đang theo dõi này nó có khó nhìn che mất không? Thì hiện tại đây là có một cái bóc, em bóc một đoạn thông tin ở đây thôi. Được chưa? Ở đây chúng ta sẽ thấy được một số thông tin rất chi tiết ở đây này. Rất chi tiết là cái số thứ tự chân này, số thứ tự chân rất quan trọng. Vì em làm việc em chủ yếu quan tâm đến số thứ tự chân. Rồi thì tên chi tiết, đúng không ạ? Rồi số mã lỗi, tất cả mọi thông tin đều có ở trên sơ đồ mạch điện. Sơ đồ nguyên lý đều có hết nha. Quan trọng là mọi người có phải có phương pháp đọc nha, đúng không ạ? Rồi đấy là những cái hình cái ký hiệu, những cái ký hiệu trên sơ đồ mạch điện chúng ta. Đây là những cái ký hiệu mà em đã viết tổng hợp ra đây rồi, đúng không ạ? Rồi mạng vẫn ok nhá, anh em xem kiểm tra lại mạng của mình nhá. Ở đây em thấy mạng vẫn ok, không vấn đề gì. Hơn 500 anh em xem vẫn thoải mái mà, đúng không ạ? Rồi đây là những cái hình ảnh mà em sẽ mô phỏng cho mọi người thấy được là một cái sơ đồ mạch điện, sơ đồ nguyên lý của chúng ta ấy, đều có ở đây là có là những cái sơ đồ của gì ạ? Mã lỗi này, mã lỗi. À, vừa rồi có câu hỏi của cái anh gì anh nói là cái đèn FI nháy số lần nháy từ là chính là số vị trí chân. Cái đấy là không phải nhá. Cái số lần nháy ở đây chính là cái số lần nháy, đèn nháy chính là cái mã lỗi này. Mã lỗi này tượng trưng cho cái cảm biến hoặc là cái thiết bị mà chúng ta đang bị, cái cơ cấu chấp hành của chúng ta đang bị lỗi, thì đấy là cái biểu thị cho cái mã lỗi chứ không phải là cái số chân. Số chân chỉ là cái số mà mọi người sẽ thấy số chức năng của nó thôi nha.
đúng không ạ? Số mã lỗi. Rồi, trên sơ đồ chúng ta đều vẽ rất là rõ chi tiết cho mọi người rồi. Vâng. Thôi mọi người thông cảm vì em hiện tại cái hình ảnh của em đang không cắt được nền, hôm nay bận quá không cắt được nền nên là mọi người chấp nhận là phải mất một góc. Rồi, thì đây là những cái phần mô phỏng em vẽ rất chi tiết cho mọi người, là hình dung chúng ta biết được là trên sơ đồ chúng ta có những cái phần ký hiệu này là cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, đúng không ạ? Cái gì, cái gì. Rồi mọi người sẽ thấy được một chút nữa, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về cảm biến thì chúng ta sẽ nhìn được lửa bên trái của sơ đồ. Sau đó chúng ta học về cơ cấu chấp hành, tức là học về hệ thống đánh lửa, phun xăng, bơm xăng, kim phun, thì chúng ta sẽ học ở bên phải của sơ đồ, tức là liên quan đến cái mạch lửa bên phải và lửa bên trái của sơ đồ. Lửa bên phải là cơ cấu chấp hành, lửa bên trái là tín hiệu đầu vào, là input output, tức là khối tín hiệu đầu vào và điều khiển gì ạ, điều khiển cơ cấu chấp hành, tức là thiết bị của chúng ta đấy, đúng không ạ? Tải. Rồi ok, thì đây là những cái phần mà em đã vẽ mô phỏng rất là rõ ràng, rất là rõ ràng và liên quan cái phần sơ đồ mạch điện, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là ở cái bảng chú thích chúng ta vẽ rất là rõ ràng và rất là chi tiết, em đã mô phỏng dưới đây rồi thì mọi người đều nhìn thấy được là ở đây là gì. Mọi người thấy được là ở đây em vẽ rất rõ ràng là rắc A, rắc B, rắc C ở trên cái ESM nhôm này, cái loại ESM đề từ, được chưa? Rất là rõ ràng, vẽ rất rõ ràng rắc A, rắc B, rắc C và chân số 1, số 2, số 3 là cái gì thì chúng ta cứ đọc ở phần phía dưới là chúng ta tra thấy được rồi, đúng không ạ? Và một số anh em lưu ý là cái những cái phần này chúng ta không thể quy ước, đừng bao giờ nhớ, bắt đầu mình phải nhớ là quy ước là từ trái qua phải, từ phải qua trái nhá, đừng quan tâm. Chúng ta đọc sơ đồ nào thì chúng ta quay kéo xuống phía dưới cuối của sơ đồ sẽ bao giờ sẽ có một cái phần đó là phần chú thích, thì bao giờ cũng chúng ta cũng nhìn thấy được ở đây là cái sơ đồ là cái bảng chú thích này nó sẽ ký hiệu đâu là chân số 1, đâu là chân số 2 và hướng nào là hướng số 1, từ trái qua phải hay từ phải qua trái thì chúng ta hãy nhìn phía dưới mà chúng ta áp dụng lên trên, đúng không ạ? Đừng bắt đầu cuối cùng là nhầm đấy, đúng không ạ? Quan trọng nhất là khi đã nhớ nhầm thì bị nhớ sai sẽ bị nhầm. Rồi anh Phi Hồng anh nói là chưa hiểu đúng không ạ? Chưa hiểu đoạn nào anh? Đúng không ạ? Cái vẽ em vẽ rất là chi tiết ở đây rồi. Là cách chúng ta đọc sơ đồ. Đúng không ạ? Cách đọc sơ đồ chúng ta đều vẽ rất là rõ ràng và chi tiết. Ở đây. Rồi mọi người chưa hiểu chỗ nào mọi người nói nhá. Chưa hiểu đoạn nào. Rồi đây chúng ta sẽ có vẽ tất cả. Rồi ok. Có anh Đình Vinh trả lời giúp anh, một anh hỏi là đèn số lần nháy đèn FI là số chân. Thì anh Đình Vinh đã trả lời là CKB nháy 52, ma lỗi 52 thì làm gì có chân 52 đúng không ạ? Câu trả lời rất là hay. Ok, mọi người có thể comment hỗ trợ nhau nhá. Anh em nào chưa hiểu comment thì có thể là một số anh em nào đã hiểu rồi thì thứ nhất là mình chia sẻ cho anh em chưa hiểu và thứ hai nữa là mình ôn lại cái bài kiến thức của mình xem mình đã nhận thức đúng chưa. Đăng comment như vậy thì anh em khác xem lại xem mình đã nhận hiểu phần nội dung đúng chưa, đúng không ạ? Vâng. Chào mọi người. Lúc nào cũng duy trì hơn 500 anh em đúng không ạ? Mạng vẫn ok. Rồi không bị sập. Đấy là tốt rồi. Em sợ hôm nay bị kéo lên bị sập. Rồi xin chào mọi người, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhá. Ở trong cái sơ đồ này rất là hay nên anh em cố gắng đọc cái sơ đồ. Rồi bảng màu dây, hôm trước em đã gửi cho mọi người bảng màu dây rồi. Bảng màu dây trong bảng màu dây tiếng Anh đều có hết rồi nhá. Thì mọi người in ra sơ đồ. Và hôm trước có một anh nói là cái phần có một chỗ, cảm ơn cái anh không biết anh nhờ anh nào nhỉ. Anh comment lại, anh nhắn tin lại bên kỹ thuật bên em là sai cái từ IAT là thành cảm biến áp suất khí nạp ấy, thì cảm ơn anh. Thì bạn do bạn kỹ thuật bạn đánh máy nó bị sai thì đã sửa lại rồi. Một số anh em là chúng ta thấy tải về mà thấy sai ấy, chúng ta kiểm tra lại mà thấy sai thì chúng ta tải bản mới về nhá. Cái bản mới em đã up lên rồi nên là mọi người có thể tải về bình thường, đúng không? Lỗi đơn tải luôn, em sửa lại luôn. Rồi ok, cảm ơn anh em phản hồi lại nhá. Rồi rồi cái câu hỏi của anh Nguyễn Hồng anh hỏi là từng chân của ESM ấy, thì cái này em không giải thích ở đây nhá.
Rồi cái này em chỉ chia sẻ cho mọi người cách đọc thôi. Đó. Mọi người thông cảm những cái phần mà liên quan đến chuyên sâu và đọc sơ đồ thì cái đấy nó sẽ phải những cái phần khác. Ở đây em chia sẻ cho mọi người phần đọc sơ đồ này nó cũng khá là sâu rồi. Bình thường những cái khóa học đọc điểu sơ đồ này nó phải mất phí thì mới đọc được, mới em chia sẻ. Còn hôm nay em chia sẻ đến phần này nó cũng khá là sâu rồi. Còn cái phần mà chi tiết nữa ấy, thì cái đấy thì hiện tại em sẽ xin phép mà không chia sẻ đây. Được không ạ? À vâng, hiện tại bên em có lớp buổi tối và các tỉnh nhá, có lớp ở tỉnh luôn nhá, các tỉnh. Rồi bây giờ mình sẽ để ý được ở trên sơ đồ lắp ráp, sơ đồ những cái sơ đồ mảnh lắp ráp mọi người thấy được là nó rất là rối, nhưng thực tế cái sơ đồ lắp ráp nó không rối một tí nào cả. Mọi người chỉ việc cái đọc sơ đồ lắp ráp là chỉ việc tra cái điểm A đấy, từ điểm này nối đến những điểm nào thôi. Đó. Từ điểm này nối đến điểm nào thì chúng ta chỉ việc là lên trên sơ đồ lắp ráp chúng ta tra. Nhưng nếu muốn đọc sơ đồ lắp ráp thì mọi người lưu ý là chúng ta phải đọc những cái sơ đồ hoặc là chúng ta phải in ra những cái sơ đồ thật to thì chúng ta mới đọc được. Đấy ạ. Còn không thì chúng ta sẽ bị mất dấu. Ví dụ như chúng ta đọc một sơ đồ nhỏ quá thì chúng ta khó nhìn, và thứ hai nữa là chúng ta hay bị mất dấu. Thế nên là cái sơ đồ lắp ráp bây giờ hiện tại là người ta đã đều vẽ màu dây chúng ta để chúng ta không bị mất dấu rồi thì rất là tốt. Đó. Rồi tí nữa cái câu hỏi của anh Nguyễn Huệ, anh hỏi là cho em hỏi tất cả các dòng xe FI nguồn 12V có được phép quẹt ra mát không, thì tí nữa em giải thích cho anh nhá, cái nào được quẹt ra mát và cái nào không được quẹt nhá. Đúng không ạ? Anh Huệ ok không ạ? Mọi người ok không ạ? Thì mọi người lưu ý tí chút nữa em sẽ giải thích cho mọi người hiểu là cái điện áp tín hiệu là gì, và cái nguồn cái điện áp nào mọi người có thể quẹt ra mát được, và cái điện áp nào mọi người không được phép quẹt ra mát. Được chưa? Thì sẽ giải thích cho mọi người. Ok không ạ? Cái đấy em sẽ giải thích cho mọi người. Còn hiện tại thì bây giờ thì chưa giải thích vì nó đang liên quan đến phần đọc sơ đồ, chỉ cái này nó liên quan đến lý thuyết rất là nhiều. Được không ạ? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu này. Hiện tại thì mọi người thường thấy được là gì? Chúng ta thường thấy được là ở trên cái sơ đồ ấy, mọi người hay phải nhớ cái chân cái một chút nữa chúng ta cũng đều học về con cảm biến ECT này, cảm biến 3 dây. Mọi người hình dung ra như nào? Hình dung ra được cái cảm biến ECT loại 3 dây này là cái gì? Bản chất nó làm như thế nào? Nó nhiệm vụ làm sao? Nó loại 3 dây. Mọi người thấy được nó 3 dây nó khác với 2 dây ở điểm nào thì chút nữa sẽ giải thích cho mọi người ở trong cái phần cảm biến này luôn nhá. Được không? Thì bây giờ mọi người hình dung ra được, chúng ta thấy được là chúng ta cần tìm hiểu cái đường dây này nó đi về đâu, nó ở trên sơ đồ nó hiển thị ra như thế nào. Thì hiện tại ngày xưa có một số anh em là thường là phải mở cái sơ đồ ra rồi tra cứu cái chân này nó màu gì, nó đi đâu về đâu, đúng không ạ? Rất là nhiều. Thì chút nữa chúng ta học về cảm biến thì chúng ta sẽ tìm hiểu được là cái chân đấy nó là bao nhiêu vôn, phải là bao nhiêu vôn, và chân đấy có dí ra mát được hay không, nó quẹt ra mát hay không, có cấp âm cấp dương được hay không. Thì chút nữa chúng ta sẽ học về từng cảm biến một thì chúng ta sẽ hiểu về từng sợi dây một, được không ạ? Chứ không phải là ngồi giải thích cho anh từng sợi dây một anh cũng không hiểu nó là cái gì cả. Thế nên là sẽ giải thích cho mọi người vào cái phần ứng dụng luôn cảm biến ở trên xe. Cái dây đấy nó là bao nhiêu vôn, phải có bao nhiêu vôn, và cái dây đấy có được dí ra mát hay không. Thì tí nữa sẽ giải thích cho mọi người cái phần này. Được không ạ? Và cái hiện tại là mọi người lưu ý là cái phần này là chia sẻ cho mọi người cũng rất là sâu ở bên trong rồi. Thế nên là những cái phần nào mà muốn học, muốn đi sâu hơn nữa thì mọi người lên học trực tiếp. Thì cái đấy sẽ chia sẻ hơn vì cái này nó liên quan đến bảo mật. Được chưa? Liên quan đến cái lượng kiến thức của em, bây giờ em chia sẻ lên trên này nó sẽ bị có nhiều thông tin nó không tốt. Nên là sẽ không chia sẻ nó trên mạng xã hội dạng như này. Chia sẻ những cái nhóm. Ví dụ anh em học trực tiếp ở bên em thì em sẽ học trực tiếp. Sau này có những cái lớp 5 ngày miễn phí thì mọi người học trực tiếp em sẽ chia sẻ cho mọi người tất cả mọi thứ luôn. Liên quan đến sơ đồ. Đọc mà mọi người đọc thành thạo luôn cái sơ đồ đấy luôn. Đó. Tất cả các loại sơ đồ mọi người đều đọc được. Được không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm ứng dụng ở trên cái phần cảm biến hoặc là những cái vị trí trên xe thì chúng ta đều nhìn được. Ví dụ như ở đây là cái phần cảm biến ECT của xe lít 110, chúng ta có 3 dây thì chúng ta đều tìm kiếm được ở trên cái sơ đồ của chúng ta là gì. Sơ đồ của chúng ta sẽ có là chân SG, đúng không ạ? SG này chúng ta sẽ có là chân SG là mát của cảm biến nhá. Mọi người lưu ý những cái từ này nó từ mát của cảm biến. Được, mát của cảm biến. Và tiếp theo là những cái từ cái chân nào ấy, tí nữa sẽ giải thích cho mọi người đọc vào cái tín hiệu của cảm biến ECT này thì sẽ có 3 chân, thì tí nữa sẽ giải thích cho mọi người sâu hơn trong cái phần đọc về cảm biến. Còn đây là đọc sơ đồ thì nó ở đây là cái hiện tại là cái phần online nên là tương tác với mọi người hơi khó, nên là không hỏi được mọi người cái phần này, đúng không ạ? Không hỏi được mọi người sâu hơn về vấn đề tương tác về đọc sơ đồ, đúng không ạ? Ok, thì đấy là cái phần 3 cái chân này mọi người thấy được là mọi người tìm được ở trên sơ đồ không ạ? Ví dụ như là cảm biến ECT có 3 dây này, mọi người có tìm được ở trên sơ đồ của lít 110 này không? Ví dụ trên sơ đồ của lít 110 mọi người biết cái chân này nó làm cái nhiệm vụ gì không ạ? Từng chân một không? Rồi nó có phải có điện áp bao nhiêu không?
Một chút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về cảm biến thì chúng ta sẽ hình dung ra được ngay nó hoạt động như nào. Và chân đấy nó phải có bao nhiêu vôn và chân đấy có dí ra mát được hay không. Một cách kiểm tra về mấy loại cảm biến này cực kỳ đơn giản, đúng không ạ? Không cần nhớ một cái gì hết nha. Nhưng mà rất khoa học, làm việc theo kiểu khoa học nhé, không phải là cái việc là chúng ta thử kiểu dạng là kiểu dạng gọi là thủ công thôi. Em làm việc cái kiểu dạng là nó hơi sử dụng công cụ nhiều một chút, vì mọi người muốn thay đổi được cái phương pháp, thay đổi được cái mọi cái mọi người đang làm thì mọi người phải thay đổi cái cách làm thì nó mới được, đúng không? Rồi ok, tí nữa sẽ giải thích cho mọi người nhá. Rồi một số anh em nào đã học những cái lớp của bên em trực tiếp hoặc là qua những lớp online ngày trước thì đã biết ngay được cái chân đấy nó sẽ làm được gì rồi, đúng không ạ? Nó cực kỳ đơn giản với mấy con cảm biến này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng hiểu về cái vấn đề nó là dòng điện. À, được rồi. Một số anh em lúc nãy hỏi là có được dí ra mát không, hay là cái chân nào được dí ra mát và không được dí mát, thì tí chút nữa sẽ giải thích cho mọi người ở cái phần này nhá. Cái điện áp tín hiệu là cái gì, đúng không? Điện áp tín hiệu là gì mà mọi người thấy được là nó có, cũng là đo điện áp nó có 12V mà tại sao lại dí ra mát được, và có những cái điện áp 12V mà lại không được dí ra mát, đúng không ạ? Ok không ạ? Ok thì comment ok em sẽ giải thích cho mọi người. Vâng, xin chào mọi người. Mọi người cố gắng lên trên này giúp đỡ nhau thôi, đúng không ạ? Giúp đỡ lẫn nhau, đừng chia bè phái rồi thì nói xấu nhau gì cả. Tất cả đều mọi người đều không hiểu thì mới phải đi học, đúng không ạ? Nên là không có cái việc gì ai hơn ai cả, mỗi người có một điểm mạnh. Rồi ok, được rồi. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái phần đó là cái phần quy ước dòng chiều điện, dòng điện chạy trong mạch. Thì mọi người lưu ý là trên sơ đồ mạch điện chúng ta đều là cái điện áp một chiều, thế nên là chúng ta sẽ lựa theo cái gì ạ? Quy ước của dòng điện chạy trong mạch, tức là cái điện áp một chiều của chúng ta nó sẽ chạy theo một chiều, luôn luôn chạy từ dương về âm, đúng không ạ? Luôn luôn chạy từ dương về âm. Mà khi chúng ta thấy hiểu được cái vấn đề nó chạy một chiều như vậy thì chúng ta đã đoán được nó là chân đấy phải có bao nhiêu vôn. Ví dụ như hôm trước em đã giải thích cho mọi người đó là cái vấn đề, ví dụ như cái cuộn dây của dơ le nó là bao nhiêu vôn, đúng không ạ? Khi mở khóa điện lên nó phải có bao nhiêu vôn. Đó là cách chúng ta kiểm tra và chúng ta ứng dụng cái vấn đề đó là cái phân tích chiều dòng điện chạy trong mạch, tức là luôn luôn chạy quy ước chạy từ dương về âm. Mọi người đúng không ạ? Luôn luôn chạy từ dương về âm thì mình đã biết được là gì, cái đầu 12V khi mở khóa điện thì cái nguồn điện cấp sau khóa nó sẽ cấp thẳng cho gì ạ? Cơ cấu chấp hành, ví dụ như là bơm xăng kim phun. Thì mọi người hiểu là bơm xăng kim phun hay là mô bin nó cũng chỉ là một cuộn dây. Hôm trước giải thích rồi, một đầu cuộn dây có 12V thì đầu còn lại nó cũng sẽ phải có 12V khi nó chưa được đối với mát, tức là mạch nó đang hở. Mọi người hình dung chưa? Cái mạch hở thì lúc này mọi người thấy hình dung ra được là lúc này nó sẽ không hoạt động. Mọi người hình dung không ạ? Lúc này nó sẽ không hoạt động. Vì sao ạ? Vì mạch chưa đủ âm đủ dương. Mọi người dung là khi muốn một cái thiết bị, một cái tải, một cái mạch điện nào nó muốn hoạt động thì nó phải có đủ âm đủ dương thì nó mới hoạt động được. Đó, muốn đủ âm đủ, nó phải đủ âm đủ dương nó mới hoạt động được. Ví dụ như là cái mạch của bơm xăng thì mọi người thấy được là luôn luôn cấp nguồn 12V sẵn cho bơm xăng, nhưng đợi ECM dập mát thì cái ECM của chúng ta bản chất chỉ là một cái công tắc thôi. Dạng một dạng công tắc điện tử, nó là một con janitor điều khiển bên trong thì nó phải lấy cái tín hiệu đầu vào, ví dụ như là nó có tín hiệu khởi động, nó có tín hiệu của CKP thì lúc đấy nó mới điều khiển dập mát cho bơm xăng chẳng hạn, lúc đấy bơm xăng mới được chạy, thì đấy nó gọi là điều kiện. Thay vì chúng ta bằng cách là bật tắt được bằng trực tiếp bằng công tắc thì ECM nó sẽ điều khiển dập mát cho chúng ta, đó là như vậy. Bản chất ECM chúng ta cũng chỉ là một cái công tắc thôi nhá, chả có gì nguy hiểm cả. Vì sao mình có thể thấy được là bơm xăng kim phun chúng ta đều cấp nguồn sẵn rồi mà đợi gì ạ? ECM dập mát cho nó mà thôi, đó. Vâng, chúng ta phải hình dung ra được tất cả phải kín mạch thì nó mới không hoạt động được, còn cái gì mạch nó đã hở thì nó sẽ không hoạt động được. Ví dụ như cái mạch kim phun mọi người đo ấy, hoặc là mọi người thấy được là chúng ta đo cái kim phun của ta, chúng ta khi chúng ta mở khóa điện lên thì chúng ta đo được là gì ạ? Hai đầu kim phun đều có 12V. Vì sao ạ? Mọi người thấy được là mạch đấy nó hở. Vì sao? Vì nó cái chân mát của cái kim phun chạy về ECM lúc đấy nó chưa được nối với mát thì nó sẽ phải có 12V ở đấy, đúng không ạ? Mọi người hình dung không ạ? Mọi người hình dung vấn đề này không ạ? Ok, cái học điện này hơi trừu tượng một chút nên là nhiều anh em mà cảm giác mà mới là sẽ thấy nó hơi khó hiểu, đúng không ạ? Hơi khó hiểu một chút. Vâng, mọi người hình dung ra được cái những cái cụm từ mà chúng ta nói này, chúng ta phải nói là đúng là từ là dập mát hoặc là nối mát chứ không được cấp mát nhá, chỉ có cấp dương thôi, cấp điện dương chứ không được gọi là cấp mát, không gọi cấp mà nó chỉ có nối. Điện nó giống như nước là luôn luôn chảy từ cao xuống thấp. Ví dụ nước ấy, nó chảy từ bình cao xuống bình thấp, từ cao trên cao xuống thấp. Điện áp nó cũng vậy, nó chảy từ gì ạ? Từ điện từ cao xuống thấp, tức là
từ dương về âm. Thế nên là cái việc là chúng ta nối nối mát ấy, chúng ta không được gọi là cấp mát nhá. Nó nói như vậy là nó sai, sai về phần từ ngữ, ngữ pháp. Thế nên là chúng ta chỉ gọi là gì ạ? Nối mát hoặc là dập mát mà thôi, đúng không ạ? Nối mát hoặc dập mát chứ không nên gọi như vậy, nó sẽ bị sai. Rồi ok chưa? Rồi chúng ta làm cái việc gì, chúng ta lên có những cái từ ngữ nó khác một chút. Khi chúng ta nói chuyện với khách hàng, khách hàng người ta cũng thấy được là có sự khác biệt, đúng không ạ? Đó như vậy. Thế nên mọi người hình dung ra được là trên cái mạch điện chúng ta là gì ạ? Chúng ta lợi dụng cái việc quy ước lợi dụng cái quy ước dòng điện chạy trong mạch mà chúng ta biết được lửa bên phải của sơ đồ ấy. Lửa bên phải sơ đồ mọi người thấy được gọi là cơ cấu chấp hành, đúng không ạ? Nó bơm sang kim phun mô bin, dơ le. Thì đó gọi là gì ạ? Cơ cấu chấp hành. Thì lửa bên phải đấy đều có 12V cấp sẵn. Thì mọi người sẽ hình dung ra được này, khi chúng ta bật khóa điện lên thì bơm xăng, đối với những dòng xe đời mới nha, không có dơ lem xăng, thì bơm xăng của chúng ta sẽ đo hai đầu đều phải có 12V, kim phun đo cả hai đầu đều phải có 12V gì ạ, mô bin hai đầu cũng đều phải có 12V. Cái việc sụt áp bỏ qua nhé, em không tính về việc sụt áp ở đây, chúng ta quan tâm đến nó là điện áp thôi, được không ạ? Chúng ta hiểu ok không ạ? Rồi đấy là cái phần chia sẻ với mọi người, mô bin bơm xăng kim phun mọi người đều đo khi mở khóa điện lên đều phải có 12V. Rồi cái này nó liên quan đến kiến thức, nó hơi logic nên là hơi khó hiểu là phải. Không sao cả, một chút nữa sẽ giải thích những cái phần nó dễ hiểu hơn. Rồi ok, cái phần này chúng ta sẽ hiểu được ở đây. Tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu ở đây là gì? Cái câu hỏi ở đây là điện áp tín hiệu là gì? Có một số anh em lúc nãy trao đổi với nhau là gì ạ? Cái điện áp nào mà chúng ta có thể được quẹt ra mát và cái điện áp nào chúng ta không được quẹt ra mát thì theo mọi người như nào ạ? Đó, mọi người hình dung này, bây giờ cái câu hỏi đây nhá, câu hỏi để tương tác với nhau này, mọi người hãy trả lời theo cách hiểu của mình. Cái điện áp tín hiệu là gì, đúng không ạ? Cái điện áp tín hiệu là gì để chúng ta hiểu được cái vấn đề là, đúng không ạ? Hiểu là gì ạ? Thì một chút nữa sẽ giải thích cho mọi người cái vấn đề là điện áp tín hiệu là như nào, nó khác nhau với điện áp nào, và cái điện áp nào mọi người có thể được dập ra mát mà không sợ ảnh hưởng đến ESM, đúng không ạ? Đó, mọi người tương tác nhá, cái câu hỏi này nhá, đây là câu hỏi nhá, mọi người hãy tương tác theo cách hiểu của mình. Và rồi cái điện áp, theo mọi người là bây giờ cái điện áp tín hiệu này mọi người hiểu nó như thế nào, gọi là điện áp sao lại gọi là điện áp tín hiệu? Rồi mọi người hình dung nhá, điện áp tín hiệu nó cũng có 5V cũng có 12V bình thường. Mọi người phải hình dung ra cái vấn đề này, mọi người muốn cái chân nào được dí ra mát, chân nào không được dí ra mát thì đấy là cái điện, thì mọi người mới hiểu được bản chất, được không? Sung rồi, anh có anh nói là sung. Rồi tiếp theo anh em nào comment đi ạ, điện áp tín hiệu là gì? Rồi là thông báo rồi, ok mọi người cứ comment theo cách hiểu của mọi người đi, tí chút nữa em sẽ giải thích cho mọi người. Rồi, anh em cứ trả lời theo cách hiểu của mình nhá. Rồi, có một số anh em nói là gửi từ ESM đến các thiết bị. Rồi, ok. Có rất nhiều cách hiểu đúng không ạ? Rồi, nhiều anh em trả lời rất nhiều cái cách mà mình khác nhau nhá. Thì chút nữa em giải thích một cách đơn giản hơn, nó đơn giản hơn đi cho một chút mọi người hình dung. Rồi, điện áp tín hiệu, đúng không ạ? Thì theo mọi người câu hỏi này, bây giờ theo mọi người là điện áp tín hiệu này, điện áp tín hiệu này mọi người có quẹt được ra mát không? Có quẹt được ra mát không? Và ví dụ bây giờ cái điện áp ở trên xe có những điện áp nào là gọi điện áp tín hiệu? Gọi là tín hiệu điện áp hoặc là điện áp tín hiệu cũng được. Cái điện áp này bây giờ, ví dụ cái điện áp tín hiệu này theo mọi người là có quẹt được ra mát không? Có quẹt được ra mát không? Cho mọi người cứ trả lời comment đi ạ.
Và mọi người cứ comment đi ạ, comment theo cách hiểu của mình, không vấn đề gì cả. Tí em sẽ giải thích cho mọi người. Rồi, câu hỏi là bây giờ là nếu cái điện áp tín hiệu này của chúng ta có quẹt ra mắt được hay không? Đúng không? Rồi, có rất nhiều anh em nói là không, có nhiều anh em nói là được. Rồi, có một số anh em nói là không, có một số anh em nói là được. Đúng không ạ? Anh Linh mà chết lại lên trung tâm đúng không ạ? Rồi, ok. Rồi, bây giờ mọi người hình dung này. Cái điện áp tín hiệu ở trên xe chúng ta có ứng dụng. Ở đây em sẽ giải thích cho mọi người này. Đây nhá, đây là sẽ giải thích này. Rồi mọi người hình dung này. Rồi cái câu hỏi của em là điện áp tín hiệu là gì? Và cái vấn đề tiếp theo là có quẹt ra mắt được hay không? Đây là giải đáp cho anh em hiểu là cái việc lên trên xe của chúng ta ấy, là chúng ta có thể những biết những cái tín hiệu nào mà chúng ta có thể quẹt ra mắt để thử được, hoặc là những cái nào chúng ta không được phép quẹt ra mắt, đúng không ạ? Rồi, ok, bây giờ em sẽ giải thích cho mọi người điện áp tín hiệu là gì nhá. Mọi người hình dung này, bây giờ em sẽ ra mô phỏng một cái ví dụ để cho mọi người dễ hình dung nhất nhá. Bây giờ mô phỏng cho mọi người hình dung dễ hình dung nhất nhá, đúng không ạ? Mô phỏng cho mọi người dễ hình dung nhất. Mô phỏng dễ hình dung nhất, mọi người dễ hình dung này. Ở đây mọi người thấy được là trong một cái mạch dây điện chúng ta ấy, mạch dây điện ấy, mọi người thấy được cái dây, ví dụ như dây của dây led, của dây cái tín hiệu khởi động, dây led của motor đề của chúng ta là rất là to, đúng không ạ? Vì sao ạ? Vì mọi người hình dung ra được ở trong mạch điện của chúng ta đều phải có hai một sợi dây ấy, một sợi dây ấy là chúng ta gọi là gì ạ? Trong đó nó sẽ có hai yếu tố. Một yếu tố thứ nhất đó là U, là cường độ dòng điện, là hiệu điện thế, đúng không ạ? Mọi người sẽ thấy đo gọi là, mọi người hay đo gọi là vôn, đúng không ạ? Đo gọi là vôn. Ví dụ như là mọi người thấy được đo là 12V chẳng hạn, đúng không ạ? Đối với những cái dòng xe điện, ví dụ như mọi người thấy được hôm trước em giải thích cho mọi người cái vấn đề là cái video ấy, chia sẻ cho mọi người cường độ dòng điện là gì. Thì đây em mô phỏng cho mọi người hình dung ra được là gì? Ở trên xe mình sẽ có những cái tín hiệu điện, gọi là tín hiệu điện. Tín hiệu điện áp, tín hiệu điện, đúng không ạ? Gọi là điện áp tín hiệu hay tín hiệu điện được. Thì mọi người sẽ hình dung ra được là nó có ở trong mỗi mạch dây nó có hai yếu tố, một là gì ạ? U và I, mọi người hay gọi là đo vôn ấy, đúng không ạ? Đơn giản thôi. U I mọi người sẽ khó hình dung. Thì mọi người thấy là chúng ta đo vôn. Ví dụ như là nó chúng ta đo một cái dây, hai sợi dây thì chúng ta đo đều là 12V chẳng hạn. Nhưng cái cường độ dòng điện ở bên trong hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Ví dụ như mọi người thấy được là cái dây đỏ ở hai bình ắc quy, ví dụ ở bình ắc quy ấy, mọi người cũng đo đều là gì ạ? 12V. Nhưng mà cái dây ở công tắc chân trống chẳng hạn, ví dụ công tắc chân trống, chúng ta đo cũng là 12V. Đúng không ạ? Vì sao? Mọi người thấy được là ở bên trong cái cường độ dòng điện, những cái hạt mắc điện này thì nó nhiều hơn. Thế nên là ví dụ như chúng ta thấy được là cái ví dụ như cái motor đề hoặc là cái bình hai bình bình ắc quy chúng ta mà chúng ta quẹt nối thẳng với mát, nối thẳng hai đầu chập với nhau thì lúc đấy sẽ gây ra hiện tượng bị chập cháy. Đúng không ạ? Nhưng là vì sao? Bên trong nó có là ví dụ điện áp 12V và cường độ dòng điện của nó là 5A. Nhưng đối với những cái dòng điện áp tín hiệu, ở đây ví dụ như là cái điện áp tín hiệu của công tắc chân trống, công tắc anisotrope, đúng không ạ? Một số công tắc dạng như vậy, hoặc là cái điện áp ở cảm biến, ví dụ như là cảm biến IAT, đúng không ạ? IAT, ECT là những cái cảm biến đấy đo chúng ta đều có gì ạ? 5V, nhưng mà lại gì ạ? Chúng ta lại quẹt ra mắt được. Vì sao? Ví dụ ở đây hình dung ra được ở bên trong nó đã được gì ạ? Có một điện trở cản trở dòng điện rồi. Thì lúc này nó chỉ đơn giản nó cản trở lại cái A ấy. Mọi người gọi A này, nó cản trở lại hết bên trong rồi. Cái hạt điện này lúc này nó gì ạ? Thưa thớt và nó yếu. Thì lúc đấy người ta sẽ gọi là điện áp tín hiệu. Tín hiệu đây là gì? Nó chỉ có tín hiệu điện áp thôi, chứ nó không mang theo cường độ dòng điện. Mọi người đúng không ạ? Còn cái vấn đề đây là cái sợi dây của chúng ta đo, ví dụ như cấp nguồn cho gì ạ? Motor đề, chúng ta phải cần đến cường độ dòng điện lớn, tức là cái hạt ở bên trong này cường độ dòng điện nó rất là nhiều. Thì lúc đấy motor đề của chúng ta mới khởi động được. Còn ví dụ như ở công tắc chân trống hay là cái điện áp tín hiệu của cái vấn đề như là của ECT, IAT hoặc công tắc chân trống, thì hai cái yếu tố là ví dụ như công tắc chân trống nó sẽ quẹt thẳng ra mát, thì lúc đấy nó sẽ lấy hai cái tín hiệu điện áp khác nhau. Ví dụ ở trạng thái gạt chân trống xuống như mọi người đang nhìn ở hình ảnh, thì ví dụ như nó là gì ạ? 0V. Nhưng khi gạt lên nó sẽ là gì ạ? 12V. Thì cái ECM nó chỉ hiểu con số là 12 hoặc 0, chứ nó không hiểu con số khác.
Nên là mọi hình dung ra được ở đây gọi là điện áp tín hiệu, là những cái điện áp ở bên trong ECM nó sẽ gì ạ? Cản trở cái cường độ dòng điện, nó bên đi qua gì ạ? Đi qua một điện trở bên trong, nó cản trở dòng điện. Ở bên ngoài nó sẽ đi ra, nó chỉ gọi là điện áp tín hiệu, tức là chỉ mang theo con số là điện áp 12V, nhưng cường độ dòng điện nó bị ngăn lại bên trong rồi. Thì nên là mọi người có thể quẹt ra mát được. Nhưng mọi người lưu ý là không được cấp dương vào nhá. Cấp dương là không được, còn quẹt ra mát thì chúng ta có thể quẹt được. Để thử, một chút nữa chúng ta thử về cảm biến, chúng ta cũng đều quẹt ra mát bình thường. Rồi dung ạ. Mọi hình dung vấn đề không ạ? Ở đây cái vô phỏng đơn giản thôi chứ không có hiểu sâu quá nhiều về kỹ thuật. Thì mọi hình dung ra được trong một cái mạch điện này có hai yếu tố, đó là gì ạ? Mọi người hay đo đó là vôn và a. Thì ví dụ như ở đây mọi người thấy đo là gì ạ? 12V 5A chẳng hạn, nó là một cái sợi dây, nó sẽ có cường độ dòng điện. Còn một cái số cái sợi ví dụ công tắc chân trống, mọi người vẫn đo nó cũng có 12 điện áp là 12V, nhưng cường độ dòng điện của nó gì ạ? Cường độ dòng điện của nó làm sao? Chỉ có 0.05A, tức là có thể rất nhỏ để làm sao? Thì gọi là điện áp tín hiệu, nó không thắp nổi một cái bóng đèn. Được chưa ạ? Mọi người dung không ạ? Giải thích cơ bản thôi. Thế nên là mọi người dung ra được cái ở trên xe chúng ta sẽ có những ví dụ như công tắc chân trống hay là công tắc anti stop, đúng không ạ? Rồi thì các tín hiệu như cảm biến ECT, IET chúng ta có thể quẹt ra mắt được. Mọi người ok không ạ? Ok không ạ? Mọi người dung ra cái vấn đề điện áp tín hiệu chưa ạ? Một chút nữa chúng ta sẽ học về cảm biến thì chúng ta sẽ hình dung ra được cái điện áp tín hiệu đấy là cái gì, nó rõ ràng hơn. Thì đây chúng ta chỉ cần chạm với cái vấn đề là cái điện áp tín hiệu đó là gì thôi, đúng không ạ? Mô phỏng cái kiểu phương pháp đơn giản nhất. Một chút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề cảm biến ở trên xe thì chúng ta sẽ hình dung rõ ràng hơn rất nhiều, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ hình dung ra được là có quẹt ra mát được hay không, đúng không ạ? Rồi cái mô phỏng như này cho để cho mọi người dễ hình dung nhất, vì cái bài đầu tiên ấy nói cái vấn đề là UIR, đúng không ạ? UIR ở trong bài video rất là nhiều, bài số 1 ấy có mô phỏng cho mọi người rồi, chẳng qua hôm nay giải thích lại cho mọi người dễ hiểu hơn một chút thôi. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về từng cảm biến, từng cơ cấu chấp hành thì mọi người sẽ hiểu hơn về điện, đúng không? Chúng ta học về điện chúng ta phải hiểu về điện. Rồi có những cái phần liên quan đến sụt áp của đường dây dẫn, của công tắc, của tiếp điểm, rất nhiều vấn đề của tải, có rất nhiều vấn đề liên quan đến điện, đúng không? Rồi cái điện áp tín hiệu này thì nó không cháy được nha anh nhá. Cái điện áp tín hiệu này là mục đích là để báo về cho ECM lấy tín hiệu. Ví dụ như là của cảm biến nhiệt độ thì nó sẽ báo về là nhiệt độ là bao nhiêu theo cái giá trị điện áp nó gửi về. Còn ví dụ công tắc chân trống hoặc là công tắc anti-stop thì nó sẽ có trạng thái là 0V, 12V, đúng không ạ? Vâng, chào 600 anh em, đúng không ạ? Rồi, dung không ạ? Rồi, ok chưa? Để chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Thì chúng ta sẽ về, bây giờ chúng ta lại tìm hiểu tiếp tục về cảm biến là gì. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ, tạm thời em sẽ chia sẻ mọi người phần đọc hiểu sơ đồ đến tạm thời đến đây nhé. Xin phép là không thể chia sẻ được sâu hơn nữa. Đó, anh em nào muốn học thì đến trực tiếp tại trung tâm. Những cái buổi sắp tới nó có những buổi miễn phí ở học tại trực tiếp trung tâm, em sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết hơn, mọi người sẽ đọc được rõ ràng hơn. Miễn phí nhá, không phải là cái vấn đề là phải trả phí đâu. Được. Lớp sau cái lớp khóa học này sẽ có những lớp học miễn phí cho mọi người trực tiếp nhá, trực tiếp sẽ chia sẻ cho mọi người cụ thể hơn. Rồi, như những cái những buổi trước em chia sẻ với mọi người là gì ạ? Học điện bao giờ phải điên nặng thì mới chuyển sang điện được, đúng không ạ? Điên nặng điện mà, đúng không ạ? Điên nặng mới chuyển thành điện được. Rồi, không sao, mọi người sẽ thấy được là cái giai đoạn đầu nó sẽ hơi mông lung. Thứ nhất là họ online, thứ hai nữa là bắt đầu học về cái kiểu dạng lý thuyết, nó không sờ vào xe ấy, thì mọi người thấy nó khó hình dung, đúng không ạ? Còn sau chút nữa chúng ta học về cảm biến, học về xe ấy, thì mọi người sẽ thấy ồ, đơn giản vậy. Không phải nhớ một chút nào luôn nhá, không cần phải nhớ về mấy con cảm biến. Một chút nữa giải thích cho mọi người, không cần phải nhớ mấy con cảm biến. Mấy con cảm biến nó là chỉ số động, chỉ số tĩnh, ví dụ như cảm biến nhiệt độ, hai cảm biến nhiệt độ luôn, TB như vậy. Những cái cảm biến đấy nó rất cơ bản, chúng ta lướt qua là được. Và phương pháp làm việc của em ấy thì nó làm việc công cụ, không làm việc thủ công, đúng không? Nên là không nhiều cái mánh khóe hay là những cái việc đấy thì em ít khi làm theo đúng cái bản chất và kỹ thuật, đúng không ạ? Ok không ạ? Chúng ta ok để chúng ta chuyển sang tiếp phần tiếp theo nhá. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu về cảm biến, đúng không ạ? Bắt đầu tìm hiểu về cảm biến. Chưa lên được 1.000 anh em, đúng không ạ? Mới trên được 500-600 anh em thôi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu và bắt đầu vào gì ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu vào cảm biến nhá, để chúng ta hiểu về cảm biến là gì.
Và sau này chúng ta có một số anh em chúng ta đã trải qua những lớp đào tạo hoặc là phần như đã học và đã làm rất nhiều rồi, thì chúng ta có thể thấy là những cái kiến thức này rất cơ bản vì đã trải qua rồi. Như cái mục đích ở đây em chia sẻ đến mọi người đó là liên quan đến chia sẻ đến nhiều anh em là chưa được tiếp cận bao giờ những cái kiến thức rất cơ bản, đúng không ạ? Rất cơ bản. Vâng. Rồi, ok mọi người. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái phần tiếp theo nhá, đến phần tiếp theo liên quan đến cảm biến. À, trước khi vào phần cảm biến thì ở trong này phần này em sẽ có một số cái nguồn điện ở trên cái sơ đồ ấy, trên cái phần liên quan đến cái phần điện tử thì có một số cái nguồn mà muốn chia sẻ với mọi người. Đấy, trước khi vào cái phần tiếp theo thì muốn chia sẻ với mọi người đó là những cái phần nguồn mà chúng ta cần quan tâm ở trên phần ESM, tức là trên sơ đồ mạch điện nó sẽ có những cái nguồn nào mà chúng ta cần quan tâm, đúng không ạ, mọi người đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng quan tâm đến những cái nguồn mà ở trên cái trên ESM. Vâng, mạng hôm nay nó hơi kém vì cái thời tiết của chúng ta, do thời tiết thôi thì mọi người thông cảm. Thì cái nguồn điện trên xe chúng ta sẽ có những cái nguồn nào, mọi người hình dung này. Trên xe này chia sẻ mọi người những cái nguồn nào mà chúng ta cần quan tâm. Đó là cái nguồn gọi là nguồn trực tiếp từ ắc quy, hay còn gọi là nguồn chiếc khóa, đúng không ạ? Mọi người hay gọi là, anh em hay gọi là nguồn chiếc khóa. Thì cái nguồn này người ta gọi là ký hiệu là BAT, đúng không ạ? BAT hay còn gọi là BAT, đúng không ạ? BAT. Thì cái nguồn này là nguồn trực tiếp từ chiếc khóa. Thì cái nguồn này chính là những cái nguồn mà mọi người thấy nó hay bị dò điện ấy, đo cường độ dòng điện ấy, do dòng dò ấy, mọi người hay gọi là đo dòng dò. Thì mọi người sẽ thấy được là chúng ta đo thì cái nguồn, những cái nguồn trực tiếp từ ắc quy này thì nó không đi qua khóa điện, nên là nó sẽ có nhiều cái tình huống là bị dò điện, thì bị hao điện ấy, thì mọi người sẽ phải lưu ý những cái phần này, phần về cái nguồn chiếc khóa. Ví dụ những xe đời mới bây giờ đều có sử dụng nguồn chiếc khóa. Ví dụ mọi người hình dung ra được những cái đồng hồ xe đời mới, đồng hồ điện tử LCD ấy, mọi người sẽ phải có cái nguồn là nguồn bát, nguồn chiếc khóa để nuôi cho cái phần đồng hồ để nó đếm giờ, đúng không ạ? Để đếm giờ, đúng không? Mọi người mỗi lần mở lên nó sẽ đếm chính xác đến giờ của mọi người ấy. Ví dụ là giờ bao nhiêu bật khóa điện lên nó sẽ đếm đến con số giờ đấy. Còn nếu mà chúng ta bị mất cái nguồn bát này, mọi người hãy để ý là ở cái phần là chúng ta mỗi lần mở khóa điện lên thì cái con số giờ, cái sờ giờ chúng ta nó về 00 giờ, nó không lưu lại giờ ấy, đúng không ạ? Nó không đếm giờ, thì lúc đấy là do cái mất cái nguồn chiếc khóa của chúng ta, đúng không ạ? Đúng không ạ? Lấy nguồn chiếc khóa, đúng không ạ? Nguồn chiếc khóa thì mọi người sẽ thấy được là cái nguồn, những cái nguồn này là nguồn gì ạ? Nguồn trực tiếp ắc quy, và cái những cái nguồn này nó sẽ có cái rủi ro liên quan đến bị dò điện, hao bình, đó thì chúng ta sẽ phải kiểm tra những cái nguồn này. Hai nữa là những cái nguồn mà liên quan đến là ví dụ như là của ABS, mọi người sẽ có là cái nguồn là có nguồn BAT rồi, thì smart key chúng ta sẽ phải có nguồn BAT, đúng không ạ? Đấy là những cái nguồn chiếc khóa, hoặc là những cái đời cũ hơn, trước này đời cũ hơn thì nó sẽ có những cái nguồn cấp cho ESM, những cái đời như Novo 4 ấy, Novo 5, Novo 5 hay gì sao nhỉ, Novo 5 hoặc Novo 4 là những cái đời mà nó có những cái con le điện hay gì đấy, nó gọi là nguồn chiếc khóa, mà mọi người thấy được nó hay bị dò điện là chính là dò những cái phần đấy mà ra, đúng không? Chúng ta sẽ phải kiểm tra những cái nguồn chiếc khóa để biết được là nó đang dò đâu. Thế là những cái phần liên quan đến dò điện. Và thứ hai, mọi người thấy trên hộp cầu chì đời mới mọi người sẽ thấy là có những cái từ ACC, đúng không ạ? Cái hộp cầu chì nó ghi là 5A ACC, thì cái này người ta sẽ gọi là cái nguồn cái điện này là điện áp chờ, hay gọi là nguồn giải trí, nó cung cấp cho các cái mạch. Mọi người thấy ở đuôi xe ví dụ cái đời xe như SR, mọi người thấy được cái rắc bốn chân giống hệt như là của gì ạ, bốn chân như của rắc đọc lỗi chúng ta ấy, nó nằm ở đuôi xe, đó là gọi là rắc đầu chờ. Đấy là đầu chờ lối thêm thiết bị, ví dụ mọi người lắp thêm gọi là thiết bị giải trí, ví dụ lắp thêm đèn này, lắp thêm chợ, rồi chống trộm chống cướp, rồi thì loa đài gì đấy, là mọi người lấy cái nguồn gọi là nguồn chờ ở phần đấy, đúng không ạ? Mọi người đúng không ạ? Cái nguồn chờ thì đấy gọi là nguồn ACC, là nguồn gọi là nguồn giải trí, lắp thêm đầu chờ đằng sau nguồn giải trí, thay vì mọi người phải cắt dây ra thì người ta đã tính toán, người ta thiết kế cho mọi người là cái rắc ở đấy chờ sẵn rồi, đúng không ạ? Rồi tiếp theo mọi người sẽ thấy được là cái phần IGP, tức là cái nguồn
cái nguồn này gọi là nguồn sau khóa. Cái nguồn sau khóa mọi người thấy thường thấy ở trên sơ đồ bây giờ sẽ có nguồn gọi là IGP là nguồn sau khóa, đúng không ạ? Nguồn sau khóa. Thì tiếp theo là có cái nguồn VCC mọi người thấy hay gọi là nguồn 5V, đúng không ạ? 5V. Nguồn VCC này là nguồn do ECM hạ áp từ 12V xuống còn 5V ổn áp để cấp cho gì ạ? Nguồn cho cảm biến. Ở trên xe chúng ta sử dụng nhiều nhất đó là cảm biến TB. Hoặc những cái đời nào mà sử dụng riêng dòng Honda nhá. Riêng dòng Honda là những cái đời ví dụ như có cảm biến TB nó sẽ sử dụng nguồn điện áp ở VCC 5V, hoặc là đối với những cái dòng xe có MB thì nó sẽ có sử dụng nguồn VCC này. Còn nếu những xe không có MB thì chủ yếu là nguồn VCC này chỉ cấp cho nguồn cảm biến TB của chúng ta mà thôi. Còn TB nhá, chỉ sử dụng cho TB. Và cái nguồn VCC này mọi người lưu ý là không được phép dập ra mát hoặc cấp dương vào. Nếu vô tình chúng ta cấp dương vào chân VCC này thì sẽ gây hiện tượng là chết ECM ngay, chết ECM luôn, đúng không? Còn nếu mà chúng ta chập ra mát thì gây ra hiện tượng là gì ạ? Giống như là hiện tượng như chết ECM. Nhưng khi chúng ta ngắt khỏi mát thì lúc đấy gì ạ? ECM lại hoạt động bình thường. Thì lúc đấy là sao ạ? Nó bị chập cái nguồn VCC 5V. Thì lúc này cái VCC 5V này nó sẽ đổ thẳng hết điện ra mát. Và cái mọi người lưu ý là cái VCC này nó mang theo cường độ dòng điện, nó không phải là điện áp tín hiệu nhá. Cái VCC này. Nên là chúng ta lưu ý không được phép cấp dương vào cái chân số 5 này. Nếu cấp dương vào chân số cái VCC 5V này thì gây ra hiện tượng là chết ngay ECM. Chết ngay ECM nha. Còn nếu mà chúng ta vô tình chạm ra mát thì gây ra hiện tượng là bị giảm dạng ECM, nó mất nguồn bên trong, nuôi cho chip chủ, nuôi cho hệ thống bên trong thì nó sẽ không hoạt động được. Thì lúc đấy chúng ta chỉ việc nhấc cái chân VCC 5V này ra khỏi mát thì lúc đấy nó sẽ tự động hoạt động lại bình thường. Được chưa? Mọi lưu ý nhá, cái VCC 5V rất quan trọng nha. Và mọi người lưu ý là có chúng ta để xác định được ECM chết hay không chết thì chúng ta cũng hay phải kiểm tra cái nguồn VCC 5V này. Ok không ạ? Ok không ạ? Mọi người dùng ra cái phần này ạ. Đây là những cái nguồn mà mọi người quan tâm ở trên sơ đồ mạch điện chúng ta đều có những cái nguồn này nhá. Đều có những nguồn này. BAT, IGP, đúng không ạ? VCC là những cái nguồn chúng ta cần quan tâm. Và mọi người lưu ý một chút nữa là liên quan đến cái đấy là cái phần dương nguồn. Thì còn mát nguồn thì chúng ta có cần quan tâm không, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy được là ở trên mát nguồn này cũng rất quan tâm, quan trọng. Ví dụ như chúng ta cũng sẽ có cái phần hai cái nguồn, hai cái mát quan trọng nhất ở trên ECM. Đó là mát PG là cái mát của mát tổng của ECM, tức là cái mát của hoàn toàn của ECM sẽ đi qua cái chân mát này. Ví dụ như ở trên sơ đồ là sẽ là cái chân số 9 ở trên sơ đồ lít 110 ấy, chân số 9, anh em nào cầm sơ đồ thì sẽ nhìn thấy cái sơ đồ đấy. Là chân số 9 gọi là chân PG là chân mát tổng. Đúng không ạ? Và tiếp theo một cái mát nữa trên ECM nữa mọi người sẽ thấy được nó là gì ạ? Mát đấy là chính là mát của chân SG, là mát của tất cả các loại cảm biến trên xe đều sử dụng mát SG. Đúng không ạ? Mọi người dùng ra được mát SG là sử dụng cho mát của cảm biến trên xe. Đúng không ạ? Mọi người lưu ý cái phần này nhá. Dương chúng ta là quan trọng rồi, mát chúng ta cần quan trọng nữa. Đúng không ạ? Cái mát SG này là mát của gì ạ? Chân SG nhá. Chân SG đây em sẽ mở cái sơ đồ nhá. Đây em hiện tại bên em đang ngồi nó che mất cái chân phần SG này rồi. Thì chân SG này là chân hoàn toàn của cảm biến nha, nên em mở cái sơ đồ của cảm biến này ra. À, cái sơ đồ nguyên lý này ra. Thì mọi người sẽ hình dung ra được ở đây là chân SG này là mát của cảm biến. Mát của cảm biến nhá. Đây. Chân SG này, mọi người nhìn được không ạ? Chân số A2 này, chân SG này. SG này chân mát của cảm biến, tất cả cảm biến nó sẽ chạy về đây. Ví dụ ECT nó cũng chạy về chân SG chân số 2, chân IAT cũng mát SG chân số 2 này, đúng không ạ? Đấy là những cái chân liên quan đến mát chân SG. Là cái nguồn của gì ạ? Là chân mát của cảm biến trên xe nhá. Mát của cảm biến trên xe. Rồi zoom ạ. Mát của cảm biến trên xe. Mát cảm biến trên xe nhá. Rồi mọi người cứ câu hỏi là mình đặt lại câu hỏi nhá. Rồi ok chưa ạ? Mọi người hình dung ra cái mát này chưa ạ? Rồi mọi người hình dung này, cái chữ SG này. SG này. Hoặc là cái chữ GND. Mọi người anh em có thể, một số anh em có thể lưu lại những cái thông tin này. Ví dụ như là khi chúng ta kiểm tra cái nguồn ở trên ECM để xác định ECM sống hay chết ấy, chúng ta kiểm tra bằng cách là chúng ta tra cái phần gì ạ? BAT, IGP, đúng không ạ? VCC là những cái nguồn mà chúng ta phải kiểm tra ở trên ECM để xác định được ECM có chết hay không. Thì chúng ta phải kiểm tra những cái nguồn đấy. Và thứ hai là chúng ta phải kiểm tra những cái mát ở trên ECM. Ví dụ như mát PG là mát tổng của một cái ECM. Hoặc mát SG là mát của gì ạ? Cảm biến. Tiếp theo là mọi người sẽ thấy được cái chữ GND này. Chữ GND cũng là mát. Được ạ? Cũng là mát nhá. GND cũng là mát. GND cũng là mát. Được ạ? Cái mát này ví dụ như ở đây này.
À, ví dụ như là của cảm biến CKB ấy, là loại cảm biến CKB này. CKB này. À, Malo 52 ấy, thì nó sẽ có cái chân GND. Nó là chân mát của cái cảm biến CKB này. Ok không ạ? Rồi có anh em hỏi là câu cái chân mát của SG với cái mát khung của chúng ta có được hay không? Thì cái câu trả lời là gì ạ? Mọi người sẽ câu vào được, không báo lỗi, nhưng xe của chúng ta sẽ không hoạt động ổn định được, vì cái mát của chúng ta ở trên mát khung nó sẽ không ổn áp ổn định được, nên là cái cảm biến chúng ta không sử dụng được cái mát đấy. Mát đấy cắm vào thì sẽ thấy được, mọi người sẽ thấy được, đi trên đường nó sẽ bị nhiễu tín hiệu, đúng không? Nên tại sao người ta phải sử dụng cái mát, cái nguồn VCC5V cấp nguyên cho gì ạ, cho cảm biến, và thứ hai sử dụng mát riêng, tức là nguồn riêng, mát riêng cho cảm biến. Chúng ta không sử dụng là cái mát, ví dụ như là mát khung vào đây là được. Mọi người dùng ạ, nó cần đến sự ổn áp để làm gì ạ, để cho cái nguồn và mát của cảm biến nó hoạt động, nó ổn định, thì lúc đấy cảm biến nó hoạt động ổn định được. Bây giờ chẳng lẽ mọi người dùng ra được là cái nguồn nó không ổn áp, ví dụ lúc 5V, lúc 6V, đúng không ạ? Lúc 5V, lúc 6V thì lúc đấy thì cái cảm biến chúng ta nó không được ổn áp, thì lúc đấy nó sẽ không hoạt động chính xác được. Thế nên là mọi người sẽ phải làm sao? Có cái việc là gì ạ? Ổn áp để cho cảm biến nó, cái nguồn cấp cho cảm biến nó ổn định thì cảm biến mới hoạt động chính xác được. Đúng không ạ? Đấy là cái phần chia sẻ cho mọi người. Rồi được không ạ? Ok chưa ạ? Rồi ok chưa? Đấy là những cái nguồn mọi người quan tâm ở trên đọc sơ đồ, thì mọi người phải quan tâm những cái phần này nhá. Rồi, đây là những cái phần ký hiệu cầu chì. Anh em mà cần thì comment thì em sẽ cầu chì thì em sẽ gửi cho mọi người cái phần ký hiệu cầu chì nhá. Cầu chì này ở trên xe. Rồi chúng ta đọc cầu chì để chúng ta biết được cái mạch cầu chì, ví dụ một cái cầu chì nào đứt thì chúng ta sẽ biết được là cái cầu chì đấy nó nuôi mạch nào. Mở sơ đồ lắp ráp mà chúng ta biết được cái cầu chì hay đứt thì chúng ta sẽ phải biết được cái mạch đấy nó nuôi thằng nào, thì chúng ta sẽ kiểm tra những cái mạch đấy, được không ạ? Mạch đấy đang bị chạm chập hoặc nó bị tăng dòng, nó lớn hơn cái định mức của cầu chì nó sẽ đứt. Cầu chì là điểm yếu nhất. Rồi, thì đấy là những phần. Rồi cái phần này giới thiệu qua một chút mọi người. Thì mọi người hình dung ra được là chúng ta cần quan tâm đó là gì ạ? Khi chúng ta đo ở trên cái vấn đề là gì ạ? Kim phun, là những cái cần cơ cấu chấp hành chúng ta đều phải có điện áp 12V khi mở khóa điện lên. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy được là ở đây là gì ạ? Kim phun. Hết pin à? Hôm trước để sập nguồn để em kiểm tra. Gần hết pin thật rồi. Để em sạc pin. May quá có anh nhắc. Rồi, cảm ơn anh vừa có anh nhắc hôm trước là hết pin. Cái lỗi hôm cái ổ cắm của cái cắm của em có vấn đề, thế là nó lúc sạc lúc không. Thế là hết pin. Rồi thì đây là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề là chia sẻ cho mọi người qua một chút là khi chúng ta bật khóa điện này. Rồi mọi người hình dung ra được ở đây này, khi các phần cơ cấu chấp hành của chúng ta bật khóa điện lên đều phải có 12V. Mọi người hình dung nhá, đều phải có 12V. Ví dụ như bơm xăng kim phun mobin, ở những đời xe đời mới không có dơ le bơm xăng thì chúng ta sẽ phải đo ở hai đầu của motor bơm đều phải có 12V. Giống như kim phun cũng vậy, chúng ta đo ở hai đầu kim phun khi mở khóa điện lên đều phải có 12V ở đó, đúng không? Nếu bật khóa điện lên ở bơm của kim phun này chúng ta mất nguồn 12V ở kim phun nhá, thì khi chúng ta mở khóa điện lên chúng ta sẽ không nghe thấy bơm xăng chạy, và đồng thời nó sẽ gì ạ? Báo mã lỗi của gì ạ? Mã lỗi kim phun. Mọi người hiểu không ạ? Thế nên là chúng ta sẽ phải hình dung ra được như này, là khi các cơ cấu chấp hành của trên xe phun xăng điện tử, đúng không ạ, thì mọi người mở khóa điện lên thì tất cả hai đầu của cơ cấu chấp hành đều phải có 12V, đều phải có 12V. Cái này em sẽ giải thích sâu hơn ở trong cái phần sau, đúng không ạ? Rồi, ok, đấy là cái phần chia sẻ mọi người. Rồi cái này em chia sẻ qua thôi. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta tiếp tục đến cái phần này liên quan đến xe rồi, đúng không ạ? Bắt đầu liên quan đến xe rồi. Rồi gần 600 anh em rồi, chưa được lên 600. Vẫn chưa được lên 600 anh em. Rồi hôm nay chúng ta tiếp tục, chúng ta tìm hiểu về hai con cảm biến này trong vòng nửa tiếng là mọi người sẽ tìm hiểu được nó và hiểu được nó luôn. Có muốn không ạ? À chắc là không đủ vì còn liên quan đến cấu tạo của cảm biến nữa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái phần tiếp theo là liên quan đến bắt đầu vào xe rồi nhá. Bắt đầu vào xe rồi.
Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, bắt đầu vào xe này. Bắt đầu vào xe nhá mọi người, Dung bây giờ bắt đầu vào xe này. Rồi em phải xem cái điện thoại này nó to hơn. Cái bé quá, không nhìn được. À, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào xe này. Mọi người hình dung trong cái thời điểm vừa rồi rất nhiều anh em là đi đo cái điện trở của Kim Phun không? Đo điện trở của Kim Phun không? À, mọi người hình dung là đo điện trở Kim Phun có giải quyết được cái vấn đề gì không? À, mọi người hình dung ạ. À, mọi người hình dung ạ. À, cái việc tại sao mọi người hình dung ra được, tại sao em nói là gì ạ? Mọi người phải có cái phương pháp mà nó làm sao để cho mình học và hiểu, chứ không phải học và nhớ nhá. À, và đo kiểm quá nhiều cái giá trị điện trở nó sẽ bị rất là dối. À, nên là mọi người sẽ hình dung ra được, chúng ta học ở đây là chúng ta sẽ học một con số điện áp, và mỗi một con số cái điện áp này sẽ tương ứng với một giá trị khác nhau, và chúng ta học theo kiểu điện áp thì nó sẽ dễ hình dung hơn, và chúng ta hiểu cái điện này giống như một con người hiểu, đúng không ạ? Hiểu theo cách hiểu của con người. Ví dụ như cái điện áp đấy hoặc là cái cảm biến đấy mình hiểu theo kiểu con người, không hiểu theo kiểu cái máy nữa. Rất nhiều anh em học đang làm theo cái kiểu là học theo kiểu cái máy, là cái con ấy điện trở bao nhiêu rồi điện áp bao nhiêu. Và nó thì với em thì em sẽ học với những cái con cảm biến này thì nó theo kiểu dạng con người, học theo kiểu con người, tức là chúng ta sẽ nhìn nó với góc độ là thực tế, đúng không ạ? Nên là chúng ta không cần phải nhiều và khởi nhớ quá nhiều. Rồi được không ạ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ học ở đây là chúng ta học với phương pháp là hiểu không nhớ nhá, và làm sao để đơn giản hơn có thể. Vâng, thì câu hỏi bây giờ em nói là mọi người là ECU nó chỉ hiểu điện áp. Câu nói vẫn nói từ rất lâu rồi, ECM nó chỉ hiểu điện áp, chứ nó không quan tâm đến cái việc điện trở, không quan tâm đến đường dây, không quan tâm đến tải là cái gì hết, nó không hiểu. Đúng không ạ? Theo mọi người thì, cái này sẽ giải thích sau ở những phần tiếp theo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến phần cảm biến. Rồi, hôm nay sẽ cùng tìm hiểu đến phần cảm biến. Rồi, chia sẻ đến mọi người rồi. À, một số anh em đã xem rồi. Rồi, thì bây giờ sẽ tìm hiểu về cảm biến. Đúng không ạ, cảm biến. Thì mọi người sẽ hình dung ra đây được, chúng ta sẽ có hai phần. Là phần mọi người gọi cảm biến là gì thì chúng ta phải hiểu theo kiểu con người. Đúng không ạ, hiểu theo kiểu con người đó là gì? Hiểu cảm biến là gì ạ? Nó cảm nhận cái sự thay đổi ở trên xe. Và biến là biến đổi cái việc bằng cái giá trị điện áp để gì ạ? Và biến đổi giá trị điện trở. Cuối cùng mục đích của nó là thay đổi giá trị điện áp gửi về ECM. Thì ở đây mọi người sẽ hình dung ra được cái vấn đề ở đây là gì? Cái ECM nó chỉ hiểu điện áp, nó không hiểu cái giá trị nhiệt độ là cái gì cả, nó không hiểu giá trị điện trở là cái gì hết. Nó không hiểu gì cả, nó chỉ hiểu con số điện áp. Thế nên là mục đích mọi người phải hiểu theo kiểu theo góc độ như một con người, nó là gì? Cảm biến là gì ạ? Cảm nhận là cảm nhận cái sự thay đổi của xe đó, đúng không ạ? Trên thực tế trên xe. Và gì ạ? Biến đổi là biến đổi cái điện áp gửi về cho gì ạ? ECM, để ECM nó làm sao biến đổi, để hiểu được cái giá trị là đang là bao nhiêu, để điều khiển cái cơ cấu chấp hành giống như là điều khiển. Mục đích cuối cùng nha mọi người, dung này, tất cả cảm biến trên xe ấy, tất cả các cảm biến trên xe mục đích cuối cùng là gửi tín hiệu về cho ECM để ECM biết được là nhiệt độ bao nhiêu, góc bánh lửa bao nhiêu, cái phần TV góc mở bao nhiêu chẳng hạn, ví dụ như vậy, tín hiệu đầu vào, để làm sao để ECM nó điều khiển. Cuối cùng là chỉ có hai yếu tố chính, đó là phun xăng và bánh lửa, tức là điều khiển kim phun, thời gian phun mở dài hay mở ngắn, tức là nó quyết định được là phun nhiều hay phun ít, tức là thêm xăng giảm thêm xăng hay giảm xăng đi, đúng không ạ? Hoặc là góc đánh lửa sớm hay đánh lửa muộn, đó là mục đích cái cuối cùng của gì ạ? Của ECM. Thế là mọi người hình dung ra được là gì ạ? Cảm nhận và biến đổi. Cảm nhận là cảm nhận thực tế ở trên xe. Mọi người lưu ý nhá, là cảm nhận cái sự thay đổi thực tế ở trên xe, chứ không thể lấy cái xe khác cho cái xe này được. Nên là nhiều anh em không thể áp dụng theo kiểu xe này cho xe khác được, đúng không ạ? Mọi người hình dung ra được là chiếc xe bên chúng ta sửa xe cũng giống như là bác sĩ sửa cho khám bệnh chúng ta. Chúng ta không thể nào là một cái pháp đồ điều trị bệnh cho tất cả mọi người được. Thế nên là chúng ta sẽ phải hình dung ra được là chúng ta sẽ phải mỗi một xe, mỗi một người nó sẽ có một pháp đồ riêng, không chung với nhau. Đó là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy được cái cảm nhận trên xe, ví dụ như là cảm biến ECT, nó sẽ cảm nhận cái gì ạ? Cái nhiệt độ của xe là bao nhiêu, nó gửi về cho gì ạ? ECM. Thì gửi đây là chính là gì ạ? Nó thay đổi giá trị điện áp. Biến đổi điện áp, đúng không ạ? Cảm nhận cái nhiệt độ ở trên xe là bao nhiêu để làm gì ạ? Nó biến đổi cái điện trở của nó. Điện trở của nó sẽ mục đích là gì ạ? Thay đổi cái giá trị điện áp gửi về ECM, và lúc này ECM nó biết được là điện áp đang là bao nhiêu, nó được quy đổi ra được là gì ạ? Nó quy đổi ra nhiệt độ. Thì cái việc quy đổi đấy là do ECM được quy đổi, mình không cần quên quy đổi nữa. Chúng nó sẽ giải thích cho mọi người về phần cảm biến ECT. Tối hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hai con cảm biến ECT này, đúng không ạ? Rất dễ, rất đơn giản, đúng không ạ? Rất đơn giản thôi.
rất đơn giản, đúng không? Rồi mọi người hình dung nhá. À, cảm biến là gì? Nó cảm nhận, đúng không? Là cảm nhận sự thay đổi thực tế trên xe, thực tế ở trên cái xe đấy nhá, nó cảm nhận cái xe đấy chứ không cảm nhận xe khác được nhá. Thế nên mọi người hình dung là nó phải thực tế với cái xe đấy. Và thứ hai nữa là gì ạ? Tiếp theo là gì ạ? Biến đổi là đây là biến đổi cái giá trị điện trở của nó, và thứ hai là cái cuối cùng là biến đổi giá trị điện áp. Đấy ạ, gửi về eSEM thì lúc này eSEM nó sẽ hiểu được là đang ở giá trị bao nhiêu. Đó là cách trao đổi là như vậy. Đúng không ạ? Ví dụ như cảm biến nhiệt độ, nó cảm nhận cái nhiệt độ trên xe. Rồi cảm biến TB, nó cảm nhận vị trí góc mở là bao nhiêu ở trên xe. Đúng không ạ? Cảm nhận được góc mở bao nhiêu trên xe để biết được là cái móc. Mọi người dùng ra cảm biến TB, nó là cảm nhận, nó là cái sự giao tiếp giữa con người với điện tử, tức là giao tiếp con người với cái xe, giao tiếp là cái gì? Mong muốn của con người với cái xe đấy, tức là mọi người dùng ra được cái mong muốn là tăng tốc, mong muốn là giảm tốc độ, mong muốn là đi từ từ, mong muốn là đi nhanh, đúng không? Thì đấy là mong muốn của con người thông qua cái tay ga của chúng ta cảm nhận đến cái TB, nó cảm nhận được cái mong muốn của con người, nó là cái kết nối giữa con người với cái xe của chúng ta, đó là cảm biến TB, đúng không? Rồi đấy là cái mong cái chia sẻ mọi người, mọi người hình dung ra nhá, cái việc ở đây là gì? Cảm biến là gì ạ? Cảm nhận ở trên xe và biến đổi, biến là biến đổi giá trị điện trở, biến đổi giá trị điện áp, đúng không ạ? eSEM nó chỉ hiểu điện áp mà thôi, không hiểu cái gì khác, đúng không ạ? Rồi đấy là cái phần sự thay đổi trên xe, eSEM chỉ hiểu điện áp, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải cùng tìm hiểu về cái cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cảm biến trên xe. Mọi người hình dung ra được cấu tạo tất cả các loại cảm biến ở trên xe chúng ta đều là những cái gọi là cảm biến đơn giản. Nó là loại sử dụng 3 giây, loại sử dụng 2 giây và loại sử dụng 1 giây. Thì loại 3 giây là loại nào, những cảm biến nào ở trên xe, và 3 giây thì nó sử dụng những cái nguồn nào, điện áp cái tín hiệu nào, đúng không ạ? 2 giây thì sao và 1 giây thì sao? Thì ở đây mọi người sẽ phải hình dung ra được cái vấn đề ở đây là gì. 3 giây thì bây giờ có câu hỏi nhá, mọi người hình dung này. Cái câu hỏi là gì? Mọi người thấy được ở trên xe mình có những cảm biến nào sử dụng 3 giây? Đây là câu hỏi nhá. Mọi người thử tra ở trên xe của mình có những loại cảm biến nào sử dụng 3 giây ở trên xe. Mọi người comment nhá. Có những loại cảm biến nào sử dụng 3 giây thì tí nữa em sẽ giải thích cho mọi người loại 3 giây là gì, loại 2 giây là loại gì, 1 giây là gì để chúng ta kiểm tra nhá. Mọi người bình luận nhá. Rồi mọi người bình luận cho em là xem là bây giờ cái trên xe chúng ta có những loại cảm biến nào sử dụng loại 3 giây. Những loại cảm biến nào sử dụng 3 giây. Mọi người bình luận đi ạ. Mọi người bình luận đi ạ. Sử dụng gì ạ? Những cảm biến nào sử dụng 3 giây? Để sau một chút nữa mọi người sẽ hình dung nhá. Rồi, có một số anh em comment là cảm biến ECT đúng không ạ? Một chút nữa sẽ giải thích cho mọi người cái loại cảm biến ECT loại 3 giây như thế nào nhá. 3 giây đấy không phải là loại cảm biến sử dụng 3 giây nhá. Cảm biến ECT loại 3 giây đấy không phải là cái đúng bản chất của cảm biến sử dụng 3 giây này nhá, khác nhau nhá. ECT không phải nhá. ECT 3 giây đấy nó khác. Đúng không ạ? ECT loại 3 giây tí nữa sẽ giải thích cho mọi người. Rồi rất nhiều anh em trả lời đúng rồi đúng không ạ? TB này. Gọi TB này. Gọi VS này, gọi MB. Góc nghiêng này đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi, rất nhiều. Một số cái loại cảm biến đấy thì bây giờ mọi người sẽ hình dung ra loại 3 giây là gì? Loại cảm biến 3 giây bắt buộc là gì mọi người dùng này nhá. Cái cảm biến ECT khác nhá. Tí nữa em giải thích cho mọi người cảm biến ECT loại 3 giây đấy không phải là cảm biến ECT loại không phải loại cảm biến sử dụng 3 giây này đâu nhá. Khác nhau hoàn toàn nhá. Khác nhau hoàn toàn nhá. Cái cảm biến ECT 3 giây của mọi người đang ở trên xe lít SH đời 3 giây đấy thì nó tí chút nữa sẽ giải thích mọi người nhá. Mọi người đúng không ạ? Rồi ECT không phải nhá, nhiều anh em vẫn ECT. ECT không phải là loại cảm biến 3 giây này đâu nhá. Khác nhau nhá. Khác nhá. 3 giây đấy nó không phải đâu. Bản chất con cảm biến 3 giây đấy nó bản chất là gì? Nó sử dụng hai con điện trở bên trong thôi, không phải là con cảm biến loại 3 giây này nhá. Rồi bây giờ sẽ giải thích mọi người là trên xe mình có loại cảm biến 3 giây là gì.
với một số xe mọi người sẽ thấy là giống như cảm biến TP, chúng ta đều phải sử dụng 3 giây, MAP phải sử dụng 3 giây đúng không ạ? VF rồi gì ạ? Cảm biến gì đó ạ? Cảm biến góc đúng không ạ? Thì bắt buộc mọi người sẽ hình dung ra được loại 3 giây này nó sẽ phải có nguồn cấp, nguồn nuôi cho nó chính là cái nguồn VCC 5V. Thì lúc này mọi người sẽ hình dung ra được nó phải có nguồn VCC 5V nuôi nó nha. Nguồn VCC 5V ít nhất là nguồn VCC. Có một số cái nguồn là cảm biến 3 giây nó sử dụng là nguồn 12V. Cái đấy bỏ qua, bây giờ mình chỉ quan tâm những cái nguồn là chính là sử dụng 5V. Đó là những cái phần là liên quan, nó phải có nguồn, có mát và một dây tín hiệu. Đúng không ạ? Đặc thù nhất đó là cảm biến điện TB của chúng ta là cái sử loại sử dụng 3 giây. Rất rõ ràng là gì ạ? Một dây nguồn, một dây mát và một dây tín hiệu. Bắt buộc phải có nguồn, phải có mát. Riêng loại cảm biến 3 giây này bắt buộc phải có nguồn, phải có mát thì lúc đấy nó mới hoạt động được. Nó chính là một con biến trở nhá. Loại mô hình dung này được là gì? Con cảm biến 3 chân này, 3 giây này nó chính là một biến trở 3 chân. Bản chất là như vậy. Đúng không ạ? Mô hình dung ạ. Ở đây là biến trở loại cảm biến 3 chân, 3 giây sử dụng 3 giây là gì ạ? Có nguồn nuôi, mát và dây tín hiệu. Mô hình dung ạ. Phải có nguồn nuôi, có mát và chân tín hiệu. Rồi, ok chưa? Đúng rồi, cái bản chất của cảm biến ECT 3 giây nó khác hoàn toàn so với cảm biến 3 giây này nhá. Cảm biến 3 giây này nó là liên quan đến nguồn nuôi này, có nguồn nuôi riêng nhá, mát riêng và một dây tín hiệu. Còn cái 3 giây kia ấy là một dây lên đồng hồ mà thôi. Nó không phải là loại thuộc loại cảm biến 3 giây này. Được chưa? Cái loại cảm biến ECT 3 giây bản chất là nó giống hệt cái cảm biến 2 giây của chúng ta, nhưng nó thêm một cái điện trở nữa để mục đích để gì ạ? Báo cái kim nhiệt ở trên đồng hồ của xe chúng ta mà thôi. Mọi người hiểu không ạ? Rồi bây giờ loại 3 giây mọi người hiểu chưa? Thế bây giờ trên xe của chúng ta có những loại nào là loại 2 giây, cảm biến 2 giây. Đúng không ạ? Rồi mọi người hình dung nhá, cảm biến oxy và 4 giây ấy thì nó cũng có thể nó xếp vào loại là cảm biến 2 giây. Vì 2 giây của cuộn sấy và 2 giây nó 2 giây tín hiệu. Nhá, 2 giây tín hiệu, 1 giây nguồn, 1 giây mát. Mọi người cứ mở ra cái sơ đồ của SH nhập chẳng hạn. Nó cũng đều có đúng không ạ? Loại cảm biến oxy 4 giây. Nhưng mà cái đấy mình bỏ qua, mình sẽ liên quan đến loại cảm biến cái oxy 1 giây thôi. Cảm biến oxy của SHI nó chỉ là loại 2 giây. Bản chất là nó ấy không lấy mát khung mà thôi. Nó chạy về mát SG. Ví dụ ạ. Còn hai cái dây kia là hai dây cuộn sấy. Cảm biến oxy. Rồi bây giờ mình sẽ thấy được là trên xe chúng ta sử dụng có hai con cảm biến nhiệt, nó sử dụng loại cảm biến 2 giây. Đó là cảm biến nhiệt độ ECD, EOD và cảm biến IAT là loại cảm biến 2 giây. Đúng không ạ? Loại 2 giây. Đúng không ạ? Loại cảm biến 2 giây. Nó sử dụng 2 giây. Thì bây giờ mọi người hình dung này. Cái này thì một số anh em là chưa được đọc về cái chiều dòng điện chạy trong mạch thì mọi người cái giải thích nó hơi khó. Thì mọi người hình dung như này. Cái chân mọi người hình dung là chân SG, mọi người đều nhận diện hôm trước vừa rồi em giải thích cho mọi người này. Chân SG nó là chân mát. Mọi người hình dung ạ, chân SG là chân mát. Chân mát của cảm biến, ai cũng hiểu đúng không ạ? Chân mát của cảm biến là chân SG. Thì khi đầu này mình biết được nó là mát rồi, đầu này nó biết là mát thì đầu này nó sẽ phải là dương. Thì chút nữa sẽ giải thích cho mọi người tại sao lại gọi là nó là dương, đúng không? Không có chuyện mát với mát nối với nhau được, hoặc là không có chuyện dương nối với dương được. Thì mọi người dùng ra để đây là chính là hoạt động. Bản chất là nó sẽ đưa cái điện áp, cái mạch này người ta sẽ gọi là mạch phân áp hay còn gọi là mạch chia áp. Ở trong này, ở trong bên trong ECM nó sẽ có một con điện trở cố định và ở bên ngoài là con điện trở nhiệt. Ví dụ như cảm biến nhiệt độ của chúng ta nó là một con điện trở nhiệt. Nó sẽ thay đổi giá trị điện trở của nó, đúng không ạ? Nó giống như con TV của chúng ta thôi, nhưng mà nó tách ra hai con điện trở khác nhau. Một con điện trở cố định đặt sẵn ở trong ECM và một con điện trở thay đổi là ở chính là con cảm biến ECT của chúng ta. Người ta gọi là mạch phân áp hay còn gọi là mạch chia áp. Đó là như vậy, để mục đích để lấy cái điện áp tín hiệu về trong chip chủ của ECM để lấy tín hiệu, xác định được nhiệt độ. Rồi, hình dung không ạ? Rồi, bây giờ mọi người hình dung ra được cái loại cảm biến 2 giây chưa ạ? Tí nữa sẽ giải thích cho mọi người, sẽ có một cái chân điện áp tín hiệu. Mọi người thấy được em vẽ cái tín hiệu ở đây không ạ? Tín hiệu 5V từ TV kép, đúng không ạ? TV kép đi ra nhá, đi ra và đi vào. Tại sao lại gọi là đi ra và đi vào? Được chưa? Tại sao đi ra đi vào? Tí nữa giải thích và cảm biến nhiệt độ, giải thích cho mọi người. Một chân SG mọi người rõ ràng biết nó là mát rồi, chân SG ai cũng biết được nó là mát, thì đúng không ạ? Mà SG là mát. Còn chân TV kép nó là chân gì ạ? Tín hiệu của gì ạ? Cảm biến ECT, cảm biến nhiệt độ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhá. Tiếp theo mọi người sẽ zoom ra được này. Cảm biến oxy, một số anh em nói cảm biến oxy 4 giây ấy thì em giải thích rồi. Là nó sẽ có 2 giây liên quan đến cuộn sấy, tức là cuộn sấy để sấy nóng cái cảm biến oxy lên. Và thứ 2 giây còn lại nó sẽ là gì ạ? 1 giây tín hiệu của cảm biến oxy giống dạng như 1 giây này đi ra. Và 1 giây còn lại nó chạy về SG. Bản chất là nó không lấy mắt khung nên là nó sẽ phải đi về SG, đúng không ạ?
đúng không ạ, mọi người đúng không ạ? SG nhá, SG là mass của cảm biến nhá, SG là mass của cảm biến, SG là mass cảm biến, được chưa? Oxy, oxy là loại cảm biến một giây. Thì lúc này gì ạ, xem cái loại một giây, ví dụ như những dòng xe của Honda ấy, ví dụ như là Lead AB Vision ấy, nó sẽ có một giây. Thì chính là lúc này mọi người sẽ dùng nhá, khi mọi người mở khóa điện lên ấy, nếu anh nào sử dụng máy chẩn đoán, anh em cũng sẽ thấy được là khi mà chúng ta mở khóa điện, chúng ta chưa nổ máy hoặc là chúng ta mới nổ máy, thì cái điện áp của cái cảm biến oxy thì mọi người sẽ nhìn thấy được nó treo ở điện áp giá trị là khoảng 3900 mV hoặc là 4 gọi là 4V đấy, 3-4V, sắp xỉ 5V. Thì khi lúc nào nổ nóng lên, mọi người thấy nổ nóng lên, nó đầu điện áp nó giảm dần, ví dụ như là 300 mV, 3900 mV, nó giảm dần xuống, và bắt đầu đến 3 giờ điện áp nhiệt độ nó hoạt động thì nó bắt đầu cái điện trở nó sẽ bằng không. Thì lúc này nó sao, cái cảm biến oxy, lúc nào học cảm biến oxy sẽ giải thích sâu hơn, đúng không? Mọi người hình dung nhé, chúng ta đọc vào chỉ số trên máy chẩn đoán ấy, nó sẽ có là khi chúng ta bật khóa điện lên, chúng ta nhìn vào cái điện áp của cảm biến oxy này nhá. Cảm biến oxy nó khác hoàn toàn so với cảm biến khác, nó sẽ có một cái điện trở nhiệt ở bên trong, điện trở nhiệt bên trong. Và khi chúng ta nổ nóng lên ấy, thì chúng ta khi chúng ta mở khóa điện lên chưa nổ máy, đúng không? Chúng ta kết nối với máy chẩn đoán, chúng ta sẽ nhìn thấy chỉ số của cảm biến oxy nó sẽ treo giá trị khoảng 3900 mV, hoặc là anh nào sử dụng điện áp đồng hồ cái máy chẩn đoán nó đơn vị là volt ấy, thì nó sẽ ghi là 3.9V chẳng hạn. Còn nếu đơn vị là mV thì nó sẽ khoảng 3900 mV đến khoảng sấp xỉ 5V. Và sau đó khi nổ máy nóng lên thì nó giảm dần. Và bao giờ đến nhiệt độ của cái gì ạ, trên 300 độ thì lúc đấy nó sẽ bằng không. Và lúc này oxy nó hoạt động, được chưa? Cái đấy sẽ giải thích cho vào oxy sau. Rồi ok chưa ạ? Mọi người zoom ra được cái nguyên lý hoạt động của ba loại cảm biến đấy chưa? Loại 3 giây, 1 giây và 2 giây, đúng không ạ? Loại 2 giây chúng ta biết thừa là gì ạ? Nó có một đầu là SG là mát rồi, thì chắc chắn đầu kia nó phải là dương. Thì chính là bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái con này, cảm biến gì ạ? Cảm biến nhiệt độ rất là mát. Vâng, đúng không ạ? Rồi chúng ta bỏ qua cái phần này, chúng ta tìm hiểu hai con cảm biến nhiệt độ nó dễ hình dung hơn, đúng không ạ? Hai cảm biến nhiệt độ này nó sẽ dễ hình dung hơn để chúng ta tìm hiểu những cái phần sau này nó sẽ rõ ràng hơn, đúng không? Sau này chúng ta sẽ học về MBTB là những loại cảm biến 3 giây, chúng ta sẽ học sau. Và những cái chỉ số đấy nó động một chút, chỉ số ví dụ MB nó chỉ số động, chúng ta sẽ phải nhìn trên máy chẩn đoán nha, nhìn trên máy chẩn đoán. Và ok chưa, mọi người hình dung ra được cái vấn đề em vừa chia sẻ cho mọi người là việc là cái cấu tạo và nguyên lý hoạt động của loại cảm biến chưa? 1 giây, 2 giây và 3 giây chưa? Tất cả các loại cảm biến trên xe chúng ta đều là những cái loại đấy thôi, 1 giây sử dụng loại 1 giây, 2 giây và 3 giây. Chúng ta phải biết được cái loại 3 giây thì nó phải có gì ạ? Có nguồn nuôi, có mát và 1 giây tín hiệu. Thế nên mọi người dùng là bất kể nó là cảm biến gì ở trên xe cũng vậy, hoặc bất kể một cái linh kiện điện tử ở một cái thiết bị khác không phải xe của mình, nó cũng sử dụng dạng như vậy. Mọi người dùng biết không? Cái loại 3 giây bắt buộc phải có nguồn nuôi và mát và 1 giây tín hiệu. Có loại 2 giây chắc chắn là 1 giây mát và 1 giây sẽ có là tín hiệu đưa ra, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến cảm biến ECT, bắt đầu vào xe nhá. Và sau cái bắt đầu vào xe này em sẽ quay lên cả trên xe luôn, và quay lên cả máy chẩn đoán để chúng ta làm bắt bệnh nhanh những cái bệnh xe này. Và những cái cảm biến này nó thực tế nó cực kỳ đơn giản, và nó sẽ chính xác đến khoảng 8-90%, 90% luôn, 100%, mà cũng không cần phải nhớ gì hết, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn anh Quang Quyền đã nhắc là có anh em, nhiều anh em chưa hiểu về mắt SG, đúng không ạ? Rồi, thì chút nữa sẽ học về cảm biến, em sẽ giải thích sâu hơn. Học về cảm biến sẽ giải thích cho mọi người sâu hơn, rõ ràng. Ok không ạ? Rồi, hôm nay chúng ta học muộn một chút nhá, bù vào hôm qua. Học đến tận sáng được không? Anh em hôm nay dám học đến sáng không? Sáng mai không? Bù ngày hôm qua luôn. Có dám học đến sáng mai không? Rồi có anh em nào dám học đến sáng mai không? Hôm nay live stream đến tận sáng mai luôn. Hôm qua nghỉ thì hôm nay học bù luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu này. Ở trên này mọi người sẽ thấy được là cảm biến ECT và cảm biến LT là hai loại cảm biến nhiệt độ. Thì cảm biến ECT là sử dụng cho những dòng xe có nước làm mát thì người ta sẽ gọi là cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ. Còn những xe nào gì ạ, không có nước làm mát thì người ta sẽ gọi là gì ạ, cảm biến LT. Thì cảm biến, hai cảm biến này bản chất người ta sẽ gọi là cảm biến nhiệt độ động cơ, đúng không ạ? Nhiệt độ động cơ. Thì hai cảm biến này thì mọi người sẽ gộp lại dạng chung như nhau. Thì cảm biến nhiệt độ, cái xe nào mà không có nước làm mát thì nhiệt độ động cơ nó sẽ nóng hơn so với cái loại xe có nước làm mát, đúng không ạ?
Đó là cái mà phân biệt thôi, còn bản chất chúng ta sẽ nhìn được cái nhận dạng được của nó mà nhận dạng của nó được thôi. Vâng, nhận dạng của nó cực kỳ đơn giản. À, thì tôi sẽ giải thích cho các anh em, một số anh em là nói là loại cảm biến 3 giây và 2 giây, con cảm biến ECT 3 giây và con cảm biến ECT 2 giây đúng không? 2 giây. Vâng, có một số anh em vừa học vừa cầm điện thoại rơi ngủ quên rơi vào mặt đấy, lần sau không ngủ quên được luôn. Cầm điện thoại rơi lên sao mà mỏi tay quá ngủ quên rơi bổ phát vào mặt tỉnh luôn. Đó. Ok chưa ạ? Mọi người dùng chưa? Cảm biến ECT và EOT nó bản chất là cảm biến nhiệt độ. Thì cả hai cái cảm biến này và cảm biến IAT là những cái cảm biến cực kỳ đơn giản ở trên xe mà chúng ta sẽ nhìn thấy nó và cực kỳ nhanh và nó ứng dụng rất nhiều ở trên xe này, cực kỳ dễ nha. Không cần phải nhớ. Được chưa? Và nó cực kỳ dễ chẩn đoán về bệnh của nó, được chưa? Tí nữa sẽ giải thích cho mọi người lỗi báo lỗi và gọi là lỗi trong giải và lỗi ngoài giải, đúng không ạ? Chúng ta sẽ giải thích cho mọi người. Rồi, có một số anh em ngày xưa đo điện trở ấy, thì buổi ngày hôm nay em không cần quan tâm điện trở nó là cái gì luôn. Đó, chúng ta đừng quan tâm nó về điện trở, đừng bỏ qua cái vấn đề đo điện trở đấy nhá. Em làm theo kiểu phương pháp mà đọc theo kiểu gọi là con người một tí, tức là mình nhìn vào nhiệt độ dễ dàng hơn so với điện trở và điện áp. Chúng ta quan tâm những con cảm biến này, những cái cảm biến này thì mọi người sẽ quan tâm đến cái việc nhiệt độ của nó nhiều hơn là quan tâm đến cái điện trở và điện áp, được chưa? Cái điện áp nó và điện trở của nó sẽ quy đổi rất là nó sẽ rất là chính xác. Có một số cái bị lỗi do cái phần mềm thuật toán của bên trong ECM thì cái đấy mình bỏ qua. Còn đâu đa phần là gì đều tính toán chính xác hết, được không? Đều chính xác hết. Đây chúng ta chỉ có quan tâm nhiệt độ nó có đúng với thực tế của xe không. Rồi bây giờ sẽ giải thích cho mọi người này. ECT là những cái loại xe có nhiệt độ nước làm mát, có két nước làm mát ấy thì người ta gọi là cảm biến ECT. Còn những cái cảm biến là EOT là những cái xe không có nước làm mát, ví dụ như là Future rồi thì Vision, đấy là những cái xe không có nước làm mát thì gọi là EOT. Thì bản chất mình vẫn gọi chung nó là cảm biến nhiệt độ động cơ, đúng không ạ? Thì hai cảm biến như vậy, thì cảm biến nhiệt độ dầu động cơ EOT nó sẽ nhiệt độ nó sẽ cao hơn so với nhiệt độ ECT. Cái bản chất như vậy, thì cái này sẽ giải thích sau. Rồi được chưa? Hai cảm biến nhiệt độ cực kỳ đơn giản. Rồi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bản chất của cảm biến nhiệt độ này là gì. Mọi người thấy được là ở cái dòng xe phun xăng điện tử của chúng ta ấy, nhất là anh em ngoài phía Bắc, mọi người sẽ thấy được là cái cảm biến nhiệt độ hoặc là cho những dòng xe phun xăng điện tử của chúng ta nó ở mùa đông ấy, rất thích nhất là đi xe phun xăng điện tử ở mùa đông là gì. Mọi người thấy được là khi chúng ta mùa đông ấy, đối với những dòng xe chế cơ thì mọi người sẽ thấy được là cái việc là nó là không hiểu được nhiệt độ là bao nhiêu, đúng không ạ? Nhưng mà đối với dòng xe điện tử thì nó sẽ có cảm biến nhiệt độ động cơ là nhiệt độ khí nạp để nó phát hiện được là nhiệt độ động cơ của chúng ta đang là bao nhiêu, ở trạng thái khởi động mạnh hay là trạng thái như thế nào, để làm sao để thì ECM chúng ta thấy được, mọi người thấy được là đi xe điện tử ở mùa lạnh nó gì ạ, nó dễ khởi động hơn, đúng không ạ? Bản chất là như vậy. Rồi cái phần lý thuyết thì nó rất là dài, nó rất là nhiều, thì em sẽ không giải thích cái phần lý thuyết đấy, thì em sẽ giải thích cho mọi người để hình dung ra được cái cấu tạo của nó là gì. Nó chỉ bản chất là một cái dây điện trở nhiệt thôi. Anh em nào mà sử dụng những cái mạch mà liên quan đến phần nhiệt độ ấy thì anh có thể mua một cái sợi dây. Một cái sợi dây, mọi người dùng này, một cái sợi dây là gì ạ? Một cái sợi dây nhiệt, mọi người có thể xoắn vào, mọi người thay thế được cái nhiệt độ, cái cảm biến nhiệt độ trên xe của mình được luôn. Một cái sợi dây nhà, một sợi dây ngắn thôi, mọi người thay thế được. Bản chất cái cấu tạo của cảm biến nhiệt độ cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ làm. Mọi người có thể mua, một người mua được cái gì ạ? Một cái sợi dây của cái anh em nào sử dụng cái nồi nấu phở hoặc là một cái số cái đồ liên quan đến nhiệt độ ấy, nhiệt kế, nó sẽ có một cái dây gọi là dây nhiệt điện trở nhiệt. Mọi người lấy cái dây đấy thay cho cả cảm biến nhiệt độ của trên xe của mình được luôn. Một cái sợi dây cực kỳ ngắn, đó là như vậy. Cấu tạo của nó cực kỳ đơn giản, nó là một cái sợi dây nhiệt điện trở. Đó. Rồi, bản chất thì mọi người dùng ra được cái cảm biến nhiệt độ này là để làm gì? Để nó xác định được cái nhiệt độ động cơ đang ở trạng thái lạnh hay trạng thái nóng để nó dạng để tính toán được phun xăng và ánh lửa nó phù hợp. Ví dụ như là lạnh, trời lạnh thì nó sẽ phải cần khởi động vì phun đậm xăng để cho điện xe dễ khởi động và chống mài mòn động cơ, đúng không ạ? Chống mài mòn động cơ, hao mòn về cơ khí, đó là phần như vậy, đúng không ạ? Rồi khi máy nóng lên thì nó phải làm sao tiết kiệm nhiên liệu, đó là như vậy. Mà cái ưu điểm nhất là của nó là mùa đông là đè cái phần đổ ngay, nó là sướng nhất ở phần đấy, nó gọi là chế độ khởi động lạnh, đúng không ạ? Rồi tiếp tục chúng ta sẽ cùng tìm hiểu này, những cái phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phần thông số hiện hành
tức là phần dữ liệu động cơ ấy, chúng ta sẽ nhìn vào phần dữ liệu động cơ, chúng ta sẽ biết được cái nhiệt độ nó là bao nhiêu, chứ cái đấy mới là chính xác. Còn cái điện trở, cái điện áp bỏ qua vì nhìn nó rất là khó hiểu, đúng không ạ? Rất là khó hiểu. Đó là chúng ta cùng tìm hiểu là trên xe này, ví dụ ở trên xe mọi người hình dung ra được cảm biến nhiệt độ nó có ảnh hưởng như thế nào đến xe của chúng ta. Mọi người hình dung ra được cảm biến nhiệt độ nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái phần hệ thống phun xăng và ánh lửa của chúng ta. Ở trong cái thời gian ngày trước ấy, trong những thời gian trước một số anh em chúng ta làm việc ở đây, em lại che mất cái hình ảnh của cái kim phun rồi. Đây cái hình ảnh của em đang bị che mất cái kim phun rồi. Thì mục đích mọi người hình dung ra được như này. Mọi người hình dung ra như này. Cái cảm biến nhiệt độ này nó gì ạ? Cảm nhận cái nhiệt độ thực tế của xe để báo về cho e xem để làm sao điều chỉnh cái gì ạ? Thời gian phun và góc ánh lửa. Mục đích nhá. Mục đích là điều khiển thời gian phun và góc ánh lửa, và nó ảnh hưởng trực tiếp luôn, và có mọi người hình dung ra là ảnh hưởng trực tiếp nhá. Khi ở cái thời điểm ngày xưa ấy, thời điểm trước ấy, đây cách đây khoảng 1 đến 2 năm về trước, ít sử dụng máy chẩn đoán ấy, một số anh em sử dụng bằng cách câu trở ấy, câu điện trở ấy. Mọi người hình dung ra được là cái ngày xưa mọi người làm là như vậy thôi. Còn cái việc mà như đến thời điểm bây giờ ấy, anh em thử làm lại cái thao tác anh em đã câu trở ngày xưa rồi, thì đợt này khi đọc được chỉ số, mọi người thử quay lại cái cách mà mình câu trở như vậy và nhìn vào cái chỉ số nó thay đổi như nào nhá. Anh em thử thay đổi đi xem, xong nhìn vào thời gian phun và góc ánh lửa nó thay đổi như nào. Đúng không? Ngày xưa thì gọi là không biết thì cứ làm liều thì được, nhưng đến thời điểm bây giờ đọc được chỉ số rồi mà câu cũng thử câu lại con điện trở đúng như ngày xưa mình làm ấy, xem nó thay đổi giá trị ở trên máy thông số chẩn đoán như nào, tức là nó ảnh hưởng như thế nào đến cái phần cơ cấu chấp hành, ví dụ như là đánh lửa, ví dụ như thời gian phun, đúng không ạ? Nó ảnh hưởng như thế nào? Ngày xưa thì có thể là gì ạ? Một số anh em là thấy câu trở vào thì thấy xe chạy bốc, chạy thoáng hơn, đúng không ạ? Vì bản chất là mục đích là mọi người đang tăng xăng lên. Nếu anh em giảm cái nhiệt độ của cảm biến ECT này xuống thì ngay lập tức thời gian phun nó sẽ thay đổi hoàn toàn, và góc ánh lửa nó cũng thay đổi hoàn toàn theo. Mọi dung chưa? Ngày xưa thì có thể làm liều được, nhưng đến thời điểm bây giờ có chỉ số rồi, mọi người sẽ phải làm xong, mọi người thử làm lại nhá. Một số anh em ngày xưa đã làm rồi và bây giờ thử làm lại và nhìn chỉ số xem nó thay đổi như thế nào, có giống ăn cướp không? Đúng không? Ngày xưa thì cứ làm đi, vì không nhìn được chỉ số nó thay đổi, còn bây giờ nhìn được chỉ số rồi. Vâng. Và ok chưa ạ? Mọi người dung ra được cái vấn đề nhá. Nên là cái việc em khuyến cáo mọi người không nên cái việc là chế cháo cái việc vấn đề như vậy. Em thì muốn mọi người lên chúng ta làm về zin, về chuẩn. Vì xe, những cái xe nó hụt giật là có nguyên nhân ở bên trong. Hụt giật ở đây chính là cái sinh công của chúng ta kém công, rồi chúng ta có liên quan đến cơ khí, liên quan đến nhiên liệu, liên quan đến cao áp, là những cái phần mà chúng ta phải cần kiểm tra. Đúng không ạ? Chắc chắn một trong những phần yếu tố đấy đang có vấn đề lỗi thì chúng ta phải kiểm tra nhiên liệu, đúng không ạ? Liên quan đến bơm xăng, kim phun, đúng không ạ? Liên quan đến cao áp, mobin và gì ạ? Buji, liên quan đến cơ khí, là những cái phần liên quan đến hụt giật, mọi người phải kiểm tra những phần đấy, chứ không phải là gì ạ? Độ chế kiểu đầu vào để lừa nó, đúng không ạ? Đó là như vậy. Nên chúng ta phải lưu ý cái phần này. Đúng không ạ? Mọi người đúng không ạ? Rồi cảm biến ECT nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào nhá, mọi người lưu ý nhá, ảnh hưởng trực tiếp luôn, anh cứ thử giảm xem. Đó, ok, đúng không ạ? Rồi tiếp theo bây giờ mọi người sẽ hình dung ra được như này. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra nhá. Mọi người thấy được là khi ảnh hưởng của cái nhiệt độ này, cái việc kiểu mà giải thích như này, mọi người hình dung này, cái kiểu giải thích mà nhiệt độ thấp mà điện áp cao ấy, thì nó đúng theo kiểu kỹ thuật, dạy theo đúng theo kiểu dạng là phong cách kỹ thuật. Nhưng như thế mọi người sẽ rất khó hình dung, vì cứ dối là ủi điện áp thấp rồi nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao, cái đấy sẽ rất là dối. Cái này sẽ liên quan đến phần kỹ thuật, thì mọi người có thể nghiên cứu kỹ hơn. Ở đây em sẽ có nói qua một chút về phần này, nhưng mà em không giải sâu phần này, vì giải sâu phần này mọi người sẽ bị dối. Cái mục đích cuối cùng của mình sẽ phải hình dung ra được là nó bao nhiêu độ mà thôi, chúng ta không cần quan tâm nó nhiệt độ thấp thì điện áp cao, hay điện áp nhiệt độ cao thì điện áp thấp, cái đấy thì bỏ qua nhé. Mình chỉ quan tâm là cái nhiệt độ đấy nó có đúng với thực tế của xe hay không, được chưa? Nó báo về e xem. Được ạ, mọi người đúng không ạ? Cái việc ở đây là nhiệt độ thấp và điện áp cao, thì ở đây lại giải thích cho mọi người lại cái vấn đề là gì ạ? Hình dung ra được cái nhiệt độ thấp thì làm sao báo về cho e xem, và e xem lúc này sẽ biết được là gì ạ? Thông qua cái điện áp gửi về cho e xem, và e xem lúc này nó sẽ điều khiển mục đích là gì ạ? Điều khiển phun xăng và đánh lửa phù hợp với cái nhiệt độ tương ứng. Ví dụ nhiệt độ trời lạnh thì nó sẽ phải đánh lửa theo cái góc độ là gì ạ? Đánh lửa sớm lên chẳng hạn, phun xăng đậm lên, thì đó là gì ạ? Nhiệm vụ để cho xe dễ khởi động, người ta gọi là trạng thái khởi động lạnh. Còn đối với những mùa hè, mùa nóng thì nó làm sao phải làm sao để tối ưu nhanh nhất có thể, đúng không ạ? Nó nóng lên rồi nó dễ cháy, đổ xăng của chúng ta dễ bốc hơi, dễ cháy, đúng không ạ? Thì nó sẽ phải làm sao hiệu chỉnh thời gian phun gì ạ, giảm bớt đi, rồi giảm điều chỉnh góc ánh lửa gì ạ, muộn đi. Đó là cách mà chúng ta sẽ thấy được là cái vấn đề ảnh hưởng rất nhiều nha. Cảm biến nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian phun và góc ánh lửa nha, mọi người lưu ý phần này, ảnh hưởng trực tiếp đến phun xăng và ánh lửa. Đây là cái sự ảnh hưởng của cảm biến nhiệt độ đến cơ cấu chấp hành
đúng không? Cơ cấu chấp hành của chúng ta. Hồi dung chưa? Đây là sự ảnh hưởng nhá, đây là sự ảnh hưởng. Rồi cái kiểu mà học mà theo cái phong cách là gì ạ? Áp nhiệt độ cao, điện trở giảm, vôn giảm ấy thì nó cực kỳ khó hiểu, mà rất bị rối, đúng không? Mọi người rất bị rối nhá. Tí nữa giải thích cho mọi người một phát là nhìn thấy ngay. Lỗi báo đèn kiểu gì, rồi thì thử như thế nào, không cần đo luôn nhá, em cũng không cần đo luôn nhá, không cần đo luôn mà nhìn trên máy chẩn đoán. Mà lúc đấy anh em, nhiều anh em nói là gì ạ? Có dán quẹt, có quẹt được ra mát hay không hay gì đấy, thì tí nữa giải thích cho mọi người cách chúng ta kiểm tra cực kỳ nhanh. Ok không ạ? Cực kỳ nhanh và đúng khoa học nhá, không phải làm liều nhá. Đúng không? Cái việc ở đây mọi người, cái giải thích cho mọi người là nhiệt độ tăng, điện trở giảm rồi vôn giảm thì nó rất là khó hình dung và mọi người sẽ bị rất là bị rối. Ở đây tí nữa em giải thích cho mọi người là gì, nhiệt độ này có đúng với thực tế ở xe không. Nếu đúng thực tế ở xe thì là nó hoạt động bình thường, nó đúng. Còn nếu sai với thực tế ở xe thì là nó sai. Còn bỏ qua cái việc điện áp của nó là gì nhá, cái thuật toán tự động ECM mà tự động nó tính được là gì, thuật toán này nhiệt độ này tương với điện áp bao nhiêu nó tự động nó tính toán, được không ạ? Được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng có cái những cái kiểu, bây giờ chúng ta vừa hiểu về cấu tạo, về sự ảnh hưởng của nó rồi, đúng không ạ? Một sự ảnh hưởng của nó rồi. Thì bây giờ mọi người sẽ hình dung ra được cái việc ở đây là cái cảm biến nhiệt độ này nó báo lỗi, đúng không ạ? Báo lỗi thì sao? Báo lỗi thì sửa như nào? Báo lỗi thì sửa như nào, đúng không ạ? Một số cái đèn, cái này em sẽ ít khi em nói về mã lỗi lắm, đúng không ạ? Cái này vì phương pháp của em chủ yếu là bằng máy thôi. Phương pháp bằng máy nhá. Anh em lưu ý là cái phương pháp của em chủ yếu là bằng máy, được không ạ? Chủ yếu là bằng máy. Được chưa? Chủ yếu là bằng máy. Phải không ạ? Chủ yếu là bằng máy. Ở đây thì mọi người sẽ hình dung ra được là cái phương pháp ở đây, mọi người khi chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán để chúng ta biết được cái xe này đang bị lỗi sao. Lỗi sao? Ví dụ mọi người sẽ nhìn thấy được cái xe của chúng ta ấy, báo lỗi, mã lỗi liên quan đến gì ạ? Nhiệt độ, cảm biến nhiệt độ nước làm mát, cảm biến ECT, EOT. Thì mọi người nhìn cho em cái thông số trên máy chẩn đoán, mọi người nhìn thấy trên góc bên phải không ạ? Góc bên phải này. Mọi người nhìn cho em thông số trên máy chẩn đoán như sau. Như sau này. Mọi người sẽ thấy được là ở thông số trên máy chẩn đoán đó là gì ạ? Âm 40 độ và điện áp lên đến xấp xỉ 5V. Xấp xỉ 5V nhá. Xấp xỉ 5V. Thì mọi người hình dung ra được không ạ? Hình dung vấn đề không ạ? Hình dung cái cách em chia sẻ không ạ? Comment đi, bắt đầu tương tác với nhau nhá. Liên quan đến bắt đầu tí nữa sẽ để giải thích trong phần này em sẽ lên trên xe đó giải thích cho mọi người trên xe dễ hình dung hơn. Rồi ở cái phần lưng của em đang che mất cái phần cái đèn táp lô. Cái phần lưng của em đang che mất cái phần táp lô. Rồi mọi người hình dung mọi người xem ạ. Rồi mọi người hình dung ạ. Cái cách mà em chia sẻ mọi người này, khi chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán nó báo âm 40 độ, điện áp xấp xỉ 5V, đúng không ạ? Âm 40 độ hoặc là nhiệt độ rất là thấp, rất là âm 10, 15, 20 độ, có nghĩa là nhiệt độ rất thấp, thì làm sao ạ? Chắc chắn một điều đó là gì ạ? Bị đứt dây. Đứt một trong hai dây nhá. Đứt một trong hai dây. Thì chút nữa sẽ giải thích cho các anh em là đứt dây nào và kiểm tra như nào nhanh nhất nhá. Đứt dây nào và kiểm tra như nào nhanh nhất, đúng không ạ? Rồi bây giờ mình nhìn trên máy chẩn đoán mình biết ngay nó đứt dây, thì bây giờ đứt dây nào? Đúng không ạ? Đứt dây nào? Thì mọi người hình dung ra được có vấn đề này. Cái chúng ta là có hai vấn đề liên quan đến là báo lỗi và không báo lỗi nhá. Và khi nào thì nó báo lỗi? Mọi người hình dung này, khi nào thì báo lỗi và khi nào thì không báo lỗi. Tí chút nữa sẽ chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái phần là không báo lỗi, còn đây đang tìm hiểu về phần báo lỗi. Thì báo lỗi là cực kỳ đơn giản, chúng ta chỉ lướt qua chúng ta nhìn thấy rồi, không cần đo nhá. Em nói không cần đo, không cần đo một cái gì hết, chúng ta chỉ làm một cách đó ạ. Thì ở đây mọi sẽ thấy được là nó sẽ báo âm, nhiệt độ là âm 40 độ và điện áp thì lên đến khoảng xấp xỉ 5V. Đó là chúng ta biết ngay đó là liên quan đến đứt dây. Đứt dây, đó ạ. Liên quan đứt dây nhá. Đứt dây, đứt một trong hai dây, dây nào đứt cũng liên quan đến là gì, âm độ hết. Đứt một trong hai dây thì cái tỷ lệ mà nó đứt dây nó nhiều hơn rất nhiều so với bị chập dây. Thì đây là mô phỏng nha mọi người, sẽ hình dung này. Ở đây em có cái câu hỏi trong cái tài liệu của em ấy, đây là cái giáo trình đào tạo của em thì sửa đổi, thì em đã ghi ở đây là gì ạ? Lỗi cảm biến ECT báo đèn mã lỗi số 7 chẳng hạn như này, chúng ta thấy được là nó báo như vậy thì nhiệt độ nó tương ứng với bao nhiêu và điện áp tương ứng với bao nhiêu, ở trong thông số cái báo rất là rõ ràng đây rồi, đúng không ạ? Báo rất là rõ ràng. Báo rất là rõ ràng đây rồi. Đó, ECT. Rồi, thì cái việc mà tại sao nó lại là về 5V ấy, cái này nó là mạch chia áp nhá. Mạch chia áp. Được chưa? Cái lỗi này thường xuyên gặp nhá.
thường xuyên gặp. Tí nữa sẽ sử dụng cách phương pháp mọi người đo và mọi người kiểm tra nhanh nhất có thể trên xe, đúng không ạ? Nhanh nhất có thể trên xe luôn. Rồi tiếp theo chúng ta có cái tình huống số 2, đó là liên quan đến gì ạ? Vẫn báo đèn ma lỗi và gì ạ? Ma lỗi cảm biến nhiệt độ. Nhưng ở đây cái thông số trên máy chẩn đoán nó đã báo cái nhiệt độ khác hoàn toàn. Nó báo nhiệt độ ở đây là gì ạ? 150 độ C. Và lúc này điện áp nó sẽ là gì ạ? 0V. Mọi người hình dung như ạ? Cái điện áp ở đây lúc này nó sẽ 0V. Mọi người nhìn chỉ số này. Mọi người hình dung nhá, mỗi một cảm biến chúng ta có hai thông số cần quan tâm. Đó là ví dụ như ở đây là cảm biến nhiệt độ thì nó sẽ liên quan đến nhiệt độ là bao nhiêu. Thứ hai nữa là điện áp là bao nhiêu. Thì cái mình quan tâm nhất đó là con số nhiệt độ. Còn cái điện áp để cho e xem nó hiểu. Đúng không? Để cho e xem nó hiểu. Đúng không? Rồi mọi người sẽ hình dung ra được cái tình huống này. Ví dụ như thế. Ví dụ như này, mọi người dung ra được là khi trên máy chẩn đoán nó báo là gì ạ? 150 độ, tức là nhiệt độ rất cao. Và thứ hai nữa là điện áp lúc này về 0V. Thì mình biết ngay là gì ạ? Nó đang bị chập ra mát. Đúng không ạ? Nó đang bị chập ra mát. Thì nó dây, sợi dây nào chập. Đúng không ạ? Một chút nữa sẽ giải thích, chúng ta sẽ cùng thực hành ở trên xe luôn nhá. Thực hành ở trên xe luôn để cho mọi người. Đúng không ạ? Cực kỳ đơn giản về cái dây, về vấn đề này. Rồi, chập dây. Vì sao lại chập dây? Cái này sẽ giải thích cho mọi người, nó liên quan đến cái mạch, nó gọi là mạch phân áp. Cái này ở trên online khó tương tác với mọi người quá. Không thì sẽ chia sẻ cho mọi người cách tại sao mình nhìn thấy được là nó 0V, tại sao nó lại 5V. Được. Tại sao lại như vậy? Rồi, bây giờ sẽ hình dung ra được chưa? Khi chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán báo đèn gì ạ? Đèn báo lỗi sáng lên và chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán là báo là gì ạ? 150 độ C và lúc này điện áp là 0V, biết ngay nó đang bị chập. Thì chập ở đâu thì chút nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhá. Chập ở đâu chúng ta sẽ tìm hiểu được nhá. Không cần chúng ta sử dụng một cái phương pháp cực kỳ đơn giản ở trực tiếp trên xe. Đây em sẽ giải qua lý thuyết một chút, sau đó chúng ta sẽ thực hành ở trên xe, ứng dụng ở trên xe được luôn nhá, được không ạ? Tài liệu em rất vẽ rất là chi tiết rồi. Cái phần giáo trình, đây là phần giáo trình của sửa đổi rất là nhiều. Rồi theo hình dung không ạ? Rồi bây giờ chúng ta thấy được là hai cái thông số rất là rõ ràng khác nhau. Đứt dây thì nó báo -40 độ, âm tức là nhiệt độ rất thấp. Còn chập dây ra mát thì nó báo nhiệt độ rất là cao. Và cái dây này mọi người có thể quẹt ra mát được nhá. Rồi đổ hết nguồn ra mát, đúng rồi anh em. Một số anh em được học qua cái mạch phân áp như thế nào rồi thì nó rất dễ. Vâng. Rồi đúng không ạ? Rồi mọi người câu hỏi gì phần này không ạ? Rồi mọi người thấy được là cái dây này bị chập ra mát, e xem có chết đâu. Đúng không ạ? Chúng ta dí ra mát đấy, chập ra mát. Chút nữa sẽ chúng ta cùng lên xe luôn nhá. Lên xe cùng làm luôn. Rồi đây là hai cái lỗi mọi người thường xuyên gặp, ở lỗi liên quan đến cảm biến nhiệt độ nhá. Liên quan đến cảm biến nhiệt độ thì hai cái lỗi này thường xuyên gặp là lỗi liên quan đến đứt dây, và đứt dây tỷ lệ chiếm đến khoảng 80%. Còn cái phần này phần liên quan đến gì ạ? Chập dây thì nó chỉ lệ nó khoảng 10% thôi, thấp lắm, rất thấp, chủ yếu 80% liên quan đến đứt dây thôi. Đúng không ạ? Chúng ta kiểm tra cực kỳ nhanh. Đứt dây nào thì chúng ta sẽ phải tìm thôi, không biết được dây nào đâu. Như tí nữa sẽ giải thích cho mọi người cách chúng ta tìm ở trên xe nó nhanh nhất có thể. Rồi tiếp theo những cái lỗi mà báo đèn này thì nó cực kỳ đơn giản rồi. Và cái tiếp theo cái lỗi liên quan đến không báo đèn, tức là cái việc cái cảm biến nhiệt độ này chúng ta sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian phun và góc bánh lửa. Nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Ví dụ mọi người sẽ thấy được là cái việc là cảm biến ECT của chúng ta vẫn bị lỗi, nhưng lúc này nó sẽ không báo đèn. Đúng không ạ? Mọi người dung ạ? Cái việc là đang báo đèn đây là gì? Mọi người dung ra được báo đèn. Ở đây thì cái tiếp theo là cái phần chúng ta là lỗi, gọi là lỗi trong giải. Vừa rồi mọi người hình dung ra được cái lỗi mà báo đèn ấy thì gọi là lỗi ngoài giải, thì sẽ báo đèn cho chúng ta hai con số là gì ạ? 5V và 0V. Thì mỗi một cảm biến, cái này hơi khó giải thích cho mọi người. Cái mỗi một cảm biến nó sẽ có điện áp định mức hoạt động của nó. Ví dụ như là từ của cảm biến ECT này, nó sẽ hoạt động từ 0,43V cho đến 4,54V. Đó là điện áp định mức nó hoạt động, là nó gọi là trong giải. Thì cái con số này nằm ở bất kỳ ở con số từ 0,43V đến 4,54V này thì nó sẽ không báo lỗi. Còn cái việc mà mọi người đứt dây ấy, mọi người thấy đứt dây không ạ? Đứt dây thì mọi người thấy được là con số nó báo về ESM này, cái ngưỡng này mọi người nhìn thấy cái con số mà góc bên này em ghi không ạ? Báo lỗi này. Từ nó là 4,4900mV đúng không ạ? Thì tương ứng là lớn hơn con số là 4,54V này thì lúc đấy nó sẽ là gì ạ? Báo lỗi ngay vì nó là lỗi ngoài giải. Còn tiếp theo cái lỗi mà mọi người thấy bị chập dây ra mát thì nó sẽ là báo lỗi ngay là từ gì ạ? Con số lúc này mọi người thấy được là báo về máy chẩn đoán là 0V, 0mV. Thì ở trên máy con số định mức của cảm biến này nó hoạt động dao động từ bao nhiêu ạ? 0,43V. Thì con số của mình là 0,0V thì tức là gì ạ? Dưới con số này về đến 0V thì lúc này nó sẽ báo lỗi. Được chưa?
Còn bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái định mức không báo lỗi. Rồi mời Dung ạ. Bây giờ đến được cái vấn đề là liên quan đến cái xe của chúng ta không báo lỗi mà chúng ta phải sửa. Không báo lỗi thì sao ạ? Xe chúng ta sẽ có những cái hiện tượng, ví dụ như là xe sáng ngày ra khó khởi động, hoặc là xe của chúng ta bị gì ạ? Hao xăng ăn xăng ấy, mọi người hay gọi là hao xăng ăn xăng này, tốn xăng, buji đen hay chết máy, thì đấy là những cái lỗi mà chúng ta cần phải sửa. Cái lỗi này gọi là lỗi trong giải nhá. Lỗi trong giải, lỗi này sẽ không báo đèn mọi người nhá. Lỗi này sẽ không báo đèn, được chưa? Lỗi này sẽ không báo đèn và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái xe của mình. Ví dụ xe bị tốn xăng, đi xe bị tốn xăng ấy, buji đen, chết buji. Thứ hai nữa là gì ạ? Có một số xe là bị gì ạ? Sai giá trị là gì ạ? Nó sẽ bị báo nhiệt độ thì cao hơn so với thực tế, thì lúc đấy xe của mình sẽ bị khó khởi động, yếu máy, lì máy. Thì đó là như vậy, vấn đề là gì? Nó bị thiếu xăng, đúng không ạ? Thì bây giờ mọi người hình dung ra như nào? Cảm biến nhiệt độ ECT, ELT nó phải báo cái nhiệt độ thực tế của xe, tức là xe phản ánh cái nhiệt độ thực tế của xe đang là bao nhiêu độ. Nhiệt độ của thực tế của xe là bao nhiêu độ thì báo về trên máy chẩn đoán của chúng ta phải bấy nhiêu độ thì lúc đấy nó mới là chính xác, đúng không ạ? Lúc đấy mới là chính xác. Còn cái việc mà chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán, ví dụ như thực tế, nhiệt độ thực tế mà mọi người đang nhìn ở bên hình bên trái của em này. Hình bên trái của em này. Mọi người nhìn bên trái, mọi người nhìn được số không ạ? Và anh em có nhìn được số không ạ? Rồi, khi chúng ta nhìn thấy hình trên số này, mọi người nhìn trên số này. Cái lỗi trong giải nhá. Hình trên số của chúng ta là cái trên máy chẩn đoán của chúng ta này, nó báo là gì ạ? 75 độ, nhưng ở trên thực tế của xe, nhiệt độ thực tế của xe thì lại là 38 độ C. Thì theo mọi người cái xe này nó sẽ bị gây ra hiện tượng gì? Đúng không ạ? Mọi người đúng không ạ? Bây giờ nha, câu hỏi này, mọi người nhìn hình bên tay trái của em này, bên trái màn hình mọi người đang nhìn ấy. Thì mọi người hình dung cho em này, nhiệt độ thực tế của xe đang là 38 độ C, còn nhiệt độ ở trên máy chẩn đoán lại là 75 độ C. Thì theo mọi người nó sẽ gây ra hiện tượng gì? Đúng không ạ? Gây ra hiện tượng gì? Comment nhá. Rồi xong đoạn này chúng ta lên xe cho mọi người dễ hình dung nhá. Xong đoạn này thì chúng ta lên xe. Cách kiểm tra trên xe cực kỳ đơn giản. Đúng không ạ? Rồi chúng ta comment nhá. Rồi cái xe lỗi này nhá. Nhiệt độ thực tế của xe này là 38 độ nhưng trên máy chẩn đoán lại gì ạ? Là 75 độ, báo tức là báo về gì ạ? E xem là gì ạ? 75 độ. Rồi. Cái xe này nó sẽ gây ra hiện tượng là gì ạ? Khó khởi động, đúng không ạ? Hoặc là hụt giật, phải không ạ? Hụt, lì máy. Vâng. Rồi rất nhiều anh em đã hình dung ra được rồi, đúng không ạ? Cái vấn đề ở đây chúng ta, cái việc mà chúng ta sửa ở đây là chính là cái sửa lỗi điện không báo đèn. Còn báo đèn thì cực kỳ đơn giản. Thì đây là chính cách mà chúng ta phải đọc được chỉ số. Thì có mọi người anh em bảo nó hoạt động từ bao nhiêu độ, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta phải quan tâm là nó bao nhiêu độ, nó báo về trên máy chẩn đoán nó phải bấy nhiêu độ là chính xác, đúng không ạ? Bao nhiêu độ báo về chẩn đoán là bấy nhiêu độ là chính xác. Ok không ạ? Rồi cái hình tiếp theo là hình bên trái này, bên tay phải mọi người đang thấy là đúng không ạ? Bên tay phải này. Rồi khó khởi động. Rồi đúng không ạ? Hình bên phải ví dụ như là nhiệt độ chúng ta đang là 80 độ mà trên máy chẩn đoán nó báo là 63 độ thì nó cũng tương đương nhau, đúng không ạ? Có thể là sẽ bị gây ra hiện tượng là đậm xăng hơn một chút, đúng không ạ? Rồi. Rồi một số anh em đã hiểu cái vấn đề mà em cần chia sẻ cho mọi người rồi đúng không ạ? Nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái vấn đề là xe chúng ta sẽ bị khó khởi động hoặc là gì ạ? Hụt giật, yếu máy, đúng không ạ? Khó nổ, thiếu xăng, đúng không ạ? Hụt ga. Đấy là những cái vấn đề mà liên quan đến ảnh hưởng. Lúc này đèn mà không báo đèn nhá, lúc này không báo đèn nhá, mọi người hình dung nhá, không báo đèn. Thì nên là mọi người hình dung ra được cái cảm biến này nó có đúng với thực tế của xe hay không. Nếu đúng thực tế của xe thì nó không phải đo nữa, đúng không ạ? Không đo nó nữa. Chúng ta sẽ phải nhìn thực tế của xe. Vâng, được chưa ạ? Rồi ok. Ví dụ như bây giờ mọi người sẽ thấy được là tiếp theo là cái hình bên tay phải. Cái hình bên tay phải lúc nãy là hình bên tay trái là có sai số đúng không ạ? Còn hình bên tay phải là nhiệt độ thực tế của xe đang là 80 độ nhưng mà trên máy chẩn đoán vẫn báo chỉ có 60 độ, 63 độ thôi. Thì cái xe này của chúng ta sẽ đi bốc hơn bình thường nhưng nó sẽ bị gây ra hiện tượng bị hao xăng vì nó sai nhiệt độ thực tế nên nó đang luôn luôn ở trạng thái lạnh. Thì e xem luôn luôn tối ưu phun đậm xăng hơn bình thường. Đó là cái cách mà mọi người thấy được là nó bị làm sao? Sai giá trị và bị hao xăng là như vậy. Đúng không ạ? Hao xăng. Rồi ok chưa? Đấy là những cái phần chỉ số mọi người sẽ thấy được ở trên máy chẩn đoán. Trên máy chẩn đoán. Rồi mọi người hiểu chưa? Cách chúng ta sẽ nhìn
cái cảm biến nhiệt độ này gì, báo về máy chẩn đoán phải đúng với chỉ số nhiệt độ với trên máy chẩn đoán phải trùng với nhau, tức là phải tương ứng với nhau, phải đúng với nhau thì mới được, đúng không ạ, thì mới được. Đó, 80 độ và trên máy chẩn đoán phải báo tương ứng 80 độ. Còn nếu báo sai thì lớn hơn nhiệt độ thực tế thì nó sẽ bị thiếu xăng, còn đậm nhỏ hơn thực tế thì nó sẽ bị đậm xăng, phải không ạ? Rồi bây giờ mọi người sẽ hình dung ra, bây giờ chúng ta cùng lên trên xe nhá, chúng ta cùng thực hành trên xe luôn. Hôm nay chạy lý thuyết hơi nhiều đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng thực hành. Bắt đầu đơn giản hóa đi nhá. Lúc đấy là bắt đầu là lý thuyết nó ảnh hưởng, lúc đấy nó ảnh hưởng nhá. Bây giờ chúng ta đến cái phần là kiểm tra sống chết. À, bây giờ chúng ta bắt đầu đến kiểm tra. Rồi bắt đầu chúng ta đang bắt đầu đến chuyển sang cái phần kiểm tra liên quan đến phần kiểm tra nhá. Tức là chúng ta có kiểm tra này. Chúng ta bắt đầu đến kiểm tra phần cảm biến, đường dây và e xem để xác định được là lỗi do e xem, lỗi do cảm biến, lỗi do đường dây. À, đúng không ạ? Lỗi do có mọi người có hình dung có bao giờ gặp trường hợp là chết e xem chưa? E xem chết chưa? Luôn luôn báo lỗi cảm biến ECT chẳng hạn hay IET chẳng hạn. Luôn luôn báo lỗi. Mọi người có thấy gặp trường hợp chết chưa? Đúng không ạ? Chết ECM chưa? Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra nó cực kỳ đơn giản nhé. Cực kỳ đơn giản mà không cần phải đo nhé. Đo để mục đích là để làm gì? Để xác định được là ECM còn sống hay chết thôi. Còn thường không cần đo. Đúng không ạ? Ok không ạ? Ok không ạ? Rồi. Rồi, chúng ta học muộn một chút nhé. Anh em chịu khó chúng ta học muộn độ khoảng thêm độ khoảng 20 phút nữa nhé. Được không ạ? Học muộn thêm 20 phút nữa được không? Rồi, anh em học muộn thêm 20 phút nữa không? Rồi, bây giờ chúng ta để xác định được là lỗi do cảm biến, lỗi do gì ạ? Đường dây, lỗi do cho ECM thì chúng ta kiểm tra như nào? Rồi, máy chẩn đoán thì anh em nào hỏi sau nhé, mai em sẽ giải thích. À, lúc đấy anh hỏi là có bền hay không đúng không ạ? Tốt và bền, em bảo hành trọn đời máy luôn, không phải lo, đúng không ạ? Đó, bây giờ chúng ta cùng chuyển sang xe nhá. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang xe. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang xe này. Để em phải xem lại cái phần thông tin đã. À, phần này để chuyển máy điện thoại sang xe. Bây giờ chúng ta cùng sang xe nhá. Bây giờ chúng ta cùng sang xe này. Đúng không ạ? Bây giờ em phải thoát cái điện thoại em đang cầm. Rồi, sang xe nhá. Bây giờ em phải thoát cái điện thoại của em đang cầm thì không đọc được cái comment của mọi người. Anh em nào cầm sơ đồ ra nhá. Vâng, chết ECM là chuyện bình thường, không có vấn đề gì cả. Bây giờ anh em cùng ok anh em cứ comment nhá, em sẽ giải thích cho anh em về cái phần này nhá. Rồi em sẽ cho cái camera của em lên trên này. Chúng ta sẽ chuyển sang cái xe. Chuyển sang xe nhá. Rồi bây giờ chúng ta cùng quan sát ở trên xe nhé, cái cảm biến thông số trên máy chẩn đoán này. Bây giờ chúng ta cùng quan sát cái thông số trên máy chẩn đoán là xem là nhiệt độ đang bao nhiêu nhé. Hiện tại đây không nhìn được cái comment của mọi người. Rồi chúng ta vào dữ liệu động cơ để chúng ta kiểm tra xem cái nhiệt độ động cơ của chúng ta đang bao nhiêu.
Vậy nhìn đúng không ạ? Điện áp cảm biến nhiệt độ ấy. Ở đây, nhiệt độ môi trường của chúng ta đang là 32 độ. Và sau một lưu ý nhá, khi ở bình thường khi chúng ta mở kết nối với xe đang là 32 độ, tức là cái xe này đang nó sẽ bằng tương ứng bằng nhiệt độ môi trường. Và sau đó chúng ta nổ máy nóng lên, nổ lúc lên thì nhiệt độ này sẽ phải tăng theo. Thì tức là cảm biến ECD chúng ta đang hoạt động bình thường, đúng không? Đang hoạt động bình thường. Thì bây giờ làm sao? Mọi người khi chúng ta nổ máy nóng lên này, khi chúng ta nổ máy nóng lên thì nhiệt độ này nó sẽ phải tăng theo và tăng đến cái ngưỡng nào thôi, đúng không? Tăng đến ngưỡng nào thôi. Ví dụ như đời xe không có nước làm mát, nhưng khi sườn đang mọi người đang quan sát đây thì nó sẽ lên đến hơn 100 độ là sẽ bình thường. Còn đối với những dòng xe có nước làm mát thì nó sẽ dưới 100 độ nha, dưới 100 độ. Còn nếu mà nó trên 100 độ là tức là đường nước làm mát đang có vấn đề, đúng không ạ? Đối với mọi người sẽ thấy được là cảm biến nhiệt độ thực tế của xe đang là 32 độ, còn khi chúng ta nổ máy nóng lên thì nhiệt độ nó sẽ tăng theo, tăng dần lên bằng với nhiệt độ thực tế của xe. Thì bây giờ chúng ta cùng kiểm tra xe nó như này, đúng không? Chúng ta cùng kiểm tra nhá. Bây giờ ví dụ như chúng ta sẽ tình huống là chúng ta sẽ hay gặp tình huống đó là bị dạng báo lỗi số 7, đúng không? Chúng ta kiểm tra. Bây giờ em cũng nổ máy trong cái phòng của em là phòng kín, bây giờ nổ máy nó sẽ rất là khó thở, đúng không? Khi đây nó đang 32 độ này, nó bằng nhiệt độ môi trường, và sau khi đó mình nổ máy một lúc lên thì nhiệt độ này nó sẽ phải tăng theo. Nếu nó không tăng theo thì tức là cảm biến nhiệt độ của chúng ta đang có vấn đề, và cái lỗi này chính là cái lỗi vừa đấy, mọi người thấy được là nó sai so với thực tế thì làm sao? Thì lúc đấy cảm chúng ta cảm được, đúng không? Đối với chúng ta cùng kiểm tra như nào? Chúng ta cùng kiểm tra nhanh nhá, chúng ta cùng kiểm tra nhanh này, không cần phải nhớ nhá, kiểm tra nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ rút cái rắc cảm biến nhiệt độ ra này, nó cảm biến nhiệt độ phải ra ở bên đầu này, thì em sẽ rút cái rắc này ra. Rút cái rắc ra. Thấy được là khi em cắt rút cái rác ra như này, rút cái rác này, chúng ta chuẩn bị một sợi dây không? Chúng ta cần một sợi dây. Mọi người có nghe được âm thanh không ạ? Cái máy tính em đang để xa hơn bình thường. Đó, mọi người nhìn không ạ? Đó, bây giờ chúng ta cùng kiểm tra nhé. Khi chúng ta rút rác ra như này, đây là cái rác của cảm biến ở trên xe này. Ở đây có các cái rác để pan rồi. Thì mọi người hình dung ra được ở trên xe này, khi chúng ta rút rác ra. Đó, mọi người hình dung được, nhiệt độ của mày làm sao? Đang là bao nhiêu? Âm 30 độ C và điện áp phải từ 4900, tức là sức chỉ 5 volt. Là lúc đấy mình sẽ thấy được là xe chúng ta đang bị đứt cảm biến, đúng không? Đứt đường dây. Thì đứt đường dây này thì mọi người làm như nào? Chúng ta kiểm tra nhanh, đúng không? Kiểm tra nhanh, chúng ta kiểm tra như nào? Rồi chúng ta được ở đây chúng ta sẽ có 2 dây. Được chưa? 2 dây. Thì mọi người lưu ý là nếu chúng ta đo này, khi chúng ta bình thường chúng ta đo này, chúng ta đo cái chân màu hồng này, hồng chọc trắng này luôn luôn khi chúng ta có điện ở trạng thái rút như này thì nó sẽ phải sấp xỉ 5 volt, đúng với giá trị điện áp của đường dây. Đo đồng hồ như này, đồng hồ sẽ có 5 volt. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra nhanh như nào? Vâng, bây giờ chúng ta kiểm tra nhanh, chúng ta sẽ cắm cái dây này, một sợi dây, mọi người có thể sử dụng sợi dây của nhà mình được, cắm sợi dây này, đúng không? Chúng ta kiểm tra nhanh đường dây và ECM chúng ta cũng phải đo nhé. Rồi đi này, lúc ấy chúng ta định muốn đi chập, đúng không? Bây giờ dí ra mát này, sợi dây dí ra mát. Mọi người thấy nhiệt độ lên bao nhiêu ạ? Mọi người thấy nhiệt độ lên chưa? Đâu có thấy được nhiệt độ không? Rồi, nhiệt độ lúc này đang là 200 độ C, đúng không? 200 độ C. Thì như vậy là mình kết luận được là gì? Đường dây của mình tốt và đường dây tốt, ECM tốt, đúng không? Đấy là cách chúng ta kiểm tra về đường dây. Và chủ yếu chúng ta thấy được như vậy. Giống như tình huống mà khi chúng ta thấy được nhiệt độ nó sai với thực tế của xe ấy, chúng ta thấy được là đường dây và cái cảm biến chúng ta đang sai rồi. Sai thì chúng ta chỉ cần rút rắc ra. Nếu chúng ta rút rắc ra là cái động tác rút rắc ra mà báo âm như này thì tức là ECM chúng ta tốt, hoạt động tốt, được ECM hoạt động tốt và đường dây hoạt động tốt. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra chắc đường dây tín hiệu phải tốt, đường dây tín hiệu. Và mọi người đo cái chân này nó sẽ có 5 volt nhá. Đo cái dây này, dây màu hồng chọc trắng này sẽ có 5 volt, được không? Đo dây màu hồng chọc trắng này sẽ có 5 volt, được không? Rồi đứt dây nó sẽ có âm, còn nó chập dây ra mát thì mình đang vừa làm cái động tác nó gì ạ? Chúng ta kiểm tra một cách nhanh, chúng ta kiểm tra như vậy để chúng ta xác định được. Còn một số anh em là chúng ta thấy được nó có âm như này rồi và chúng ta đo ở cái chân màu hồng này và tại chân của ECM cũng không có 5 volt.
đúng không? Có ý dung ạ. Có ý dung ạ. Nếu ở chân cái nơi màu hồng màu trắng này, chúng ta bị là sao? Đo đứt dây là nó âm 30 độ, nhưng mà chúng ta đo ở trên màu hồng này không có 5 vôn ấy, thì lúc này e xem ta đã chết rồi. Vâng, e xem chết cái mạch rồi, không cấp nguồn cho gì cho cảm biến chúng ta, đúng không? Đấy, vừa rồi mọi người hình dung ra được cái việc cách kiểm tra cảm biến ECD không ạ? Rồi, âm thanh hơi nhỏ phải không ạ? Âm thanh hơi nhỏ phải không ạ? Em đang hướng mình cái mic nó đi xa khỏi chỗ của em đang làm được. Rồi, ví dụ như mọi người hình dung ra được này, khi mà chúng ta đo cái vấn đề là đứt dây này trên máy chẩn đoán là có âm như này đúng không? Có âm 30 độ và điện áp lên đến 4900 mV, và chúng ta đo tại cái rắc rắc cắm này, đúng không? Cái rắc cắm ở đây là dây màu gì ạ? Màu hồng chọc trắng này. Chúng ta thì đo không có điện áp 5V, tức là cái ECM chúng ta đang vấn đề. Và chúng ta kiểm tra cái rác này nhé, và đi tải về đến chân của ECM. Chúng ta đo nếu không có 5V thì tức là ECM chúng ta đã chết mạch trong. Và lúc đấy chúng ta chỉ triển khai ECM mà thôi. Ở đây là mọi người sẽ thấy được là cách kiểm tra cảm biến nhiệt độ là gì? Nó phải bằng đúng nhiệt độ thực tế của xe. Nếu nó sai với thực tế, thay luôn không được nghĩ nữa. Đúng không? Trước khi thay chúng ta làm cái cách là chúng ta rút rác ra. Khi rút rác ra khỏi cảm biến thì lúc này trên máy chẩn đoán nó sẽ báo là 30 độ. Âm và độ tức là âm nhiệt độ rất thấp, đúng không? Tương đương với điện áp rất cao, đó là cách chúng ta kiểm tra nhanh, được không? Rồi tiếp theo là động tác đó là để chúng ta xác định được là đường dây chúng ta tốt và ECM chúng ta tốt, thì chúng ta chỉ việc lấy sợi dây ở đây, chúng ta kết nối và cắm tâm áp. Ví dụ như là quẹt tâm áp mà mọi người nối tắt hai đầu với nhau cũng được. Đấy là nối tắt hai đầu với nhau, đây, nối tắt hai đầu với nhau. Thì mọi người thấy được là gì ạ? Nhiệt độ tăng lên 200 độ và lúc này điện áp cảm biến nhiệt độ có về 0V. Có hình dung chưa? Có hình dung không ạ? Rồi cái âm thanh hơi nhỏ là do em đứng xa mic. Cái điện thoại, cái máy tính của em đang ở xa. Rồi có hình dung không ạ? Rồi có cảm biến nhiệt độ, IAT của mình nó cũng vậy thôi. Ở đấy sẽ giải thích sau. Rồi hình dung, có hình dung chưa? Rồi đấy là cách chúng ta kiểm tra thôi. Chúng ta đo, ví dụ chúng ta đo đồng hồ này, đo đồng hồ bên chân này chúng ta sẽ phải có 5V, đó là tiêu chuẩn. Cái điện áp này điện áp gì ạ? Chúng ta chuyển thang co đồng hồ là đồng hồ thì ạ, thang co là 20V DC này. Chúng ta đo cái chân màu hồng, hồng chọc trắng của chúng ta tâm áp nó sẽ phải có 5V, đúng không? Đo tâm áp mọi người sẽ thấy được nó sắp chỉ là 5V thôi. Đây, nếu chúng ta đo ở đây mà dây chúng ta cũng đứt mà không có điện áp 5V như này thì tức là ECM chúng ta chết rồi, nó không cấp đường điện ra ngoài, đúng không? Đó là cách rồi chia sẻ mọi người cách chúng ta kiểm tra, được không ạ? Ok không ạ? Ui, được không ạ mọi người? Ok không ạ? Được không ạ? Rồi vừa rồi là em đứng ở ngoài cái video kia, nó hơi giả, nó hơi khó, âm thanh nó hơi khó. Vâng, đấy là cách chúng ta kiểm tra, được không ạ? Cách kiểm tra. Và bây giờ mọi người hình dung ra được có một cái lỗi như sau nhỉ, không cần đo anh em nhá. Nếu cái nhiệt độ cả bảo cảm biến ECD nó báo về thực báo nhiệt độ thực tế của xe ấy, mà không đúng với thực tế của cái trên máy chẩn đoán của chúng ta ấy, và nhiệt độ thực tế của xe nó không trùng với nhau, tức là nó không chính xác với xe, thì tức là nó gì ạ? Cảm biến chúng ta bị sai số rồi, tức là sai giá trị. Thì sai giá trị thì chúng ta chỉ việc có bỏ đi thôi, chứ không có cái việc mà chúng ta sửa chữa hay là cái việc là phải đi đo. Cái đo điện trở của mọi người ấy nó không giải quyết được vấn đề đâu, đúng không? Chúng ta kiểm tra nhanh thôi. Vâng, không cần đo nha mọi người nha. Cái đo cái việc mà mọi người vừa hướng dẫn mọi người cách chúng ta đo cái đồng hồ ấy, hướng dẫn mọi người cách chúng ta đo cái đồng hồ bản chất là gì, mọi người dung ra được bản chất là đo đồng hồ bản chất là cái gì, mọi người hình dung ra được đâu rồi, đo đồng hồ ấy, bản chất là gì, là mọi người hình dung ra được cái vấn đề là chúng ta xác định được ECM có sống hay chết thôi, chứ còn bình thường chúng ta không cần đo. Rồi bây giờ một số anh em hình dung này. Một số anh em hỏi là tại sao, làm thế nào để biết ECM chết, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy được này.
Một số anh em hỏi là tại nhìn thế nào để biết ECM chết đúng không? Thì một hình dung ra được là nó luôn luôn báo lỗi là âm. Một hình dung ra là luôn luôn báo lỗi là âm. Báo lỗi là âm đúng không? Mọi người hình dung ra được báo lỗi là âm. Rồi, của em đang bị out ra ngoài rồi, không biết được đang đến đâu rồi. Mọi người comment nhá. Bây giờ nhá, một số anh em hỏi là làm thế nào để biết được ECM nó chết đúng không? Thì chắc chắn một điều là mọi người sẽ thấy được là nó luôn luôn báo lỗi về cảm biến ECT. Ví dụ như ở trên Honda nó sẽ báo mã lỗi số 7 đúng không? Báo mã lỗi số 7 thì mọi người sẽ thấy được là chắc chắn là liên quan đến đứt dây. Thì đứt dây bây giờ mọi người phải đo cái dây vừa rồi em đo ấy, chính là đo lại rắc của ECM này, cái rắc của cái cảm biến ECT. Rồi chúng ta đo cái dây tín hiệu đó mà không có nguồn 5V. Cái việc đo ở đây là gì? Là đo để xác định ECM chết thôi, chứ bình thường chúng ta không cần đo đâu. Đúng không? Không cần đo đâu. Vì chúng ta quẹt, ví dụ chúng ta lấy cái dây màu tín hiệu này chúng ta quẹt ra mát mà nó trên máy chẩn đoán nó không báo ấy, tức là đường dây đấy đang bị đứt. Đúng không? Đường dây đang bị đứt. Còn nếu chúng ta nối chập hai sợi dây đấy với nhau mà ECM nó không làm sao? Nó không về là nhiệt độ. Nó không tăng nhiệt độ lên ấy, thì tức là đường dây mát bị đứt. Cách kiểm tra nhanh thôi. Rồi anh em hỏi câu hỏi cụ thể đi. Rồi ECM mà chúng ta không cấp cái nguồn VCC, không cấp nguồn 5V ra ấy. 5V này 5V tín hiệu nhá anh em nhá, không phải 5V VCC đâu nhá. 5V này 5V tín hiệu. 5V tín hiệu nhá, không phải là 5V VCC. 5V VCC thì sẽ chập ra mát thì sẽ mới gây hiện tượng là ECM ngất ngay. Không hoạt động. Còn đây là ECM nó sẽ hoạt động, là đây là dây tín hiệu để nó xác định được cái nhiệt độ đang là bao nhiêu. Đúng không ạ? Rồi, đấy là cách mà chúng ta đo ở trên xe. Tầm này cuối giờ rồi chắc nhiều anh em buồn ngủ rồi sao ấy. Vâng, rồi câu hỏi gì không ạ? Ví dụ như là cảm biến nhiệt độ này, nó sai với thực tế, nhiều anh em hỏi là nó bị sai thực tế. Thì mọi người hình dung ra được là làm sao nó biết được nhiệt độ thực tế của xe là bao nhiêu. Thì mọi người phải cảm nhận được cái xe đấy đang bao nhiêu độ. Cái đấy mới mọi người do mọi kinh nghiệm, mọi người phải cảm nhận được cái xe đấy bao nhiêu độ, khoảng bao nhiêu độ, hoặc là mình phải có nhiệt độ, cái nhiệt kế để mình đo. Nhưng cái việc mà đo nhiệt kế nó không cần thiết nhiều. Mọi người cảm nhận được cái xe đấy nó bao nhiêu độ là mình biết rồi, đúng không ạ? Cảm nhận được cái nhiệt độ của xe bao nhiêu độ là biết, không cần thiết là phải đo nhiệt kế đâu. Ví dụ cảm nhận là cái nhiệt độ của xe đấy đang là khoảng 80 độ thì nhìn trên máy chẩn đoán nó có báo 50 độ thì tức là nó sai rồi. Hoặc ví dụ cảm nhận cái xe đấy chưa nổ máy mà đã báo 60 độ 70 độ thì tức là nó cũng sai rồi. Vâng, cái điện áp này nó là mạch phân áp, thì thực tế là ở trên online cũng chưa biết chia sẻ cho mọi người kiểu gì để cho dễ hiểu. Cái mạch này mạch phân áp nhỉ, mạch chia áp hay mạch phân áp. Một số anh em đã học về kiến thức điện tử ấy, sẽ thấy được cái mạch phân áp, mạch chia áp nó ứng dụng rất nhiều trong cái mạch linh kiện điện tử, trong các cái main ấy, đều có hết, gọi là mạch phân áp. Vâng, thì khi chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta thấy được là nó sai với thực tế, là nó sai rồi, thì cái sai này chính là sai lỗi trong giải, nó không báo đèn, đúng không ạ? Là chúng ta biết được là cái lỗi này liên quan cảm biến, chủ yếu cảm biến hỏng thôi. Và khi chúng ta rút cái rắc, trước khi chúng ta thay ấy, chúng ta rút cái rắc ra khỏi cảm biến, thì chúng ta sẽ thấy được là nó báo là nhiệt độ là gì ạ, âm bao nhiêu độ C, đúng không? Âm 40 độ C, thì tức là chúng ta thấy được ECM chúng ta hoạt động tốt và đường dây chúng ta tốt. Thì chúng ta chỉ cần làm thêm một động tác nữa là lấy cái sợi dây, chúng ta quẹt cái dây tín hiệu đó ra mát, hoặc là lối tắt hai đầu này với nhau. Nếu nó làm sao nó lên đến nhiệt độ là lên 150 độ, chẳng hạn hơn 100 độ, thì tức là đường dây chúng ta tốt, ECM chúng ta tốt, thì chỉ còn lại là cảm biến ECT của chúng ta mà thôi. Thì lúc đấy thì chúng ta tự tin mà thay thôi, chẳng cần vấn đề gì cả. Rồi, cái đấy thì mọi người sẽ thấy được là cái nhiệt độ, cái cảm biến nhiệt độ rất đơn giản, đúng không ạ? Rất đơn giản trên xe. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến cái phần đó là cái cảm biến nhiệt độ loại 3 giây, đúng không ạ? Một số anh em lúc nãy là nói giải thích là cái cảm biến nhiệt độ 3 giây, đúng không ạ? 3 giây thì 3 giây kia nó khác gì với cái loại 2 giây? Mời dùng nhá. 3 giây cảm biến nhiệt độ 3 giây là gì? Là một cái bên trong này, mời dùng này, trên sơ đồ lít nó sẽ có vẽ rất là rõ. Ví dụ như này. Ví dụ như này, mọi người sẽ hình dung ra được cảm biến ECT của chúng ta ấy, chúng ta vừa làm ấy, thì nó chỉ một nửa của con này thôi. Một nửa của tín hiệu này thôi. Một nửa tín hiệu này tức là gì ạ? Nó có tín hiệu cảm biến, có biến trở này,
nó chạy về mát. Nhưng mọi người thấy là gì ạ? Được chưa? Mọi người thấy được là một cái dây tín hiệu này, một cái dây cảm biến nhiệt độ 3 giây là một cái dây tín hiệu này, là một con biến trở độc lập. Nó xem cái dây này mọi người sẽ đo với mát tức là cái vỏ của cái cảm biến này. Mọi người dùng nhá. Cái cảm biến này chúng ta đo này, nếu bình thường ở cảm biến loại cảm biến 2 giây như này nhá. Loại cảm biến 2 giây như này mà mọi người hay đo hai cái đầu điện trở này là nó sẽ không bao giờ được thông với cái vỏ này. Được, không bao giờ thông với vỏ này. Nhưng đối với loại cảm biến 3 giây, một cái dây nào mà mọi người đo một cái chân trong ba cái chân này nó có điện trở so với cái vỏ của cái cảm biến nhiệt độ IAT này thì lúc đấy nó sẽ gì ạ? À ECD này thì lúc đấy là con đấy nó sẽ ạ? Cái dây đấy sẽ chính là dây điều khiển cái kim đồng hồ hoặc kim báo nhiệt ở trên đồng hồ của chúng ta. Mọi người đúng không ạ? Cái dây mọi người lưu ý cái loại hai cảm biến ECD 2 giây như này thì mọi người chỉ đo hai cái giá trị này nó sẽ ra điện trở, còn không bao giờ được phép thông với hoặc là có điện trở với cái bề mặt tiếp xúc này nhá. Thì lúc đấy là cái việc là cảm biến của chúng ta bị dò bị chập rồi thì chúng ta chỉ có bỏ đi thay thôi. Mọi người lưu ý là cảm biến là chúng ta hỏng là chỉ có thay không có sửa nhá. Cảm biến hỏng chỉ có thay không sửa. Cảm biến hỏng chỉ có thay không có sửa nhá. Mọi người lưu ý phần này. À cái việc của Vision anh em lưu ý Vision nhá. Vision thì nó vẫn lên đến 100 hơn 100 độ là chuyện bình thường vì nó là nhiệt độ của dầu động cơ, nó sẽ hơn 100 độ nhưng nó cao quá là có vấn đề. Một số cái xe của chúng ta lên 120 độ ấy thì nó có thể gây ra hiện tượng bị giật hụt giật. Nó sẽ bị giới hạn cái vòng tua máy của chúng ta. Đúng không ạ? Giới hạn phun xăng và ánh lửa để cho xe chúng ta không đi được. À, nhất là một số anh em lưu ý này, đối với một số cái cảm biến nhiệt độ của dòng xe, những dòng xe là lít 110 đời đầu ấy, SCR lít đời đầu mà nhiệt độ nước làm mát của chúng ta lên đến hơn 100 độ, trên 115 đến 120 độ là bắt đầu xe chúng ta sẽ bị hiện tượng hụt giật, giật không đi được. Đó là do nhiệt độ quá cao. Thì lúc đấy chúng ta phải kiểm tra ngay cái việc là nhiệt độ cái cảm biến hoặc là đường nước của chúng ta đang có vấn đề. Đường nước, đường dầu của chúng ta đang có vấn đề nhá. Lưu ý phần này. Có một số xe, đối với những dòng xe đời đầu ấy, chúng ta thấy được là cái nhiệt độ nước làm mát, cái xe có nước làm mát mà thì mọi người thấy được nhiệt độ nó lên đến trên 115 độ, 120 độ là bắt đầu xe bị giật không đi được. Đó là cái vấn đề là bảo mật an toàn. ECM nó tính toán là mức độ vượt ngưỡng an toàn nó sẽ giới hạn cái vòng tua máy để cho xe không đi nhanh được hoặc không đi xa được để cho phải sửa xe. Đó là như vậy. Nên một số anh em để ý nhá, cái đèn ở trên này nó sẽ có một cái đèn màu vàng này, đèn nhiệt và cái kim nhiệt. Đó ạ. Sao anh nhỉ? Có anh nói là SH cho quạt chạy sớm. À cái đấy anh có sử dụng bản map được. Anh dùng map anh điều chỉnh cái nhiệt độ của quạt cho tăng nhiệt độ sớm lên một chút được. Đó. SH nhập mùa này đi thì cực kỳ khổ rồi. Đó, SH Việt SH nhập mùa hè đi thì cực kỳ khổ rồi. Đó. Mọi người dùng ra cảm biến ECD chưa? Ờ cái đấy cũng được anh, bản chất là đo thôi, vì thay vì anh phải đi tìm bóng đèn led anh có đồng hồ trên tay anh đo được luôn rồi. Cái việc ở đây mọi người hình dung là được cái kiểm tra đấy ấy, mục đích đèn led là gì, mục đích để mình xác định xem là cái chân tín hiệu, ví dụ như ở đây này cái chân 24 chân tv kép này là nó có điện áp của ECM cấp ra hay không, là lúc đấy là chúng ta kiểm tra cái ECM có sống hay nó chết hoặc đường dây sống hay chết. Còn ở đây chúng ta cầm cái sợi dây chúng ta quẹt ra mát là chúng ta kiểm tra được ngay rồi, trên máy chẩn đoán chúng ta đang cầm. Hai là chúng ta có thể sử dụng đồng hồ đo và chúng ta đo mục đích đây là gì, đo để xác định ECM có chết chứ không phải để xác định là cảm biến hay đường dây, đúng không? Đo mục đích đây là kiểm tra xem ECM có chết hay không, có điện áp hay không để đo. Còn cái việc kia là chúng ta thường là sử dụng dây, sợi dây có sẵn. Còn bóng đèn led cũng được, không quan trọng, nó có rất nhiều cách làm anh ạ. Thì thay vì chúng ta phải chuẩn bị bóng đèn hoặc là chúng ta phải đi lấy bóng đèn thì lúc đấy chúng ta có đồng hồ sẵn rồi, vì sửa điện thì bắt buộc anh phải sử dụng đồng hồ rồi, đó, sử dụng đồng hồ. Đèn led là chúng ta kiểm tra xem có nguồn hay không thì bằng cũng là như cách chúng ta kiểm tra bằng đồng hồ thôi, như nhau mà, được vâng, có nhiều cách để làm thôi. Xin vỡ điện thoại. Có nhiều cách để làm thôi, cách nào mình làm đơn giản thì mình làm thôi, không vấn đề gì cả. Rồi cái bản chất mình đo ấy, mục đích hướng dẫn mọi người là gì, mục đo ở đo cái chân mà 5V ấy, mục đích là gì, để xác định đường dây, thứ hai là xác định ECM có cấp điện ra hay không để kiểm tra ECM sống chết thôi.
Còn cái việc ở đây chúng ta kiểm tra đây là kiểm tra cái cảm biến là nhiều, cái tỷ lệ SM chết nó rất là thấp. Và chúng ta nên sử dụng đồng hồ, vì khi chúng ta làm bằng điện chúng ta không nên làm bằng mẹo, chúng ta nên phải có cái chỉ số rõ ràng, đúng không ạ? Chúng ta phải nên đo bằng chỉ số rõ ràng xem nó điện áp là bao nhiêu, như vậy chúng ta mới hiểu được là SM có hoạt động ổn định hay không. Ví dụ chúng ta đo đèn led thì có thể là vẫn kiểm tra rất là nhanh, nhưng mà khi biết đâu ở bên trong nó bị sụt áp, nó không ra điện áp sao chẳng hạn, ví dụ như vậy vẫn được thôi, kiểm tra vẫn được, em nghĩ vẫn được, rất nhiều cách để làm, cách bằng bóng đèn led cũng rất là hay. Dạ, em thường sử dụng đồng hồ nhiều hơn. Phở bây giờ làm gì được bán anh. Và cái nhiệt độ của đối với những dòng xe như là của trên 100 độ trở lên, 120 độ trở lên là bắt đầu nó bị gây ra hiện tượng hụt giật. Giật giật đối với những đời xe lít đời đầu, SCR đời đầu sẽ bị, đúng không ạ? ECM chết thì vẫn kết nối với bình thường, nó chỉ chết cái mạch điều khiển, cái cảm biến ECT thôi. Rồi cái, buổi sau em sẽ giải thích sâu hơn cái phần này một chút nữa. Hôm nay nó muộn quá, nhiều anh em cũng buồn ngủ rồi, đúng không ạ? Anh em học tập này nó không vào nữa. Rồi chúng ta phải hiểu được bản chất của cái cảm biến này, nó để làm gì, nó làm nhiệm vụ gì trên xe. Chứ còn để kiểm tra nó sống chết thì nó rất đơn giản. Anh em hình dung không ạ? Kiểm tra nó sống nó chết thì rất đơn giản, đúng không ạ? Không, đừng anh em bỏ qua cái vấn đề là đo điện trở nhá. Cái đo điện trở nó không giải quyết được vấn đề gì cả, đúng không ạ? Không giải quyết được vấn đề. Chúng ta kiểm tra nhanh thôi, chúng ta làm nhanh và kiểm tra nhanh, đúng không ạ? Chúng ta làm, chúng ta phải hiểu bản chất là khi nó ảnh hưởng, nó ảnh hưởng đến ECM, ảnh hưởng đến cơ cấu chấp hành như thế nào. Đấy là cái cách chúng ta học và hiểu. Còn để mà đo nó sống chết thì gọi là chia sẻ cho mọi người cái mẹo thì rất là nhanh. Rồi, ECM không dập mát à? Cái đấy thì lỗi bên trong ECM rồi. Tức là cái chân SG của ECM đang có lỗi, đúng không ạ? Cái đấy chúng ta phải xử lý bằng ECM thôi. Chúng ta không thể lấy mát nguồn là lấy mát ngoài được. Vâng, mọi người có hỏi gì vấn đề cảm biến này không ạ? Cảm biến ECT. À, có một số tình huống nhá, anh em lưu ý này. Có một số tình huống là một số anh em đã làm hơi xong nhá. Làm hơi xong. À, cái tình huống như này. Tự nhiên mất hứng kể. Thôi, bỏ qua đi. Anh em có câu hỏi gì không ạ? Được anh, lấy cái chân này dí ra mát được mà. Bản chất là nối mát mà. Cái chân đồng hồ của đấy anh có thể dí ra mát được, bản chất là nối mát mà. Cái điện trở của anh kia là bản chất nối mát. Cái chân mà anh muốn kiểm tra cái đồng hồ anh có thể dí ra mát được. Vâng. Và Honda báo lỗi 57 và quá nhiệt, đúng không? Cái mã lỗi thì em ít khi em nhớ lắm. Và vẫn còn gần 400 anh em con xem. Và hôm nay muộn một chút nhá. Anh em có ấy ạ, 11 giờ, ui hơn 11 giờ rồi kìa. Ờ, ngày mai sẽ giải thích cho anh em tiếp tục cái câu chuyện mà liên quan đến cái vấn đề báo lỗi của cảm biến ECT. Mà cứ thấy báo lỗi là đi thay. Thay rồi mà nó vẫn cứ báo lỗi. Vì sao nó cứ báo lỗi liên tục, đúng không ạ? Ngày mai sẽ giải thích cho mọi người. Rồi, vẫn còn gần 400 anh em xem. Vâng, 11 giờ rồi. Anh em xem mấy tiếng đồng hồ rất là mỏi, đúng không ạ? Vâng, anh Đại vẫn đang thức ạ. À? Đúng rồi. Cao thủ Yên Phong, đúng không ạ? Nếu chân SG. À, mọi người hình dung nhá, chân SG là chân mát rồi, chân SG là mát của cảm biến rồi. À, thứ quên mặt mai thứ năm nhá, thứ năm mình tiếp tục. Vâng. Lấy mát cảm biến, bộ ba cảm biến nó vẫn chạy về SG mà anh. Chân SG là tất cả các cảm biến chạy về chân SG.
cái phần online này hôm nay chia sẻ cho mọi người chưa hình dung ra được cái vấn đề là cái chân chân mắt SG nó chưa được rõ ràng. Đâu lịch của mình là học 2, 3, 5, 6 mà nghỉ thứ tư mà với còn hơn 300 anh em đúng không ạ? Học là thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6. Vẫn còn 300 anh em đang xem này, hơn 300 rồi đúng không ạ? Vâng. Vâng, thứ 5 anh Đại ơi, mai đúng lịch nghỉ thôi. Vâng. Lịch học mình sẽ là thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6 nhá. Thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6. Vâng. Thứ 5 mình vẫn học thứ 5 mình vẫn là 8:30. Vâng. À, có một số anh em đang muốn đặt cái in các cái size file slide này của em này, không biết là có in không. Rất nhiều anh em nhắn tin là muốn in các cái file slide đào tạo này của em để về vừa học vừa tham khảo. Em đang lăn tăn không biết có in không, vẫn muốn chia sẻ anh em lắm nhưng mà trở thành bán tài liệu mất rồi. Rất nhiều anh em cứ nhắn tin vào muốn in slide này. Đây là những cái slide của em đang đào tạo. Vâng, chào mọi người. Vâng, đợt này đợt nghỉ dịch mà, nghỉ dịch nên là khỏe lắm anh em ạ. Em một ngày em cày 3K chạy bình thường. Một ngày em 3K em chạy bình thường luôn. Nên là mấy tiếng buổi tối em thua gì. Hôm bây giờ nhất cả buổi tối này em chưa uống nước một tí nào nhá. Chưa uống một giọt nước nào. Nếu uống nước là bắn tít luôn, mù luôn, bắn đến sáng luôn được. Vâng. Vâng. Anh em câu hỏi là cứ comment nhá. Cứ comment. Em sẽ giải đáp cho mọi người. Vâng. Vẫn có rất nhiều anh em xem. Vâng. Em ít khi in tài liệu, in tranh thì in. Rất nhiều anh em cứ nhắn tin là in, muốn in cái file này, file slide này của em. Slide của em bây giờ sửa rất nhiều. Đúng không? Hay là in bán tài liệu nhỉ? Nhanh giàu đúng không? In bán tài liệu nhanh giàu. Vâng. Thì vâng, cầu chì mai em gửi cho nhá. Mạch cầu chì mai anh em cần em gửi cho. In vẽ qua cái sơ, mấy cái sơ đồ của cầu chì, cái cầu chì cũng rất là hay, anh em có thể mở sơ đồ lắp ráp ra cũng nhìn được mà. Và em vẽ chút là được. Tụng cái tóc rồi anh Đại ơi. Lấy mất nguồn thử cảm biến được không? Được, anh lấy mắt khung được mà, quẹt ra mắt khung bình thường. Các anh lưu ý nha, tất cả các cảm biến trên xe này, các dây tín hiệu, ví dụ như là chân tín hiệu của cảm biến ECT này, cảm biến MP này, cảm biến ấy mọi người có thể quẹt ra mắt được nha. Quẹt ra mắt bình thường, không sao. Vâng. Vâng, chào mọi người. Và ngày mai in cầu chì, ngày mai em sẽ gửi cho mọi người. Ngày mai em sẽ in gửi cho mọi người. Và thứ 5, 8:30, thứ 5 tuần sau mình sẽ tiếp tục nha. Có bắt đầu mình vào cảm biến rồi thì nó sẽ dễ hình dung hơn. Nhiều lúc online này không chia sẻ cho mọi người nó khó diễn đạt quá. Đúng không? Và anh có anh hỏi là làm thế nào để ECM biết ECM nó bị chết đúng không? ECM bị chết thì bây giờ chết theo kiểu gì? Chết mất nguồn hay là chết theo mạch nào? Chết hoàn toàn hay là chết theo mạch? Mình phải biết rõ ràng vấn đề đấy. Chào anh Phát.
Lâu lắm rồi anh Phát. Rồi, xong nào học CKV tính tiếp nha. Anh hỏi những cái gì, anh biết tính em rồi, không bao giờ trả lời những cái gì nó không liên quan. À, một số anh em thấy cái nhiệt độ nó báo sai với thực tế của cái xe của eSEM, một số eSEM tàu và một số cái phần mềm lỗi liên quan đến cái phần mềm thuật toán của cái eSEM nó sẽ báo sai. Xe thì đi bình thường, có một số xe đi bình thường được, nhưng cái thuật toán vào chỉ số như lúc anh nói là chỉ số nó sai so với thực tế đúng không ạ? Nó báo 200 độ hoặc cái gì gì đó, nó rất là lộn xộn lên đúng không ạ? Cái đấy thì thực tế là do thuật toán bên trong của eSEM nó bị sai, do phần mềm, cái đấy do phần mềm nhiều, hoặc là do eSEM là eSEM nó bị lô, hàng lô, thường như vậy. Vâng, xin chào mọi người. À, chào anh Hoàng, em cũng không rõ lịch dịch này thì làm sao dám tổ chức được anh. Gặp nhau online thôi. Vâng, chào mọi người, muộn rồi, anh em nào có thể thấy cảm thấy mệt mỏi thì mình nghỉ sớm, nghỉ trước, mai làm việc tiếp anh ạ. Còn anh em nào vẫn còn có sức thì vẫn cứ ngồi chém gió một lúc nữa đúng không? Em thì bắn thoải mái, một ngày em chạy 3K còn thoải mái được mấy tiếng này, buổi tối em thôi đi đúng không ạ? May còn chưa uống nước ấy, giọng mất ngọt rồi. Vâng, sau cái buổi sau những lớp ở đây thì em sẽ tổ chức những lớp học trực tiếp tại trung tâm miễn phí cho mọi người đó. Vâng, mọi người, anh em nào chúng ta nên nghỉ trước, mệt mỏi rồi đúng không ạ? Buổi ngày hơi dài, ngày mai những buổi sau thì sẽ nhắc lại cái phần lý thuyết này một chút nữa và thêm sâu hơn một chút nữa đúng không ạ? Rồi, chào anh. Vẫn còn 200 năm anh em xem. Chỉ có anh em ngồi mệt thôi. Vâng, thì đấy là một số chia sẻ cho anh em mà nội dung của ngày hôm nay nó bắt đầu đi vào cảm biến, những buổi sau bắt đầu đi vào cảm biến thì một số cái thông số của cảm biến, thông số tĩnh này thì nó rất đơn giản để chúng ta kiểm tra nhanh thôi, mục đích chúng ta kiểm tra để cho xác định được eSEM nó chết không thôi đúng không ạ? Còn một số cái đường cảm biến khác để chúng ta học liên quan đến cảm biến về liên quan đến dây, đường dây chúng ta bị oxy hóa, để chúng ta kiểm tra như nào để biết được oxy hóa đường dây liên quan đến sụt áp đúng không ạ? Liên quan đến sụt áp. Vâng. Vâng, chào mọi người. Em ít tuổi lắm, trông nhầu nhầu ấy thôi, ít tuổi lắm. Vâng, thôi cũng muộn rồi, anh em nghỉ ngơi, chúng ta hẹn mọi người vào 20:30 tối thứ năm tuần này đúng không? Hôm nay thứ ba, mai thứ tư chúng ta nghỉ, thứ năm chúng ta bắt đầu đúng không? Rồi, cái việc giả lập đấy thực tế là một số anh em đang làm cái phương pháp chế hoặc là khắc phục thôi, còn em thì khuyên mọi người thì lên thay thế đó, chúng ta lên thay thế. Vâng, anh em giờ vẫn cày đến tận giờ, trong Nam nhiều dịch mà anh Hiếu vẫn cày tít mù luôn đúng không? À, anh vào xem lại được ở trên cái nhóm ấy, hoặc cái trang fanpage là trung tâm đào tạo Hà Chi đấy, anh vào xem lại được, hoặc là trên YouTube của em có hết mà, em bắt lên YouTube rồi. Vâng, thôi mọi người nghỉ thôi, vẫn còn hơn 200 anh em xem. Chúng ta nghỉ thôi thì hẹn mọi người vào 20:30 tối ngày thứ năm tuần này. Rồi, chúng ta tiếp tục thì em sẽ giải thích sâu hơn cho mọi người chút về cảm biến ECT
EOT và của trên dòng Yamaha và Piaggio, đúng không? Một số dòng thì hôm nay chỉ giải thích qua một chút để chúng ta làm. Anh Quang Quyền hôm nay vẫn ở lại à? Anh Quang Quyền xem có chỗ nào sai không à? Vào xem trên YouTube nó không bị trôi bài anh nhá. Xem trên YouTube không bị trôi bài. Rồi buổi sau, những buổi sau em sẽ tăng tốc hơn. Và buổi đầu là những buổi đầu nó liên quan đến cái lý thuyết nên là nhiều anh em mà thấy nó bỡ ngỡ. Và những buổi sau nó bắt đầu đi vào xe thì anh em nó sẽ thấy dễ dàng hơn. Và những buổi sau em sẽ setup những cái phần khu về xe nó rõ ràng hơn. Hôm nay mỗi mình. Những buổi sau là liên quan đến xe thì mấy bạn kỹ thuật bạn ở lại sẽ hỗ trợ cho dễ. Một mình hơi vất vả. À, lớp không có smart key nhá, thì lớp về hệ thống điện FI cơ bản thôi. Cơ bản hỗ trợ anh em thôi. Chào anh Phương Niu vẫn đang xem đúng không ạ? Anh Lê Gia Đức vẫn xem à? Muốn thoát năm nhưng vẫn còn cứ gần 100-200 anh em, mới hơn 200 anh em vẫn xem. Rồi xem gió thôi, nói nhiều quá xong lại không hay, đúng không? Nói đến điểm dừng thôi, không nói nhiều đúng không? Rồi chúc mọi người ngủ ngon nhá, em xin thoát đây. Thoát đây. Vâng, chúng ta nên có những cái kiến thức nền tảng tốt. Kiến thức nền tảng tốt thì sau những cái chuyên sâu hay không thì nó vẫn từ nền tảng này mà ra thôi, đúng không? Trong tất cả mọi thứ đều từ nền tảng mà ra, tất cả đều từ cơ bản, không quá cao siêu gì đâu. Mà các anh để ý cao siêu hay không nó vẫn từ cơ bản mà ra. Anh đào sâu về cái cơ bản là gì nó sẽ thành chuyên sâu. Ở phương pháp làm việc của em chủ yếu bằng máy thôi nhá, tất cả bằng công cụ, vì chỉ có công cụ mới giúp ta nhanh hơn được, đúng không? Rồi em xin phép dừng livestream ở đây nhá. Có 1.400 bình luận, 300 lượt chia sẻ, vẫn còn 163 lượt xem. Rồi chào mọi người, chúc mọi người buổi tối ngủ ngon, hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Muốn thoát lắm nhưng mà. Rồi xin chào, chúc mọi người buổi tối ngủ ngon, em xin dừng livestream đây. Vâng, xin chào mọi người. Em kết thúc nhá. Muốn nhiều lúc muốn ấn cái chữ kết thúc này mà khó ghê, ấn kết thúc này. Rồi, ấn kết thúc này. Xin chào.